Phong Phi Vân ngấm ngầm không lưu dấu vết nhìn chăm chú nữ ma. Mặc dù nàng có tu vi cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một người si đạo một lòng theo đuổi tiên đạo, đối với đạo lý đối nhân xử thế thì hiểu biết quá ít. Nếu muốn lừa gạt nàng thì cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm. Điểm này liền rất giống một đời trước của Phong Phi Vân, đó là tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc. Tu vi cường đại như thế nào, nhưng mà lại chỉ biết là theo đuổi lực lượng cao nhất, quanh năm đều bế quan tu luyện, đối với bốn chữ lòng người hiểm ác này thì hiểu được quá ít, cho nên mới bị một nữ nhân lừa gạt, chết ở trong tay một nữ nhân. Sau khi mượn thanh đồng linh chu, chuyển thế trọng sanh, mặc dù dung hợp linh hồn với một kẻ bất cần đời quần áo lụa là, nhưng mà cũng hiểu có được có mất. Phong thiếu gia mặc dù ngu ngốc hơn người hàng chục lần, nhưng lại tội ác đầy đầu. Có điều hắn lại có một vài thứ mà tộc trưởng Phượng Hoàng không có. Đó chính là hiểu biết đối với làm chuyện xấu, hiểu rõ đối với nữ nhân thì hắn hoàn toàn có khả năng vượt xa tộc trưởng Phượng Hoàng mấy dãy phố. Sau khi hắn dung hợp linh hồn với Phong thiếu gia, kỳ thật đó cũng là một loại bù đắp nhược điểm trong tính cách. Nữ ma đại nhân, đám người này đã phao tin muốn bắt ngài, tế luyện ngài thành thi nô. Phong Phi Vân tiếp tục khiêu khích, nếu như có thể khiến cho nữ ma ra tay, thì những cường giả bên ngoài này, coi như lại nhiều gấp đôi đều không đáng để ý. Vương Mãnh mặt mày rưng rưng, nói với vẻ xót thương. Bọn họ nói muốn trừ ma vệ đạo, đánh với nữ ma, tế trời. Ngài xem bọn hắn đều muốn phong tỏa cả cổ thành, chính là muốn tế luyện toàn bộ chúng ta. Chúng ta chết không quan trọng, chỉ mất một mạng, nhưng mà bọn hắn cũng dám bất kính như thế đối với nữ ma đại nhân, quả thực ta không chịu được. Chỉ cần nữ ma đại nhân nói một câu, chúng ta sẵn sàng lao ra đi liều mạng cùng bọn họ. Cho dù là đánh không thắng, vì nữ ma đại nhân mà chết thì cũng là đáng giá. Phong Phi Vân và Vương Mãnh vẻ mặt xúc động phẫn nộ, đều đã lấy ra thần binh, lao về hướng bên ngoài dịch quán. Nhưng mà nữ ma nhanh hơn so với bọn hắn, đã đứng ở ngoài dịch quán trước một bước. Khóe miệng Phong Phi Vân lộ ra nụ cười, cái này có trò hay để nhìn. Bên ngoài dịch quán, đều đã biến thành phế tích, nửa tòa cổ thành đều bị hủy diệt, trên mặt đất đầy cảnh đổ nát thê lương, phố cổ tan vỡ, tường thành sụp đổ. Tòa thành chỉ từ thuở xa xưa, lại bởi vì một hồi đại chiến mà biến thành đất khô cằn, chỉ còn vài tòa kiến trúc cổ vẫn còn hoàn hảo. Ha ha, cuối cùng cũng là đã trấn áp được ngươi. Quả nhiên là đệ nhị thi biến đỉnh cao, sắp sửa bước vào lần thi biến thứ ba. Cứ thật, sau khi trở về có lẽ có khả năng tế luyện thành một vị thi vương. Một ông lão mặc áo bào tím phá lên cười, trên người của lão còn dính một vết máu, chính là bị nữ thi đánh cho bị thương, nhưng mà giờ phút này cũng đã không tồn tại. Rầm, ba chiếc bùa chú trấn thi thần phù đã trấn áp nữ thi tóc đỏ, xác chết bị sứt vài chỗ. Nó đang gầm giống trong ký hiệu, nhưng mà lại không cách nào tránh thoát ra nổi. Nữ ma liền đứng ở trong phế tích, lạnh lùng nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt này. Bộ nho bào màu trắng trên người không gió tự đu đưa, nay ở trong gió rét đang phát đi âm thanh phần phật. Phong Phi Vân và Vương Mãnh đứng ở phía sau nữ ma, không nhanh không chậm đi ra. Cửu sư thúc, Phong Phi Vân đã ra. Sở Cực Bắc thấy Phong Phi Vân đi ra từ trong dịch quán, bèn hô lên trước tiên. Sau đó, một ông lão áo bào tím đưa mắt nhìn sang đây. Rồi lão trực tiếp nhảy vọt qua nữ ma và Vương Mãnh, chăm chú nhìn vào trên người Phong Phi Vân. Đây mới là công việc chủ yếu đích thực chiều nay, giết chết yêu ma chi tử. Hay cho người lão già kia, cũng dám chấn áp thi tà dưới trướng nữ ma đại nhân, lá gan đúng là không nhỏ. Phong Phi Vân không sợ hãi điều gì, trầm giọng mà quát. Ông lão áo tím này có huyết khí trên người đậm đặc, khí tức khổng lồ. Không biết so sánh Sở Cực Bắc thì cường đại hơn bao nhiêu lần. Lão đã tiếp cận cấp bậc bán bộ cự kình, nhưng mà lại cũng không nhận ra nữ ma, còn tưởng rằng chỉ là một đệ tử bình thường của học viện Vạn Tượng Tháp. Ông lão áo tím khinh thường cười lạnh. Lại đem nữ ma ra hết cả đây, tiểu tử kia, người hù dọa ai? Nói thiệt cho người biết, Tử Minh thi động chúng ta lần này đến phủ Nam Thái chính là vì định bắt nữ ma, đem nàng tế luyện thành thi nô mạnh nhất của Tử Minh thi động chúng ta. Ông lão áo tím cảm giác được một đạo ánh mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Đúng là nữ học viên Vạn Tượng Tháp đang đứng chung một chỗ với yêu ma chi tử kia. Nữ học viên này quả thực khuynh thành tuyệt mỹ, dáng người linh lung, tuyệt đối là mỹ nhân khó gặp. Một tiểu bối Vạn Tượng Tháp thôi, ông lão áo tím trong lòng khinh thường cười lạnh. Phong Phi Vân và Vương Mãnh trong lòng cười thoải mái.
Vương Mãnh dõng dạc nói. Lão gia hỏa này thật sự rất đáng ghét, những lời đại nghịch bất đạo như thế mà đều nói được. Điều này làm cho mặt mũi nữ ma đại nhân còn biết giấu vào đâu. Thôi thôi, Tử Minh thi động này cũng quá kiêu ngạo, không ngờ lại muốn tế luyện nữ ma đại nhân thành thi nô, là điều cho dù nhẫn thì cũng không thể nhẫn a. Phong Phi Vân cũng là tức giận không thôi. Trời cao mây trắng bay, sát khí ngút tầng mây. Muốn chết. Đôi mắt đen nhánh của nữ ma tựa như hai đầm nước đen kịt. Hai tia sáng phóng ra từ trong đôi mắt, như thanh kiếm sắc đâm thủng ông lão áo tím kia. Ngực và đan điền đều xé toạc ra hai vòi máu, xé rách thân thể thành những khối đẫm máu. Ra tay thật sự rất đột nhiên, ông lão tiếp cận cấp bậc bán bộ cự kình liền bị ánh mắt của nàng giết chết, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có. Mưa máu trút xuống, rơi vũng vãi khắp mặt đất, nhìn có vẻ cực kỳ thấy ghê người. Tất cả mọi người bị một màn này làm kinh sợ, nhìn chăm chú nữ học viên vạn tượng tháp trước mắt này mà cằm đều phải rơi trên mặt đất. Cái này, này. Một ông lão áo tím khác chố mắt đứng nhìn, kinh ngạc nhìn chăm chú nữ ma. Hai ông lão Tử Minh thi động còn lại đồng thời xuất ra hai cỗ chiến thi, toàn thân hai cỗ chiến thi này đều đang tỏa ra điện hỏa, ánh mắt liền như quả sét cầu, trong đôi mắt sáng lên những tia xanh lè. Hai cỗ chiến thi này đều không phải chuyện đùa, chúng được thai nghén luyện thi trong huyết trì suốt 300 năm. Nữ ma mặt không chút thay đổi, ánh mắt tựa như giải ngân hà. Hơi thở mang mùi đàn hương tuôn ra từ cái miệng đang hé mở, thổi ra một tia khí xanh. Một cỗ khí lưu này liền trực tiếp chém hai cỗ chiến thi này làm hai đoạn. Thi cung trong thân thể bọn chúng đều bị nghiền nát. Hai ông lão Tử Minh thi động này thật sự bị hù dọa, trên trán túa ra mồ hôi lạnh liền bỏ chạy về hướng Thiên Hoa cổ thành. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ thoáng chớp mắt đã chạy ra mấy chục dặm, mắt thấy sẽ lướt qua tường thành từ thuở xa xưa. Rầm, rầm. Nữ ma vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua theo hướng bọn họ, hai vị lão nhân đã sống mấy trăm năm này liền rơi thẳng tắp từ trên bầu trời xuống, ngã ở trên mặt đất, thân thể biến thành nước mù. Đây chính là ba vị lão nhân chiến lực tiếp cận với bán bộ cự kình, đã tu luyện hơn 400 năm. Ngay cả đệ tử lớp chữ thiên đều phải cung kính gọi bọn họ là sư thúc. Loại cường giả, tại Tử Minh thi động coi như là đại nhân vật, nhưng mà chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp liền bị một cô nương tuổi còn trẻ giết chết. Nhưng lại là bị nàng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm để giết chết. Sắc mặt Sở Cực Bắc thay đổi mãnh liệt, khó trách Phong Phi Vân chạy trốn về hướng tới trong Thiên Hoa cổ thành. Thì ra tới nơi này lại có một vị cường giả đáng sợ như thế. Bán bộ cự kình của Tử Minh thi động hiện thân, chính là một người trung niên mặc áo bào tím, đầu đội nón tơi, ngực hùm vai gấu, thân thể tráng kiện. Hắn vừa mới đi ra, trong Thiên Hoa cổ thành liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Có hơn 10 tòa nhà biệt thự đền đài sụp đổ, chìm vào mặt đất, hóa thành một cái dấu chân dài mấy chục thước. Đây là khí thế của hắn đang ngưng tụ thành hư hóa ảnh thân thể, dẫm đạp cho mọi thứ trên mặt đất đều vỡ vụn. Bán bộ cự kình vừa xuất hiện, nửa Thiên Hoa cổ thành đều đã rung chuyển, lại có một đoạn tường cổ thành sụp đổ. Ngươi là người phương nào, chưa bao giờ nghe nói qua vạn tượng tháp có một vị cường giả như ngươi vậy. Bán bộ cự kình của Tử Minh thi động, hai mắt lấp lánh, tựa như hai vầng trăng lạnh trên bầu trời đêm. Phía sau hắn, có hơn 10 cỗ chiến thi cường đại, đều có khí thế như cầu vồng, thi khí ngưng tụ thành một đám mây đen. Nữ ma trầm lặng không nói, như một pho tượng điêu khắc đứng ở nơi này. Vương Mãnh kháng cự uy áp lớn lao của bán bộ cự kình, giống như trên lưng bị đè nặng một quả núi lớn. Hắn gắng gượng nói, đây là lão đại của chúng ta, Tử Minh thi động các người muốn giết người, còn phải hỏi lão đại của chúng ta có đồng ý hay không. Phong Phi Vân cười nói, vạn tượng tháp chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, kiến thức của lão cũng quá nông cạn. Vị bán bộ cự kình của Tử Minh thi động hừ lạnh một tiếng, âm thanh tựa như quả chuông lớn đang rung, lão nói. Yêu ma chi tử, đừng tưởng rằng ngươi mời một vị trợ thủ, thì chiều nay có thể chạy thoát sát kiếp. Mạc Yên huynh, Lục Đào huynh, các ngươi còn không hiện thân, giết chết yêu ma chi tử mọi người có phần. Một bóng đen thật lớn xuất hiện ở trong Thiên Hoa cổ thành, chân cao vài trăm thước, nhưng mà lại vẻn vẹn chỉ có một bóng dáng, rất giống một vị thần tượng. Có điều căn bản không thấy được thân thể của hắn. Đây là người tu luyện tà đế mị ảnh, một trong 12 đại tà công. Đó là Lục Đào, bán bộ cự kình của đệ thập điện Xâm La Điện. Mạc Yên cũng bay ra từ trong đám mây đen, trên lưng có bốn cánh ma rực đen xì đang vỗ,
làm phát ra từng đợt âm thanh xé gió. Nữ ma đứng ở trên phế tích, thân thể tựa như quả núi cao bất động hồi lâu. Mái tóc đen trên đầu như thác nước đang tung bay ở trong gió. Nữ ma đại nhân, những người này cũng quá kiêu ngạo. Ở trước mặt của ngài lại đều ra vẻ như thể một đại gia. Nếu như không cho bọn họ biết một chút lợi hại, tương lai chẳng phải con chó con mèo nào cũng có thể nhảy nhót trước mặt ngài. Phong Phi Vân đứng ở phía sau nữ ma, nhỏ giọng góp lời bên tai nàng. Mạc Yên chính là một vị thái thượng trưởng lão đệ tứ điện Xâm La Điện. Lão đã tu luyện minh vực ma dực quyết tới tầng thứ tư, trên người đã mang theo một tia ma khí nhàn nhạt, ánh mắt già nua, nụ cười băng giá. Yêu ma chi tử, người có lẽ tự giết bản thân đi. Hôm nay ai tới cũng đều không cứu được tánh mạng của ngươi. Thả ly vi ra, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Âm thanh lục đào vang lên. Mạc Yên có hơi liếc mắt nhìn nữ ma. Tiểu nữ oa tử, chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ba vị bán bộ cự kình chúng ta sao? Ta dí một ngón tay, là có thể phán ngươi án tử. Vừa nói Mạc Yên thật đúng là vươn một ngón tay. Đầu ngón tay có một đạo xích long hồn kình đang lượn lờ, rất giống là một ngọn núi màu đỏ bị thiêu đốt cho đỏ bừng lên. Nữ ma vùng ống tay áo lên, một vầng sáng trắng bay ra. Răng rắc một tiếng, ngón tay của Mạc Yên liền gãy lìa, mà ngay cả thân thể cũng giống như con quay đang chuyển động, lộn nhào mấy trăm vòng trên không trung, sau đó rầm một tiếng ngã nhào ở trên mặt đất. Một cái chân hung hăng dẫm nát trên lưng của lão, thân thể bị đạp vỡ vụn, tựa như quả khí cầu bị nổ. Dầm. Một vị bán bộ cự kình liền ngã xuống như vậy, chết ở dưới chân nữ ma. Lục đào muốn len lén xông vào dịch quán để cứu lục ly vi ra. Nữ ma vươn tay, hướng về trong bóng tối chộp một cái, liền túm hắn lôi ra, khiến lão chật vật không chịu nổi lảo đảo trên mặt đất. Tà đế mị ảnh cao vài trăm thước mà lão tu luyện ra, bị một mảnh ống tay áo của nữ ma chấn áp, bị đánh cho nát bấy. Phốc. Bóng hình ma quỷ bị đánh nát. Từ trong miệng lục đào phun mạnh ra một ngụm tiên huyết, bị thương nặng, trong lòng kinh động sợ hãi đến mức độ cao nhất, lão hỏi. Người rốt cuộc là ai, coi như là cự kình cũng không có lực lượng cường đại như thế. Nữ ma có tu vi rất đáng sợ, trong lúc khẽ động chân tay là có thể đánh cho một vị bán bộ cự kình thành mảnh vụn. Phong Phi Vân cười nói. Tiền bối coi như là nhân vật cái thế tu luyện mấy trăm năm, không ngờ ngay cả nàng đều không nhận ra. Còn dám tới phủ Nam Thái. Người đây không phải muốn chết ư? Không sai, không sai, lão đại chúng ta chính là Giang bà tử phủ Nam Thái. Đừng nói là một bán bộ cự kình nhà ngươi, coi như là nhân vật cấp bậc điện chủ Xâm La Điện các ngươi đến đây thì đúng là cũng phải quỳ rạp trên mặt đất. Vương Mãnh thoải mái phá lên cười. Vị bán bộ cự kình của Tử Minh Thi Động nhìn chăm chú nữ học viên vạn tượng tháp trước mắt này, đồng tử không ngừng phóng đại. Đột nhiên lão hoảng sợ quát to lên. Trên người nàng có một tia tịnh hóa thi khí, chẳng lẽ nàng là một vị thi tà? Không, không, thi tà làm sao có thể có thân thể không thối rữa, thân thể bất diệt. Lại vẫn còn tu luyện ra trí tuệ độc lập, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi. Người cản thi vốn hàng năm tiếp xúc với thi tà, nghiên cứu đối với thi tà so với ai khác đều sâu hơn. Vị bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động này liền nhìn ra trên người nữ ma có một tia thi khí. Trừ phi cái gì? Lục đào hỏi. Trừ phi là trải qua thi biến thi tà lần thứ tư. Vị bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hai chân đều bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ, nàng chính là nữ ma? Lục đào và bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động đều bị dọa đến hoảng sợ, chia làm hai phương hướng chạy trốn. Tốc độ của bọn họ đều nhanh đến khó có thể tin nổi, chỉ thoáng chớp mắt cũng đã chạy trốn tới chân trời, biến thành hai đốm sáng. Nữ ma là ai? Đây chính là một vị đại thần thông cao hơn cự kình, dưới trướng có ngàn vạn thi tà, tại phủ Nam Thái nàng thật đúng là Giang bà tử. Coi như là nhân vật cấp điện chủ Xâm La Điện, nhìn thấy nàng đều phải chạy thoát thân. Nữ ma sao lại để cho bọn họ đào tẩu, nàng chậm rãi giơ lên một ngón tay. Một đạo hào quang lóng lánh bay ra từ ngón tay, một đạo lôi điện sấm chớp vang lên tại chân trời, bổ vào đỉnh đầu lục đào, thân thể bị chém thành một đám khói đen. Vị bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động kia đều đã chạy trốn tới ngoài ngàn dặm, nhưng mà vẫn cứ bị nữ ma dùng một ngón tay xuyên thủng thân thể, ở cách ngàn dặm mà giết chết hắn. Đối với nhân vật như nữ ma mà nói, đừng nói ngàn dặm, coi như là một vạn dặm, mười vạn dặm, đều có thể giết người đoạt mệnh.
đều lăn ra đây đi. Ánh sáng trong đôi mắt nữ ma như những vì sao, xuyên thủng trận pháp phong tỏa thiên hoa cổ thành. Có mấy chục người lão nhân bị buộc xuất hiện, ai nấy đều là cường giả tuyệt đỉnh đến từ mỗi thế lực lớn. Trong đó Tử Minh Thi Động, Xâm La Điện, gia tộc Bắc Minh liền chiếm hơn phân nửa. Những người này cơ hồ đều là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão tu luyện mấy trăm năm, trên người tràn đầy tinh khí, khí tức dồi dào, thật giống như mấy chục quả núi trôi nổi trên không. Mấy chục người này cũng biết nữ ma có tu vi đáng sợ, vì vậy liên thủ đánh ra công kích mạnh nhất. Có trên trăm đạo linh thông biến thành biển sấm sét từ bầu trời giáng xuống. Nữ ma vẻn vẹn chỉ là vừa lộn bàn tay, liền đánh toàn bộ linh thông đều quay trở về. Mấy chục vị lão nhân toàn bộ miệng phun ra máu, rơi rụng như sung từ trên bầu trời, ngã nhào trên mặt đất, bị nữ ma dùng bàn tay đè thành huyết bùn. Vương Mãnh nhìn thấy mà nuốt nước miếng, y phục trên người đều bị mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm. Nữ ma quả thực cũng không phải là người a, chính là một cối xay thịt người. Phong Phi Vân đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Nữ ma đã khôi phục tu vi, đây là muốn giết người lập uy. Trên bầu trời xa, có một vị phó điện chủ Xâm La Điện đằng vân mà đến. Người mặc bộ giáp đen, đầu đội thiết mào, mũ sắt, quanh hông có một con kim mãng to bằng cánh tay quấn quýt. Đây chính là một nhân vật cấp bậc cự kình đích thực. Nhưng mà vị phó điện chủ này, từ cách mấy trăm dặm, vẻn vẹn chỉ là từ rất xa liếc mắt nhìn nữ ma liền bị ánh mắt của nàng hù dọa, vội vàng mở quỷ tiên kiều ra mà cấp tốc bỏ chạy. Đã sớm nghe được đồn đại, nữ ma thức tỉnh chính là do Phong Phi Vân gây nên, vốn đang không thể nào tin được. Nhưng mà sau buổi chiều nay, ta cũng là tin 8, 9 phần. Tất cả mọi thứ phát sinh trong thiên hoa cổ thành được rất nhiều tu sĩ đứng ở trên núi xa nhìn thấy. Vô số người đều lâm vào cảnh thân thể phát run, chố mắt đứng nhìn. Bọn họ vốn tưởng rằng yêu ma chi tử hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng không ngờ rằng, yêu ma chi tử lại thỉnh nữ ma xuất hiện, đại sát tứ phương, một người không lưu. Tất cả những kẻ truy sát hiện tại đều rơi vào cảnh hài cốt không còn tồn tại. Vào lúc tin tức nữ ma xuất hiện ở thiên hoa cổ thành truyền ra, vô số tu sĩ đều bắt đầu chạy xa khỏi quận Tam Thánh. Đặc biệt những người từng có khúc mắc với Phong Phi Vân, so với người khác đều chạy nhanh hơn. Giao Thanh Đồng Linh Chu ra đây đi. Nữ ma đứng nổi bật ở trên một đoạn vách tường đổ nát, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý mãnh liệt, trên làn da trong nháy mắt hiện lên một tầng da gà. Hắn ho khan hai tiếng, hỏi. Nữ ma đại nhân, ngài đang nói cái gì? Thực sự khinh ta dễ lừa như vậy, người mà không giao ra, ta đây cũng chỉ có thể tự mình đến lấy. Nữ ma bồng bềnh bay xuống, trên năm ngón tay ẩn chứa uy lực chết chóc vô cùng vô tận đang xé nát không khí, năm đạo chân khí mãnh liệt, đều đè ép về hướng thân thể Phong Phi Vân. Một chảo này, giống như phải xé nát thân thể Phong Phi Vân. Nữ ma dù sao cũng là nữ ma, đã biết bị Phong Phi Vân lừa gạt, phải xé rách thân thể Phong Phi Vân, lấy ra Thanh Đồng Linh Chu. Bỗng dưng, từ trong thân thể nữ ma chạy ra một đám hào quang trắng lóa, lại có một đạo bóng người ngưng tụ trên đỉnh đầu của nàng. Một chảo có sát khí bức người lúc trước chợt đều tan thành mây khói. Nữ ma rơi xuống trên mặt đất, trên người có hào quang trắng lóa bao quanh vẫn không nhúc nhích. Một tòa bạch cốt thi cung xuất hiện ra trong mi tâm nàng đang không ngừng nhảy lên, làm cho người ta thấy có một cỗ khí tức thánh khiết không tì vết. Sát khí vừa rồi làm Vương Mãnh sợ đến bắp đùi đều phát run, hắn lắp bắp. Sư thúc, tại sao nàng đột nhiên bất động? Trong đôi mắt Phong Phi Vân có hỏa diễm đan sen, có hỏa điều đỏ đậm đang lượn lờ trong đôi mắt, hắn đáp. Ta hiểu rồi. Thì ra bổn tôn và thiện thi đều ở trong thân thể nữ ma, bị lực lượng của nữ ma áp chế. Giờ phút này bổn tôn thiện thi lại lần nữa phản kích, mới chế ngự được nữ ma. Nếu không thì vừa rồi ta cũng đã chết ở trong tay nữ ma. Có ý tứ gì? Cái gì là thiện thi? Cái gì là bổn tôn? Vương Mãnh nghe trả lời như vậy mà đầu phình to gấp hai. Ngươi không cần biết, thừa dịp nữ ma đang chống cự với thiện thi và bổn tôn, chúng ta mau chạy đi. Ngày đó sau trận đánh tại đỉnh núi Bán Đạp Sơn, thiện thi và bổn tôn liền biến mất. Lúc trước Phong Phi Vân cho là bọn họ cũng bị thương nặng rút lui, cũng không nghĩ đó là tam thi lại hợp nhất. Không, xác thực mà nói cũng không phải tam thi hợp nhất, vẻn vẹn chỉ là đồng thể thôi. Thiện thi và bổn tôn vẫn còn tồn tại,
chỉ là ý thức của nữ ma chiếm thượng phong. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Phi Vân mới giữ được một mạng. Sau nửa tháng, Phủ Nam Thái, quận Thiên Hoa, nơi này cách Vạn Tượng Tháp đã không xa. Phủ Nam Thái có 28 quận, rất nhiều quận đều đã bị thi tà xâm lấn. Cũng chỉ có ít ỏi mấy quận bao gồm cả quận Thiên Hoa thì vẫn còn phồn vinh hưng thịnh. Có vô số tu sĩ và thương nhân giàu có trong phàm tục trốn tránh đến nơi này, tránh né thi tà giết chóc, tìm kiếm sự che chở của Vạn Tượng Tháp. Những người này dọc theo đường đi nghe được nhiều nhất những chuyện giống như các loại chuyện lạ tu tiên giới phát sinh ở quận Tam Thánh. Cuộc tranh đấu giữa Xâm La Điện và Vạn Tượng Tháp cuối cùng vẫn phải hạ màn. Mấy vị điện hạ Xâm La Điện đều đại bại mà về. Xâm La Thập Điện lần này coi như là vô cùng mất mặt. Mấy vị yêu nữ khuynh thành đều bị bắt sống, bỏ vào trong ngân câu phường để đấu giá. Chuyện như vậy từ lúc Xâm La Điện khai tông lập phái tới nay, cũng không từng phát sinh. Lần này Vạn Tượng Tháp có vài anh kiệt đều thể hiện hết danh tiếng, Yến Tử Vũ xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 9, bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, chiến lực có khả năng tranh giành với thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Công chúa La Phù lưu danh trên thánh bia, cũng bước chân vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, tu vi tiến nhanh, vẫn còn chiếm được thánh bia số mệnh. Rất có thể sẽ trở thành vai chính thời đại này, trấn áp tất cả thiên tài cấp bậc sử thi. Nghe nói thiên toán thư sinh sẽ lại soạn ra bảng thiên tài cấp bậc sử thi mới, Yến Tử Vũ và công chúa La Phù đều xếp hạng ở trong này. Kỷ Phong cũng là thiên tư tuyệt đỉnh, mặc dù không phải thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng mà chiến lực lại có khả năng so sánh với thiên tài cấp bậc sử thi. Vạn Tượng Tháp lại mở rộng cuộc chiến bách tháp bảng, mới qua nửa năm, cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Ai nấy đều là nhân tài cực kỳ nổi bật như mặt trời mới mọc. Hào quang chiếu khắp mặt đất. Đương nhiên đàm luận càng nhiều hơn cũng là về Phong Phi Vân. Đối với Phong Phi Vân, mỗi người đều khen chê không đồng nhất. Yêu ma chi tử thiên tư thật sự hoảng sợ, không ngờ tại cùng cảnh giới đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, có thể nói là thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều. Thời đại này người có thể tranh giành với công chúa La Phù e rằng cũng chỉ có hắn. Phong Phi Vân chính là truyền nhân của thần vương, tương lai rất có thể sẽ kế thừa ngôi vị thần vương. Hắn thiên phú bẩm sinh đáng sợ như thế, những lão nhân này của hoàng thất không có khả năng khiến cho hắn và công chúa La Phù đối địch. Rất có thể sẽ để cho bọn họ mạnh mẽ liên hợp, khai sáng ra một thần triều muôn đời. Nói cũng phải, hoàng thất lão tổ, ai nấy đều cực kỳ khôn khéo, nhìn xa trông rộng, rất có thể đều đã bắt đầu bố trí an bài cho Phong Phi Vân và công chúa La Phù thông gia. Nếu như Phong Phi Vân thật sự kết hợp với công chúa La Phù, như vậy sau mấy chục năm, ai còn có thể dung chuyển địa vị tối cao của hoàng thất? E không được dễ dàng, tên của Phong Phi Vân và công chúa La Phù đều đã khắc trên vách thái thượng đoạt mệnh. Có rất nhiều thế lực đều treo giải thưởng lấy tánh mạng của bọn họ, sẽ không để cho bọn họ thực sự trưởng thành. Dọc theo đường đi, Phong Phi Vân luôn có thể từ tu sĩ khác trong miệng nghe được tên mình, cũng có không ít người đang nói chuyện giữa hắn và Nam Cung Hồng Nhan, cũng có người đang nói đến những chuyện phong lưu giữa hắn với yêu nữ Xâm La Điện. Còn có người nói hắn đã gia nhập vào dưới trướng nữ ma, muốn chỉ huy đại quân thi tà công chiếm cả thần tấn vương triều. Các loại đàm luận, các loại lời đồn, yêu ma chi tử lần này xem như đích thực danh chấn thiên hạ. Mà ngay cả rất nhiều thiên kim tiểu thư và trẻ nhỏ của các nhà phàm nhân cũng biết tên của hắn. Trải qua trận chiến ấy ở Thiên Hoa Cổ Thành, rất nhiều cường giả muốn loại trừ Phong Phi Vân đều bị hù dọa mà rút lui. Ai nấy đều trốn ra khỏi quận Tam Thánh. Thậm chí trốn ra khỏi Phủ Nam Thái. Bên trong quận Tam Thánh vốn là tấp nập trong khoảnh khắc liền trở nên yên lặng đi, bị thi tà công chiếm toàn bộ. Phong Phi Vân phản hồi về Vạn Tượng Tháp, trên đường xá đều không hề gặp phải một kẻ địch nào. Trải qua thời gian nửa tháng, đã rời khỏi quận Tam Thánh, vượt qua vạn dặm, tiến vào quận Thiên Hoa. Thánh bia và đàn tế lại đều bay vào Vũ Hóa Mộ Nguyên. Chuyện kỳ lạ, quỷ địa ở quận Tam Thánh thật đúng là không ít. Khó trách chính giữa vùng có một tòa di chỉ thượng cổ. Phong Phi Vân từ trong miệng tu sĩ khác nghe được những chuyện về thánh bia, cuối cùng cảm giác Vũ Hóa Mộ Nguyên không giống tầm thường. Nhất định sẽ không đơn giản giống như ở mặt ngoài vậy, tương lai có lẽ sẽ có đại sự động trời bùng phát dữ dội ở nơi này. Vương Mãnh cưỡi một con kỳ ngưu mở đường ở phía trước. Bỗng nhiên, kỳ ngưu phát ra một tiếng ngao dài rồi đột nhiên ngừng lại. Phong Phi Vân ngồi ở trên lưng một con kỳ ngưu phía sau.
hắn có hơi ngẩng đầu lên, phát hiện có một đội tướng sĩ mặc chiến giáp thần vũ quân đang ngăn cản đường đi. Có chừng hơn 300 người, ngang hông đều treo chiến đao to bản. Một đội tướng sĩ thần vũ quân này đều cưỡi trên lưng kỳ ngưu, trên người linh quang đan sen, hai mắt như mãnh hổ đang đứng trật tự chỉnh tề. Tuyệt đối là tinh nhuệ trong thần vũ quân. Bọn họ lùi ra một con đường, một người thiếu niên thân thể rắn giỏi mặc áo giáp, cưỡi một con di điểu màu vàng cao hơn 10 thước đi ra. Thiếu niên này trời sinh lạnh lùng mày kiếm, nhìn qua cũng áng chừng 15, 16 tuổi, nhưng mà lại cực kỳ điềm tĩnh lão luyện. Hắn nói, Phong Phi Vân, tốc độ của ngươi cũng quá chậm, ta đã chờ ngươi 5 ngày ở chỗ này. Phong Phi Vân cưỡi kỳ ngưu, từ phía sau đi tới, hắn cười nói. Thì ra là ngươi, lệnh tướng quân lâu nay vẫn khỏe chứ a? Thiếu niên này đúng là lệnh tướng quân trẻ tuổi nhất thần vũ quân, lệnh Đông Lai. Thiên tư của lệnh Đông Lai so với Phong Phi Vân cũng không kém hơn bao nhiêu, thiếu chút nữa liền lưu danh trên thánh bia. Phong Phi Vân bó tay chịu trói đi, cùng ta về thần đô chịu phán xét. Lệnh Đông Lai khí phách hơn người, đã sớm ngờ tới Phong Phi Vân sẽ đi theo con đường này để phản hồi về vạn tượng tháp. Cho nên liền sớm chờ ở đây, chính là muốn trước khi Phong Phi Vân phản hồi về vạn tượng tháp thì chặn hắn lại. Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Lệnh huynh, người muốn bắt ta, phải hỏi qua thần vương đại nhân có đồng ý hay không? Lệnh Đông Lai đáp. Ta chỉ nghe lệnh của thiên hầu đại nhân, coi như ngươi là truyền nhân của thần vương, ta cũng cứ bắt không sai. Ánh mắt của lệnh Đông Lai hướng về phía sau Phong Phi Vân nhìn một chút, chỉ thấy trên lưng kỳ ngưu vẫn còn buộc một thiếu nữ tuyệt sắc mặc la sam màu tím, dáng người xinh đẹp. Nàng đang nằm ở trên lưng kỳ ngưu, đan điền bị phong bế nên không thể nhúc nhích, vừa nhìn đã biết rõ lại là nữ nhân bị Phong Phi Vân bắt đi. Lệnh Đông Lai lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Phong Phi Vân, người thân là truyền nhân của thần vương, lại không biết thân phận như vậy. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám cưỡng đoạt dân nữ, cũng không sợ bôi nhọ danh tiếng của thần vương. Phong Phi Vân nhìn qua Lục Ly Vi trên lưng kỳ ngưu, sờ sờ đầu của nàng mà cười nói. Ha ha, lệnh huynh, người quản cũng quá rộng, đây chính là chuyện riêng của ta. Chẳng lẽ thần vũ quân các ngươi còn muốn quản vấn đề tác phong cuộc sống của người khác sao? Lệnh Đông Lai không muốn lại tranh luận cùng Phong Phi Vân. Nếu đã lĩnh quân lệnh, vậy thì liền nhất định phải đem bắt Phong Phi Vân trở về. Chiến đao đen nhánh liền rời khỏi vỏ bay ra, một tảng lớn đao lãng đen huyền liền tản ra từ trên đao phong. Lệnh Đông Lai đã trải qua địa kiếp, bước chân vào thiên mệnh đệ nhất trọng, tu luyện thần vũ đao pháp của thần vũ quân tới cảnh giới tầng thứ 7. Bổ ra một đao, hắn chém kỳ ngưu bên dưới Phong Phi Vân thành hai nửa. Trên mặt đất nứt ra ra một cái rãnh dài gần trăm thước. Đao pháp của lệnh huynh thật lợi hại, chỉ tiếc hơi chậm một chút. Phong Phi Vân ôm Lục Ly Vi bay lên rồi rơi xuống trên đỉnh núi ở ngoài năm dặm. Phong Phi Vân, hôm nay ngươi không trốn thoát đâu. Để đối phó ngươi, ta đặc biệt mượn bằng hữu một con kim sư tước, tốc độ đủ để đuổi kịp và vượt ngươi. Lệnh Đông Lai khống chế kim sư tước bay dựng lên, lại lần nữa đuổi theo về hướng Phong Phi Vân. Vương Mãnh vốn muốn ngăn trở lệnh Đông Lai, nhưng mà lại bị những tinh nhuệ thần vũ quân này cuốn lấy, căn bản không thoát được thân. Thiên tư lệnh Đông Lai thật kinh ngạc, mặc dù hắn tu luyện vẻn vẹn chỉ là thần vũ đao quyết bình thường nhất, nhưng mà vào trong tay của hắn thì lại có thể phát huy ra được uy lực trời long đất lở. Hắn đã dung hợp thần vũ đao quyết và dị thú tinh hồn, sáng chế ra thần vũ dị thú đao pháp, uy lực trực tiếp tăng thêm gấp đôi. Luân hồi tật tốc mặc dù nhanh đến kinh người, nhưng mà tốc độ của kim sư tước cũng không chậm, gắt gao truy theo tại phía sau Phong Phi Vân. Trên trời cao, kim điểu bay nhanh. Lệnh Đông Lai đứng ở trên đầu hoàng sư, nhìn bóng người ở phía dưới đang vội vã nhảy lên. Mỗi một bước nhảy đều có thể vượt qua nửa quả núi mà trong lòng có chút cảm khái. Tốc độ của Phong Phi Vân đích xác làm cho người ta sợ hãi. Vẫn ôm một người, mà đều có thể so sánh tốc độ với kim sư tước. Coi như là khủng bố như Tô Quân đều không làm được điểm này. Thái Thanh Bát Trận Đồ. Lệnh Đông Lai hai tay triển khai, hai đám mây xanh bay ra từ trong ống tay áo, biến thành hai màu hắc bạch. Nó ngưng tụ thành một tòa trận đồ đường kính lớn trăm thước, biến thành hình dáng bát quái âm dương ngư, biến cả bầu trời thành vòng xoáy. Đạo tổ đạo ngôn tự nhiên là không phải chuyện đùa, Thái Thanh Bát Trận Đồ càng là có uy lực trấn phong thiên địa. Thật giống như một thái thanh thế giới từ trên bầu trời đè xuống.
Một tia sáng xanh bay ra từ trong đan điền Phong Phi Vân, một cái thanh đồng linh chu thật lớn trôi nổi lên đỉnh đầu. Nó dài chừng trăm thước, được linh vụ sương mù linh thiêng che đi một nửa. 18 chiếc thần buồm làm bằng vải sắt xỉ quèn bay phấp phới trên bầu trời, giống như là chiến thuyền đi ra từ thời từ thái cổ. Tốc độ đạp chân của Phong Phi Vân nhanh hơn, hắn vận chuyển luân hồi tật tốc tới trình độ cao nhất. Thân thể biến thành cơn gió lớn, vừa mới chợt lóe liền đã bay qua một quả núi cao, đi vội về hướng phương Bắc, tiến vào một mảnh đầm lầy lớn rộng mênh mang. Tại một mảnh xứ sở của phủ Nam Thái này, tổng cộng có 28 quận nha. Mỗi một quận đều mở mang vô biên vô tận, người bình thường cần phải bỏ ra thời gian mấy năm mới có thể đi từ một đầu này tới đầu bên kia. Cho nên tại mỗi một quận, đều có rất nhiều rừng hoang và đầm lầy lớn, vẫn còn có vô số mật địa với những thứ hiếm có mà ít người biết. Nếu không phải có thần tấn vương triều này là một vị bá chủ cực lớn thống trị, một quận đều có thể phân chia thành mấy chục đến hàng trăm quốc gia. Cũng chỉ có tu tiên giả cường đại mới có thể dễ dàng đi ngang một quận. Nhưng mà đối với người bình thường mà nói, đây là một chuyện khó như lên trời vậy. Ầm. Thái thanh bát trận đồ do lệnh Đông Lai đánh ra bị thanh đồng linh chu làm tan mất hơn phân nửa uy năng, còn có một bộ phận nữa bị long mã hà đồ trôi nổi trên thanh đồng linh chu triệt tiêu. Kim sư tước chính là một con dị cầm có được chu tước thượng cổ huyết mạch, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Trong số dị cầm thì loài có thể so sánh được tốc độ với nó cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Lệnh Đông Lai chính là bạn tốt với nữ truyền nhân Phạm Tư Tĩnh của ngự thú trai Phật Môn, cho nên mới có thể mượn được một con kim sư tước này. Tốc độ của Phong Phi Vân vốn đang so sánh với kim sư tước phải nhanh hơn một chút, nhưng mà bởi vì có thêm một lục ly vi, nên trong khoảng thời gian ngắn lại vô phương bỏ xa lệnh Đông Lai. Lục ly vi thân thể vẫn không thể nhúc nhích, bị Phong Phi Vân ôm vào trong ngực. Trên mặt nàng hiện ra một nụ cười hài hước, cực kỳ tao nhã động lòng người. Nàng hỏi. Phong Phi Vân, ngươi không phải vô địch trong thế hệ trẻ tuổi à, ngươi chạy cái gì à? Ta vội vã đi tìm một nơi không người để đại chiến 3.000 hiệp với ngươi. Phong Phi Vân xuyên qua không gian ở trong đầm lầy lớn, thân thể biến thành một luồng sáng. Vậy thì ta chờ. Lục Ly Vi cắn răng lạnh giọng cười cười. Sau khi tiến vào đầm lầy lớn, chướng khí tràn ngập bầu trời, độc vật bò khắp mặt đất. Phong Phi Vân có được bất tử phượng hoàng thân, những chướng khí ngàn năm không tiêu tan này mặc dù có độc tính cực mạnh, có thể đầu độc tu tiên giả đến chết hóa thành huyết mủ, nhưng mà lại không làm gì được hắn. Kim sư tước dừng ở bên ngoài đầm lầy lớn, không dám tiến vào trong chướng khí. Trong miệng nó phát ra những tiếng sư tử hống. Nó tuy là dị thú, lại cũng không dám tiến vào đầm lầy lớn ngàn năm hơi độc này. Lệnh Đông Lai chỉ có thể bay xuống từ trên lưng kim sư tước, một thân một mình xông vào đầm lầy lớn. Lệnh Đông Lai có số mệnh cực mạnh, chiếm được vô số ban thưởng của trời cao, vận số hảo. Vào lúc ra bờ sông tắm rửa đều có thể nhặt được linh khí, moi một hố đất đều có thể đào ra linh thạch. Lúc ngã xuống sườn núi đều có thể xông vào thượng cổ Bồng Lai. Tại điểm này, hắn hoàn toàn là một cực đoan ngược với Phong Phi Vân. Vận số của Phong Phi Vân cho tới bây giờ cũng không được tốt, mỗi lần đều sẽ không hiểu ra sao cả lại xuất hiện ra một đám địch thủ kéo đến. Đầu tiên là không hiểu ra sao cả mà bị Phong gia trục xuất, rơi vào cảnh bị cả Phong gia đuổi giết. Sau đó lại không hiểu ra sao cả mà đắc tội nữ ma, bị nữ ma đuổi giết. Lại rơi vào sự đuổi giết của Tử Minh Thi Động, Xâm La Điện. Gia tộc Bắc Minh cũng muốn lấy tính mệnh của hắn, hiện tại càng là thế lực tu tiên khắp thiên hạ đều muốn hắn chết. Phong Phi Vân cho tới bây giờ đều không phải dựa vào vận số mà có cơm ăn, ngược lại chuyện không may thì quả thực hắn liên tiếp gặp phải. Nếu như nói lệnh Đông Lai là có phúc thần phụ thể nhập xác như vậy Phong Phi Vân chính là ôn thần phụ thể. Nếu không phải hắn có sức sống ngoan cường, có vài phần âm hiểm xảo trá, còn có linh hồn tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc thì chỉ sợ sớm đã bởi vì vận số quay lưng, bị người dùng phá hại người đàn bà hư hỏng nện chết. Trên người lệnh Đông Lai mang theo 5 món linh khí, đủ để ngăn cản chướng khí nên căn bản hắn không sợ, trực tiếp xông vào đầm lầy lớn mà đuổi theo. Một bãi đầm lầy lớn này cũng không biết là sinh ra từ bao nhiêu năm trước, bùn đất bên trong đều trở nên đen nhánh, trong đất ngấm đầy đạo chướng khí màu đen, bên trong không có bất cứ sinh vật nào còn sống, ngoài 10 trượng đều không nhìn thấy bóng người. Phong Phi Vân tiến vào chính giữa đầm lầy lớn, xông vào một cái hang động bí ẩn. Huyệt động này cực kỳ nhỏ hẹp, người bình thường rất khó phát hiện.
Phong Phi Vân liên tiếp bố trí ra 7 tòa trận pháp, bắt đầu hoàn toàn che kín cửa hang động. Gia hỏa này rốt cuộc là mọc ra từ địa phương nào, trên người có được một cỗ sương mù khiến cho ta không nhìn thấu. Trước khi vượt qua địa kiếp mà chính diện đánh nhau cùng hắn, cơ hồ không có chút xíu phần thắng. Phong Phi Vân hiện tại đã mở ra 346 tòa mệnh huyệt, chặn đánh giết chết tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng cũng không phải việc khó. Nhưng mà lệnh đông lai này cũng không phải hạng người tầm thường. Chỗ hang động này đã hoang phế nhiều năm, bên trong có dấu vết nhân loại hoạt động. Nhưng mà bởi vì thời gian quá lâu nên mọi thứ đều đã rách nát, bị bùn đất chôn hơn phân nửa. Nguy rồi, nàng trúng chướng khí độc. Phong Phi Vân liền phất ống tay áo một cái, nhấc lên một tầng bùn đất để lộ ra phía dưới một cái giường đá. Hắn đặt Lục Ly Vi ở trên giường đá. Lục Ly Vi không biết đã chết ngất từ khi nào, mắt nhung nhắm chặt, trông xanh cả mặt. Trên cánh tay và trên da đùi đều phủ kín một tầng màu xám ngắt, màu sắc huyết dịch trong thân thể biến thành thâm đen, chúng chảy rất chậm rãi. Phong Phi Vân cũng không có vội vã giúp nàng bước ra chướng khí trong thân thể, ánh mắt ngược lại mang theo vài phần suy tư. Lục Ly Vi chính là một người trí sư, cực kỳ thông minh, vạn nhất nàng cũng không có trúng độc, chỉ là làm bộ để dụ chính mình mắc bẫy, như vậy chẳng phải phải tự đưa chính mình lâm vào hiểm địa. Phong Phi Vân hai mắt như lửa, hắn nghĩ đến việc dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn để thấy rõ hư thực trong thân thể nàng. Chỉ thấy trong thân thể nàng đã bị chướng khí hoàn toàn xâm lấn, mà ngay cả trái tim đều bắt đầu biến thành màu đen, chướng khí đã bắt đầu tràn ngập về hướng về thần thức đại não của nàng. Nếu không cứu nàng, e rằng một vị giai nhân khuynh thành chỉ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành một vũng độc huyết đen xì. Lục Ly Vi có thân phận không đơn giản, trong thân thể không có khả năng không có bí bảo hộ thể. Làm sao có thể dễ dàng bị chướng khí xâm lấn thân thể như vậy? Phong Phi Vân vẫn có sự nghi ngờ trong lòng. Phong Phi Vân tự nhận là làm việc rất quyết đoán trước sau như một, nhưng mà giờ phút này đã có chút do dự. Học, từ trong miệng Lục Ly Vi đã bắt đầu tràn ra máu đen. Có lẽ trước cứu người vậy. Phong Phi Vân không hề do dự nữa, cầm lấy hai tay Lục Ly Vi, 346 tòa mệnh huyệt trên thân thể đều mở ra. Ánh vàng rực rỡ bắn ra khơi thông thiên địa, hấp thu linh khí dưới mặt đất, tụ tập vào trong huyết dịch. Trong linh khí liền xuất ra một tia phượng hoàng chi khí thuần khiết, sau đó đi theo lòng bàn tay mà chảy về hướng sang thân thể Lục Ly Vi. Phượng hoàng chi khí cực kỳ điên cuồng thịnh nộ, Phong Phi Vân cũng nhất định phải tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần vào trong đó. Hắn cẩn thận khống chế, đi bước một đuổi đánh chướng khí trong thân thể Lục Ly Vi. Phượng hoàng chi khí chảy vào cánh tay Lục Ly Vi, làn da vốn đã biến thành màu xám đen trong nháy mắt trở nên trắng nõn mượt mà, ẩn chứa được linh khí, tràn ngập sức sống và co giãn. Tiếp theo phượng hoàng chi khí đuổi đánh chướng khí trên đầu nàng, dung nhan tuyệt sắc lại xuất hiện ra lần nữa. Khuôn mặt chỉ có to bằng bàn tay, những lọn tóc xanh từng đợt rủ xuống, dính bết vào cùng mồ hôi trên trán. Mũi ngọc thanh tú của nàng đang nhẹ nhàng hô hấp, đôi môi cũng trở nên hồng nhuận. Ông ánh ướt át, trên cằm nhọn lúc trước còn dính vài giọt máu bầm đen, giờ phút này đều bốc hơi trong nháy mắt khiến nó trở nên trơn bóng động lòng người. Phượng hoàng chi khí tiếp đi xuống phía dưới, xuyên qua hai vú cao ngất, tiến vào vòng lưng mảnh khảnh. Nhưng vừa mới tiếp xúc cùng đan điền nàng thì liền bị một cỗ lực hút cường đại hấp dẫn đến. Phượng hoàng chi khí và linh khí đều bắt đầu điên cuồng chảy về hướng vào trong đan điền nàng. Đan điền của nàng thật giống như đã biến thành vòng xoáy. Bắt đầu hút lực lượng của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sắc mặt sầm xuống, quả nhiên có chuyện. Hắn muốn thu hồi bàn tay, Lục Ly Vi so với hắn đã nhanh hơn một bước. Năm ngón tay khống chế ngược lại ngón tay của hắn, bàn tay của hai người tựa như dính tại một chỗ, vô phương tách ra. Hai tròng mắt Lục Ly Vi bỗng nhiên mở ra, đồng tử sáng ngời tựa như trân châu, như thác nước đổ trông đặc biệt mê người. Nàng cười nói, Phong Phi Vân. Hôm nay ta muốn đoạt đạo cơ của ngươi, hấp thu thiên phú bẩm sinh của ngươi. Ngươi sẽ thành bạch cốt, ta thì thành vương. Chỉ bằng ngươi đều có thể khiến cho ta biến thành bạch cốt, thì ta đây sớm hơn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Khóe miệng Phong Phi Vân nhếch lên, trong óc trong bay ra 40 đạo thần thức, mạnh mẽ đẩy cho Lục Ly Vi bắn đi ra ngoài, phượng hoàng chi khí lập tức ngăn ra. Lục Ly Vi chưa từng nghĩ thần thức của Phong Phi Vân lại mạnh đến như thế. Lại có thể hóa thành công kích thực chất. Điểm tính sai này, khiến cho tất cả bố trí của nàng đều trở nên vô dụng, giờ phút này chỉ có thể trước cứ chạy ra khỏi lòng bàn tay của Phong Phi Vân rồi hãy nói sau.
trở về cho ta. Thân thể Phong Phi Vân vừa động, hắn đã như đứng ở trước người Lục Ly Vi, chặn đường đi của nàng. Một tay đặt ở bên hông nàng, lại kéo trở về trên giường đá. Tu vi trong thân thể Lục Ly Vi lại lần nữa bị Phong Phi Vân phong bế, vô phương phát huy ra được lực lượng vốn có. Một quyền đánh vào ngực Phong Phi Vân giống như gãi ngứa cho hắn. Phong Phi Vân mỉm cười trong mắt, hắn véo gương mặt trái xoan của nàng mà cười nói. Đã sớm tính toán mai khai nhị độ hoa nở lần nữa, với ngươi, hiện tại vừa lúc không người quấy rầy chúng ta, đại chiến 3.000 hiệp thì nàng thấy thế nào? Lục Ly Vi thân thể cao rong ròng, nhưng mà lại có chút nhỏ nhắn xinh xắn, rất giống một con gái cưng đã đọc đủ thứ thi thư. Trong thân thể thai nghén được một cỗ linh tính, hoặc như là bác học tài nữ trong khuê phòng, rất có thể kích thích dục vọng của nam nhân đối với nàng. Muốn lên liền lên, ta sẽ sợ ngươi sao? Lục Ly Vi đều đã bị Phong Phi Vân ngủ một lần. Nàng biết đối với Phong Phi Vân, bất kể là uy hiếp hay là đe dọa cũng không có chút xíu tác dụng. Phí sức mắng vài câu với hắn, còn không bằng tiết kiệm chút khí lực, tu dưỡng thân tức, ngưng tụ thể lực. Lần đầu tiên đều đã tới, lần thứ hai còn có cái gì phải sợ? Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không khách khí. Nam nhân nếu như ngay cả nữ nhân đều không dám cưỡi, vậy thì vẫn còn gọi là nam nhân cái gì? Có điều ắt sẽ dùng, không phải để xem. Xoẹt xoẹt. Một mảnh sa y màu tím trên người Lục Ly Vi bị xé toạc, cánh tay ngọc bên phải và đầu vai mềm mại lộ ra, một mảnh trắng như tuyết, hương thơm mê người. Vị trí ở gần xương quai xanh đều lộ ra, có vẻ cực kỳ gợi cảm. Lục Ly Vi không hổ là đệ nhất mỹ nhân của đệ thập điện Sâm La Điện, da thịt trơn mịn đến trêu ngươi, trắng nõn không tì vết. Phong Phi Vân lấy tay cầm một mảnh sa y tử la đưa lên chóp mũi ngửi một cái, có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt. Bị người đuổi giết đến sinh tử hiểm địa, còn có thể có một vị giai nhân yểu điệu bên người. Chuyện kích thích như vậy càng không thể bỏ lỡ. Lục Ly Vi có thể tự do nhúc nhích, nhưng mà hiện tại nàng lại vốn không muốn phản kháng. Bởi vì coi như phản kháng cũng không có khả năng chạy ra khỏi ma trưởng của Phong Phi Vân, hà tất tự làm khổ mình khiến cho chính mình phải chịu tội kia. Nàng thân thể mềm mại, nằm ở trên giường đá, đôi mắt nhung đã mở ra. Ánh mắt như thác nước đổ nhìn thẳng chăm chú vào Phong Phi Vân, có một loại hàm xúc ý tứ khiêu khích. Lại là xoẹt xoẹt một tiếng. Cái áo của Lục Ly Vi đã bị lột ra, cái cổ trắng ngọc tinh tế, mang theo đường cong duyên dáng của thiên Nga, có những sợi tóc đen bóng rải rác trên cổ, như ẩn như hiện. Lần trước, thật sự là có hơi vội vàng, càng là lúc đang bị yêu ma chi huyết trong cơ thể quấy phá, nên không còn kịp cẩn thận nhấm nháp nữa. Nhưng mà lần này cũng không giống. Ngọc thể mềm mại đang nằm ở trên giường, Lục Ly Vi cũng không hề có ý định phản kháng khiến cho Phong Phi Vân có khả năng cẩn thận từng bước cởi trang phục của yêu nữ này. Nàng đích thật là yêu nữ, yêu dị đến làm cho người ta không thể tự kiềm chế. Lục Ly Vi khẽ cắn hàm răng, muốn lạnh lùng phun ra một câu thì một cỗ sóng nhiệt đã ập vào mặt. Đôi môi đã ép sát vào làn môi óng ánh của nàng, ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng. Một đầu lưỡi đã đẩy đẩy lợi nàng. Tách hàm răng trắng tinh của nàng ra rồi luồn vào trong miệng. Nó khéo léo quấn quýt chung một chỗ với cái lưỡi thơm tho của nàng. Ngô ngô, ngô ngô. Lục Ly Vi có hơi căng thẳng lên. Mặc dù nàng sinh hoạt tại chốn tà địa như Sâm La Điện, mắt đã chứng kiến rất nhiều chuyện không chịu nổi, nhưng mà lúc này vẫn còn là lần đầu tiên bị người hôn, lập tức nàng hoảng loạn cả lên. Hai tay nàng đặt trên vai Phong Phi Vân muốn đẩy hắn ra, nhưng mà lại căn bản không thể lay chuyển nổi Phong Phi Vân. Làn môi trơn mềm bị hôn gắt gao, có những giọt trong suốt rỉ ra từ khóe miệng của nàng. Hai tay của Phong Phi Vân đã du ngoạn ở trên người nàng, chạm tới rất nhiều vị trí mẫn cảm, khiến cho thân thể mềm mại của Lục Ly Vi không ngừng run lên bần bật, tựa như con cá vừa rời khỏi nước đang không ngừng quẫy đành đạch trên mặt đất. Bập! Rời môi! Trên mặt Phong Phi Vân lộ ra một nụ cười vui vẻ, hôn loại mỹ nhân như Lục Ly Vi quả thực so sánh ăn mật còn phải ngọt hơn. Lục Ly Vi lạnh lùng hung hăng trợn mắt nhìn Phong Phi Vân. Nàng vuốt vuốt môi, lau lau nước miếng bên môi. Ta thực sự hối hận là địch với ngươi, cả đời của ta đều đã bị ngươi hủy hoại hết sạch. Cả đời tu tiên giả chính là rất dài, đừng xem thường tự buông tay. Thân thể dẫu có xinh đẹp đến đâu thì chẳng qua cũng là một khối túi da. Túi da của ngươi mặc dù bị ta cưỡi, nhưng mà linh hồn của ngươi vẫn thuần khiết không tì vết như trước. Nếu như ngay cả điểm này mà ngươi đều nhìn không thấu, tất nhiên trên con đường tu tiên sẽ không đi được lâu dài.
Vào lúc đang nói những lời này, Phong Phi Vân đã cởi đôi giày tơ vàng của nàng ra, để lộ ra một đôi kim liên bảy tấc. Bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn, dùng một bàn tay đều có thể nắm được toàn bộ. Lục Ly Vi có một loại cảm giác bị làm nhục, đặc biệt Phong Phi Vân không dùng chữ ngủ, lại dùng chữ kỵ, tựa hồ coi nàng trở thành một con ngựa, một con la. Kỵ liền kỵ đi, Phong Phi Vân ngươi tốt nhất sau khi cưỡi ta thì hãy giết ta. Nếu không rốt cuộc sẽ có một ngày ta để ngươi nếm thử cảm giác bị kỵ. Lục Ly Vi nói. Ha ha, cái đó thì cầu còn không được. Phong Phi Vân ngạc nhiên, yêu nữ này thật đúng là không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Ta để ngươi bị một bọn đàn ông kỵ. Lục Ly Vi cười lạnh một tiếng. Tâm lý trả thù của nữ nhân thật đúng là đủ mạnh. Đáng tiếc con người của ta chưa bao giờ giết nữ nhân đã ngủ với ta. Đương nhiên, lại càng sẽ không để bị người kỵ, tâm trạng của ta cũng không có tốt như ngươi. Tay Phong Phi Vân trượt dần từ bàn chân nàng hướng về phía trên, vuốt ve qua bắp chân xinh đẹp tuyệt trần đang khép chặt. Hắn vén lên chiếc váy màu tím tới tận trên bắp đùi tinh tế trắng như tuyết chỉ to như miệng bát, rồi siết mạnh, quả là cực kỳ co giãn. Lục Ly Vi thân thể đã có hơi khép chặt, không hề thong dong giống như vừa rồi nữa. Trên đùi bị Phong Phi Vân sờ soạng làm ngứa ngáy, thật giống như có những dòng điện đang chảy trên lớp da. Nửa người dưới của nàng thì cả làn váy đều bị tốc lên, để lộ ra khố da cừu xinh xắn màu tím nhạt, nó gắt gao có thể che khuất một mảnh thần bí chi địa ở phần cuối bắp đùi kia. Thân thể bại lộ như vậy trước mặt một người đàn ông, khiến cho tâm tình nàng thiếu chút nữa sụp đổ, có một loại cảm giác tự ái vừa đi một bước đã bị đánh tan. So với dự tính lúc ban đầu của nàng thì hoàn toàn không giống nữa, Phong Phi Vân này rõ ràng chính là đang đùa với nàng. Người có đúng là nam nhân không, chậm rãi thì có một chút dáng vẻ nam nhân sao? Có thể, gọn gàng dứt khoát nhanh hơn hay không? Lục Ly Vi cắn răng, khép chặt một đôi chân ngọc thon thả thẳng tắp, nhưng mà rồi lại bị hai tay Phong Phi Vân tách ra. Người đã vội vã như vậy, thế thì chúng ta làm mạnh mẽ hơn một chút vậy. Khụ khụ, có thể. Mở rộng ra hơn một chút hay không? Phong Phi Vân cũng có hơi môi khô lưỡi khô. Yêu nữ này thật đúng là một vưu vật, đặc biệt hiện tại khi La Sam đều bỏ đi hơn phân nửa, 90% thân thể đều lộ ở bên ngoài, trong mắt chỉ còn thấy sự trắng bóng óng ánh, hỏi người phương nào vẫn còn chịu được. Phong Phi Vân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà bỏ đi trang phục, nửa thân trên để trần, nửa người dưới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Thật sự có long uy của cửu long cuốn quanh. Làm cho Lục Ly Vi sợ đến mắt nhung sinh khiếp, thân thể mềm mại co rụt lại, chỉ tiếc lại bị Phong Phi Vân bắt được cổ chân kéo trở về. Phong Phi Vân chen vào giữa hai chân nàng, đột nhiên lại ngừng lại. Ở trên trán Lục Ly Vi mồ hôi thơm ngát đã rơi như mưa, còn chưa bắt đầu mà nàng cũng đã có cảm giác bị Phong Phi Vân hành hạ đến ăn không tiêu, chỗ cuối bắp đùi có một cây lửa nóng chống vào, tựa hồ phải hòa tan ngọc thể của nàng. Lục Ly Vi đã không chịu được, hít thật sâu một hơi. Hai tay đều siết chặt. Nàng tóm lấy chỗ y phục bừa bộn mà chuẩn bị đón nhận một vòng mưa to gió dữ này. Lần trước chính là nàng bị Phong Phi Vân thô bạo phá thân, phải trải qua trong đau đớn, cuối cùng trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Lần này hy vọng có thể khá hơn một chút. Nhưng mà nàng đợi một hồi lâu, cũng không có nghênh đón cái đau như trong dự tính. Không tốt. Phong Phi Vân nhìn chăm chú về phương hướng cửa hang động. Đã cảm giác được trận pháp bố trí đã bị người lạ phá vỡ. Có người đã đi vào trong hang động, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Người mới tới có tu vi cực cao, có thể ngưng tụ địa thế, đều đã phong tỏa cả mặt đất. Coi như muốn độn thổ chui vào trong bùn đất để đào tẩu, thì đều không thể làm được. Mẹ ơi, lúc này lại có người xông vào, chẳng lẽ là lệnh Đông Lai? Mà ngay cả Lục Ly Vi nằm ở trên giường đá đều vội vàng ngẩng đầu lên. Vội vàng kéo váy trở về phủ lên bắp đùi trắng như tuyết, hai tay bưng kín ngực cho hai con tiểu bạch. Mặc dù nàng không sợ bị Phong Phi Vân ngủ, nhưng mà lại sợ hãi bị người khác thấy một màn như vậy. Người này rốt cục đi vào trong tầm mắt của Phong Phi Vân và Lục Ly Vi, nhưng mà người này lại cũng không phải lệnh Đông Lai, cũng là một nữ nhân hoàn toàn xa lạ. Thiếu nữ này chậm rãi hiện ra, nàng mặc một bộ quần áo xanh nhạt, khí chất lạnh lùng thanh nhã giống như hoa thanh hà nở rộ. Vòng eo thon nhỏ có đeo một sợi yêu đái màu trắng, nó đã vẽ bề ngoài đường cong vòng eo đặc biệt mê người. Mái tóc xanh như thác nước rủ xuống qua vai, cho đến tận chỗ vòng eo mảnh mai kia thì mới ngừng lại. Dáng người rong ròng cao hiện ra trong chướng khí u ám,
giống như bông thanh liên, sen xanh, nở rộ trong địa ngục u minh, quả là siêu phàm thoát tục. Còn linh khí khác thì tuyệt đẹp đến làm cho người ta choáng đầu hoa mắt. Thiếu nữ hé miệng mỉm cười, nhìn chăm chú Lục Ly Vi trên giường đá và Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh giường đá. Nàng cũng không có ý trách chút nào tư thế cơ thể của bọn họ giờ phút này, chỉ tự giới thiệu. Âm hư thi động, Diêu Cát, ra mắt Lục cô nương và Phong công tử. Thiếu nữ này đúng là cản thi nữ kia của âm hư thi động, lai lịch thập phần thần bí. Đã từng xuất hiện tại bờ Thánh Hồ, tu vi sâu không lường được. Ý tưởng để công chúa La Phù khống chế bát bộ Long Xa cướp lấy cơ hội lưu danh thánh bia của Phong Phi Vân chính là do nàng hiến kế. Âm hư thi động cũng là mấy thi động truyền thừa xa xưa nhất, bên trong người cản thi, toàn bộ đều là tuyệt sắc mỹ nhân, mà bọn họ lại đều nghe lệnh của Diêu Cát. Chỉ là tại sao nàng lại tìm tới nơi này, chẳng lẽ nàng một mực liền đi theo phía sau Phong Phi Vân và lệnh Đông Lai, hoặc là nói tu vi của nàng so sánh lệnh Đông Lai còn cao hơn. Phong Phi Vân bắt đầu cảnh giác. Hình như ta không có bất cứ giao thiệp gì cùng âm hư thi động các ngươi. Mắt nhung của Diêu Cát tựa như vầng trăng trong veo, thuần khiết động lòng người, tuổi tác tựa như thiếu nữ trăng tròn. Nàng nói, ta cũng là đặc biệt đến trợ giúp hai vị thoát thân, lệnh Đông Lai đã bị ta đuổi đi. Nữ nhân trước mắt này, cũng tạo cho Phong Phi Vân một loại cảm giác không thể hiểu rõ. Rốt cuộc hắn cảm thấy nàng đang che giấu bí mật nào đó, mức độ nguy hiểm vẫn còn hơn cả lệnh Đông Lai. Đặc biệt một đôi mắt đơn thuần thánh khiết kia, càng là thuần khiết động lòng người. Lại càng làm cho người ta cảm giác được không đúng sự thực. Vậy thật sự là cảm tạ Diêu cô nương. Phong Phi Vân cười khan hai tiếng. Phong Phi Vân mặc dù giờ phút này toàn không còn mảnh vải, hơn nữa nửa người dưới có tiểu Phong Phi Vân vẫn còn dựng đứng như trước. Nhưng mà Diêu Cát cũng không kiêng dè chút nào, thản nhiên nhìn chăm chú, vẫn giữ gương mặt thánh khiết thanh tao như trước. Không cần cảm tạ ta chính là được người ủy thác. Muốn đem Lục cô nương từ chỗ Phong công tử về Phổ Đà Sơn, không biết Phong công tử có thể nguyện thả người. Diêu Cát mỉm cười nói, ngón tay nắm chặt nhẹ nhàng khẽ động. Còn không thả ta. Lục Ly Vi vui vẻ, rốt cục có người đến cứu chính mình, Phong Phi Vân lần này không chịu nổi. Phong Phi Vân xuất ra bạch thạch cự đao, tì vào cái cổ trắng như tuyết của Lục Ly Vi, khiến cho nàng tựa như con thỏ bị kinh động, không dám nhúc nhích mảy may. Phong Phi Vân tay cầm chuôi đao, cười một tiếng nói với Diêu Cát. Diêu cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt. Nếu như lúc này ngươi mang nàng đi, coi như ta đồng ý thì thân đệ đệ của ta cũng không đồng ý a. Phong Phi Vân thấy được trên người Diêu Cát có ba loại khí tượng, Bích Hải Sinh Thanh Liên, Bạch Nhật Quán Thanh Hồng, Thanh Loan Cửu Dực Vũ. Cả ba loại khí tượng này đều là đạt đến tình trạng đỉnh cao. Coi như là thiên tài cấp bậc sử thi đều chỉ có thể cầm giữ có một loại khí tượng, nhưng mà nàng lại có được ba loại, thật sự làm cho người ta giật mình. Giờ phút này đã không phải vấn đề tha hay không tha người, mà là vấn đề có thể giữ được tánh mạng hay không. Diêu Cát thản nhiên cười một tiếng, cười đến làm cho người ta khuynh đảo. Nàng nói, ha ha, Phong công tử thật sự là người có cá tính. Nếu ta muốn dẫn Lục cô nương đi, như vậy tự nhiên sẽ đưa ra đền bù. Lấy cái gì đền bù? Phong Phi Vân cười hỏi. Ta đưa chính mình ra để đền bù, thế nào? Diêu Cát vừa nói liền cởi sợi yêu đái bằng tơ trắng ra, một đôi tay ngọc chậm chậm cởi trường bào màu xanh trên người, để lộ ra một thân thể mềm mại tinh xảo đặc sắc. Ngón tay của nàng vừa chuyển, lại gỡ sợi dây xanh ra. Cái yếm màu xanh lục nhạt liền chảy xuống trên mặt đất, trước ngực là hai vú đặc biệt ngạo người, hình như có linh khí đang lượn lờ. Làm cho người ta liếc mắt nhìn một lần là sẽ phun huyết. Ngón tay nàng duyên dáng gỡ một cái, mảnh nội khố cuối cùng dưới hông cũng bay xuống, để lộ ra một mảnh cỏ thơm, chốn sâu thăm thẳm cũng đều xuất hiện ra. Phong Phi Vân nhìn nàng chăm chú, hắn hít một hơi, kìm lòng không đậu sờ sờ cằm. Thiệt hay giả? Phong công tử nếu như nguyện ý, đó chính là thật sự. Diêu Cát thi thi cười một tiếng như vậy, xinh đẹp động lòng người. Thân thể mềm mại tựa ngọc sáng như không có xương, nó giống như một cơn gió thoảng đã chen vào trong lòng Phong Phi Vân. Một đôi cánh tay ngọc như ngó sen ôm lấy cổ Phong Phi Vân, ngọc thể cọ cọ trên người hắn. Phong Phi Vân chưa từng thấy thiếu nữ chủ động như thế thì làm sao khách khí, trực tiếp kéo nàng lên giường đá, rồi đè ép đi xuống. Trên đời này có hai sự kiện, là để cho nam nhân không thể cự tuyệt. Thứ nhất, một nữ nhân cởi hết, nằm ở trước mặt của ngươi, thứ hai.
hai nữ nhân cởi hết, nằm ở trước mặt của ngươi. Phong Phi Vân đương nhiên biết những nữ nhân chung sống với đám tà đạo có thể tàn khốc, rất nhiều người cũng có một tâm địa rắn rết, nhưng mà hắn lại cũng không sợ rắn rết. Diêu Cát có vóc người xinh xắn đáng yêu, Lục Ly Vi dáng người rong ròng cao lồi lõm đâu ra đó. Diêu Cát muốn dùng thân thể của mình để giúp Phong Phi Vân hạ hỏa, nhưng mà Phong Phi Vân đều đã cởi hết sạch Lục Ly Vi, há sẽ bỏ qua cơ hội mai khai nhị độ hoa nở lần nữa, với nàng. Phạch phạch phạch, âm thanh không ngừng vang lên trong hang động, còn có tiếng Diêu Cát và Lục Ly Vi yêu kiều rền rĩ, cùng với tiếng thở dốc hồng hộc của Phong Phi Vân. Cả một tổ khúc đan vào, thật lâu không thôi. Ở trong một mảnh đầm lầy lớn chứa đầy tử khí này, giờ phút này cũng là cảnh xuân vô hạn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, bọn họ mới đi ra từ trong đầm lầy lớn. Lúc này tựa hồ đã là hoàng hôn ngày hôm sau. Diêu Cát mặt mày bạch bạc, tóc dài rối tung rủ xuống phía dưới. Nàng có hơi nhích lại gần về hướng Phong Phi Vân, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập niềm vui. Lục Ly Vi hai chân đều cũng không vững, bước đi đều cực kỳ gian nan, ở chỗ dưới lưng đau đớn không thôi đang đi theo phía sau bọn họ, nàng gắt gao cắn chặt môi. Phong Phi Vân đột nhiên ngừng lại một chỗ, nghiêm túc liếc mắt nhìn Diêu Cát mà hỏi. Ngươi thật cao hứng sao? Chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Diêu Cát có hơi nghiêng người, ngón tay thon thả khẽ giơ lên. Phong Phi Vân lắc đầu, đáp. Nếu như ta biết ngươi là một xử nữ, ta căn bản cũng sẽ không động đến ngay cả một ngón tay của ngươi. Diêu Cát thì cười một tiếng như vậy, thân thể mềm mại lại dựa vào trong ngực Phong Phi Vân, khẽ hỏi. Nam nhân không thích có được lần đầu tiên của nữ nhân. Một nữ nhân thích chủ động cởi quần áo trước mặt nam nhân, làm sao có thể là một xử nữ. Trên mặt Phong Phi Vân mang theo nụ cười, chuyện này khiến cho hắn có cảm giác kỳ quái. Dung nhan tuyệt mỹ của Diêu Cát trở nên có hơi không vui. Nếu như ta nói cho ngươi, chỉ ở trước mặt một người đàn ông như ngươi thì ta mới cởi hết trang phục, ngươi tin sao? Phong Phi Vân vẫn không nhúc nhích. Chỉ là trên mặt vẫn giữ nụ cười như trước. Vậy có muốn ta thề với trời hay không, Phong đại quan nhân? Bàn tay nhỏ bé trơn bóng của Diêu Cát sờ lên gương mặt Phong Phi Vân, trong mắt mang theo nụ cười rạng rỡ. Diêu cô nương, nữ nhân xuất sắc giống như người vậy, thiên hạ không biết bao nhiêu người theo đuổi, vì sao lại cởi bỏ y phục trước mặt ta? Phong Phi Vân nắm tay nàng, không cho nàng sờ loạn ở trên người. Diêu Cát có hơi ngước mắt lên mà cười nói. Thiên hạ tu sĩ nhiều như vậy, nhưng mà lại có một ai có thể có thiên phú bẩm sinh cao hơn so với quan nhân của ta. Phong Phi Vân không nói. Diêu Cát lại nói. Phong Phi Vân, ngươi quá khinh thường một mình ngươi. Có lẽ người trong thiên hạ đều xem thường ngươi, nhưng mà ta thì không. Ta tin chắc nhiều nhất 20 năm, cả thần tấn vương triều đều không có người nào là đối thủ của ngươi. Điểm này ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, ha ha. Ha ha. Ta cho tới bây giờ cũng không xem thường chính mình, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại đánh giá ta cao như vậy. Phong Phi Vân cười nói. Diêu Cát đưa tay vuốt ve lồng ngực cường tráng của Phong Phi Vân, cười quyến rũ dễ thương mà nói. Việc ta thích làm nhất chính là đánh bạc, được ta coi trọng thì có mấy người. Nhưng mà trên người của ngươi thì vốn liếng ta bỏ ra lại nhiều nhất. Cho nên, ngươi đem thân thể đều đánh cuộc cho ta. Phong Phi Vân hỏi. Lần này chính là bỏ ra vốn gốc, ngươi cũng đừng làm cho người ta thất vọng a. Diêu Cát mím môi, nàng nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, năm ngón tay mềm mại đi từ trên gương mặt Phong Phi Vân, lượn tới trên ngực. Bỗng nhiên, từ trên ngón tay phun ra năm đoàn thi vụ, tựa như năm con hắc dao bao bọc kín mít thân thể Phong Phi Vân. Thi vụ cuộn tròn tạo ra những vòng rối loạn, hình thành một tòa vực lung cũi tù đen nhánh. Ngươi quả nhiên vẫn ra tay đối với ta. Phong Phi Vân lúc trước đều vẫn luôn luôn cảnh giác với nàng. Nàng vừa ra tay, thì hắn cũng đã xuất ra miểu quỷ ban chỉ để bảo vệ thân thể. Ha ha, ta nào dám động thủ với quan nhân, chỉ là muốn mang đi Ly Vi muội muội, lại sợ quan nhân không tha người, cho nên chỉ có thể dùng đến hạ sách này. Diêu Cát che miệng cười một tiếng, ôm lấy Lục Ly Vi. Từ trong ống tay áo sặc sỡ có một con thanh điểu dị cầm tinh hồn bay ra. Lông chim như thể đầm nước sáng lung linh. Nó xoay quanh trên trời cao mà kêu to, hai bóng người yểu điệu bay lên không trung rồi hạ xuống trên lưng dị cầm. Diêu Cát mắt nhung mơ màng, nhìn chăm chú Phong Phi Vân phía dưới mà cười nói. Quan nhân, chúng ta còn có thể gặp mặt, ta vẫn muốn.
Soạt. Con dị điểu màu xanh bay ngang trời lướt đi, rồi biến mất giữa bầu trời, biến thành một chấm nhỏ màu đen. Rầm. Phong Phi Vân rốt cục phá vỡ thi vụ vực lung, thu hồi miểu quỷ ban chỉ, mặt mày vui vẻ nhìn chăm chú chân trời. Hay cho một yêu cơ. Đại danh của âm hư thi động, Phong Phi Vân tự nhiên là nghe qua. Rất nhiều nữ nhân xinh đẹp đều chết ở trong tay bọn họ, bị tế luyện thành diễm thi. Nhưng mà Phong Phi Vân tin tưởng âm hư thi động hẳn là còn không dám động tới Lục Ly Vi, dù sao Phổ Đà Sơn không phải người bình thường có khả năng đắc tội. Diêu Cát mang đi Lục Ly Vi, khẳng định là có mục đích sâu xa nào đó, yêu cơ này lòng dạ sâu sắc, không dễ suy đoán. Trên màn trời một mảnh linh hà, mây thiêng, bay xuống, tựa như một màn nước treo trên bầu trời. Một con sư tử đầu kim điểu bay ra từ trong linh hà. Lệnh Đông Lai người mặc thiết giáp đen tuyền đang đứng ở trên đỉnh đầu kim sư tước. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng cũng có thần vũ quân tinh nhuệ cưỡi kỳ ngưu vây quanh chỗ này, ai nấy đều sát khí bốc tận mây xanh, chiến đao nắm trong tay, nhằm thẳng trời cao. Phong Phi Vân bình tĩnh nhìn tất cả điều này mà lắc đầu cười khổ. Lệnh Đông Lai thật đúng là cố chấp, không bắt được hắn thì xem ra là không có ý định rời đi. Phong Phi Vân, người cũng đã biết hôm qua ta có khả năng dẫn dắt 3.000 kỳ ngưu của chiến kỳ doanh thần vũ quân tiến công vào trong đầm lầy lớn, chôn sống người bên trong hang động. Lệnh Đông Lai nói với âm thanh nặng trịch. Phong Phi Vân sờ sờ cái mũi, cười nói. Vậy vì sao lệnh huynh không làm như vậy? Bởi vì con người của ta rất không thích quấy rầy chuyện tốt của người khác. Lệnh Đông Lai lại nói. Yêu cơ của âm hư thi động kia vào một tháng trước cũng đã đi tìm ta, nhưng mà cuối cùng nàng lại lựa chọn ngươi. Ngươi nhìn thế có hơi mất mát. Phong Phi Vân nói. Lệnh Đông Lai lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Đó là bởi vì trong lòng ta đã có trốn. Phụt phụt. Phong Phi Vân ôm bụng, cười đến phát đau mà nói. Không nghĩ tới lệnh huynh vẫn là một nam nhân chuyên tình như thế, hiếm có, hiếm có. Ngươi cho là mọi nam nhân đều giống như ngươi vậy sao, ai đến cũng không cự tuyệt. Cho dù không đến thì vẫn còn muốn cướp đoạt, loại lãng tử giống như ngươi, nhất định sẽ không nhận được tình yêu đích thực chứ. Trong óc Lệnh Đông Lai lại hiện ra một bóng hình xinh đẹp tuyệt sắc kia, tựa hồ đã trở lại bờ Long Hồ, sóng xanh vạn dặm, nàng tay ôm tỷ bà đang gảy đàn ở ven hồ. Lệnh Đông Lai hiện tại cũng chỉ muốn sớm bắt được Phong Phi Vân, sau đó áp giải về thần đô, như vậy là có thể mau chóng lại lần nữa nhìn thấy nàng. Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo nữ nhân rất thích lãng tử, hay thích bại hoại? Nam nhân thành thật nhất định chỉ có trơ mắt nhìn. Ta đành đón nhận, lệnh huynh là người thông minh như vậy, làm thế nào mà không biết lòng của phụ nữ? Lệnh Đông Lai cười cười. Ta không cần hiểu rõ lòng của phụ nữ, ta chỉ cần hiểu rõ lòng mình là đủ rồi. Một lá chiến kỳ trong tay Lệnh Đông Lai phi xuống, phù phù, nó nằm ở trên mặt đất. 3.000 kỳ ngưu chiến kỳ vây quanh Phong Phi Vân vốn đã kết thành một tòa chiến trận tứ phương liền đồng thời đột phá lại đây. Kỵ binh kỳ ngưu chiến chính là một đội tinh nhuệ của thần vũ quân, đều là lão binh thân kinh bách chiến, mọi người đều có tu vi không tầm thường. 3.000 kỳ ngưu chiến kỵ đủ để giết hại 10 vạn đại quân đến hầu như không còn. Coi như là lão nhân tu luyện mấy trăm năm đều phải quá ư sợ hãi. Bóng hình bốn con kỳ ngưu thật lớn hiện ra, chúng đánh về hướng Phong Phi Vân. 3.000 tu sĩ liên thủ, một cỗ sát khí kinh nghiệm xa trường kia cũng đã đậm đặc đến đọng lại trong không khí, tu sĩ thần cơ đại viên mãn bình thường đều sẽ bị nó đè ép đến nổ tung. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cả một mảnh xứ sở này đều biến thành đất khô cằn, khói đặc cuồn cuộn, mặt đất đều đang run rẩy. Phong Phi Vân đã trốn ra khỏi vòng chiến, truy theo. Lệnh Đông Lai đứng ở trời cao, nhìn chăm chú phương bắc, dẫn đầu đuổi theo. Tốc độ của Phong Phi Vân thật sự đã nhanh ra ngoài dự tính của Lệnh Đông Lai, không ngờ ngay cả 3.000 kỳ ngưu chiến kỵ đều không thể vây khốn hắn. 3.000 kỳ ngưu chiến kỵ trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền đã sắp thành trận hình xong xuôi, rồi chúng làm nổi lên cuồn cuộn một mảnh bụi bặm đen xì mà đuổi theo. Phong Phi Vân bước chân thong thả, nhưng mà mỗi một bước đều có thể vượt qua một ngọn núi cao, tốc độ làm cho người ta phải trố mắt đứng nhìn. Chỉ sau nửa canh giờ, cũng đã có thể nhìn thấy ở phía chân trời có những chiếc tháp cao dựng thẳng lên, có mây mù lượn lờ, dị thú bay qua giữa cao tháp. Ong ong! Linh chung trên tháp chuông lại đã tự động vang lên, ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe được.
trên đường có thể thấy có người mặc nho y màu trắng của Học viện Vạn Tượng Tháp đang tiến vào xứ sở Vạn Tượng Tháp. Trên bầu trời, đã có thể thấy cường giả chấp pháp đội cầm trong tay ngân thương, cưỡi chim lớn màu bạc. Phong Phi Vân quay về phía sau nhìn thoáng qua, lệnh Đông Lai quả nhiên đã ngừng lại, không dám tiếp tục đuổi theo. Vạn Tượng Tháp chính là thánh địa đệ nhất thiên hạ, đâu phải là chỗ hắn có thể quấy rối. Phong Phi Vân cười cười, liền trực tiếp bay vút về hướng về võ tháp. Hành trình đến quận Tam Thánh lần này, có rất nhiều thứ cần phải bẩm báo với thần vương. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Một người nam nhân phong thái hiên ngang bay lên trời, hắn đứng ở bên cạnh Kim Sư Tước, rồi vái một vái với lệnh Đông Lai. Hai thật, cứ chờ đi. Phong Phi Vân khẳng định sẽ phải đi ra, ngày lập bách tháp bảng sẽ tới sau 3 năm, hiện tại mới trôi qua nửa năm mà thôi. Coi như không phải vì xếp hạng, vì dùng điểm tích lũy đổi báu vật linh bảo tháp, thì hắn cũng khẳng định lại lần nữa sẽ đi chém giết thi tà. Trong mắt lệnh Đông Lai mang theo một vẻ nhìn xa trông rộng, hạ thấp giọng nói với nam nhân kia những thứ gì đó, nam nhân kia liền lĩnh mệnh đi. Phong Phi Vân hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, bay xuống dưới võ tháp. Vương Mãnh đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy Phong Phi Vân bình yên vô sự trở về thì hắn lập tức vui vẻ đón chào. Sư thúc, thần vương muốn gặp ngươi. Phong Phi Vân gật đầu, chuyện này vốn là ở trong dự liệu. Linh bảo tháp chủ cũng đã đến đây, đang hội đàm với thần vương. Ngài chờ ngươi tại tầng thứ 91 của võ tháp. Vương Mãnh nhắc nhở một câu. Linh bảo tháp chủ lại cũng đến đây. Đồn đại lão cũng là một vị cự kình của hoàng tộc, địa vị cực cao. Hai vị đại nhân vật hoàng tộc đều đang chờ hắn, khiến cho hắn cảm giác được một bầu không khí không giống tầm thường. Thần vương mặc dù đầu đã đầy tóc bạc, cũng đã sinh ra một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng mà tinh thần lại vẫn tỉnh táo, huyết khí tràn đầy, ngài ngồi ở phía trên người có một sự uy phong vương giả. Linh bảo tháp chủ đã vào chỗ của mình, ngồi ở vị trí phía dưới. Đồ nhi, ra mắt sư phụ, linh bảo tháp chủ. Phong Phi Vân cung kính khom người vái một vái. Thần vương lộ ra một nụ cười ảm đạm rồi hỏi. Hành trình lần này đi quận Tam Thánh, thu hoạch như thế nào? Chém giết đệ nhất biến thi tà 5.864 cỗ, chém giết đệ nhị thi biến thi tà 12 cỗ. Thu được 1.7864 điểm tích lũy. Phong Phi Vân đáp. Cuộc chiến bách tháp bảng mặc dù có khả năng chứng minh thực lực của một người, nhưng đó chẳng qua chỉ là tranh chấp với thi tà. Kỳ thật khảo nghiệm người ta tốt nhất chính là tranh chấp cùng người khác như thế nào. Thần vương âm thanh cao lên, có một loại áp lực như thiên uy. Phong Phi Vân ngầm hiểu, đáp. Lần này Xâm La Thập Điện lại tới tu tiên giới, đích xác đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Những tu sĩ tà đạo này đã nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, mỗi một điện đều cường đại đến đáng sợ. Thần vương gật đầu, đáp. Xâm La Điện trước khi bị chia sẻ càng đáng sợ hơn. Lần này thế hệ trẻ tuổi các ngươi va chạm, cũng đã có thể thấy được một chút manh mối. Vạn Tượng Tháp tụ tập thiên tài nhân kiệt trời Nam đất Bắc, cơ hồ tụ tập 1/3 thiên tài thiên hạ. Nhưng mà thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có thể xem như đang sàn sàn như nhau với Xâm La Thập Điện. Về thực lực tổng thể mà nói, thậm chí chúng còn cao hơn Học viện Vạn Tượng Tháp một bậc. Phong Phi Vân trải qua phân tích cẩn thận mới mở miệng nói. Mặc dù đánh một trận thánh hồ, 7 vị điện hạ Xâm La Điện tất cả bại, nhưng mà 2 vị điện hạ cường đại nhất Xâm La Điện đều không hề xuất hiện, cũng không xem như đã đánh bại Xâm La Điện. Vậy ngươi cảm giác được nguyên nhân căn bản nhất trong đó là ở chỗ nào? Thần vương hỏi. Phong Phi Vân đáp. Về thiên tư mà nói, rất nhiều học viên Vạn Tượng Tháp so sánh với đệ tử Tà Tông thì cũng không yếu hơn. Nhưng mà nói về âm hiểm xảo trá, nói thủ đoạn, nói kinh nghiệm chiến đấu, nói khí thế thì đều yếu đi không ít. Cho nên mới xảy ra tình trạng ở một đoạn thời gian ban đầu bị đệ tử Xâm La Điện chèn ép. Ngươi nói không sai, đệ tử Tà Tông từ nhỏ liền sinh hoạt tại địa phương cạnh tranh tàn khốc nhất, lúc nào cũng đều ở bên bờ sinh tử. Cho nên bọn họ càng hiểu được cách sống sót như thế nào, cũng càng hiểu được đi giết người như thế nào. Cho nên tại cùng cảnh giới, những thiên tài tuấn kiệt sống an nhàn sung sướng của Vạn Tượng Tháp, có rất ít người có thể tranh chấp cùng bọn họ. Thần vương nói. Thần vương lại nói thêm, lần này cần các ngươi đi chém giết thi tà, để lập bách tháp bảng. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là muốn các ngươi trưởng thành ở trong chiến đấu, tìm kiếm đột phá trong sinh tử. Đồ nhi đã hiểu. Phong Phi Vân đáp,
giới cao cấp của vạn tượng tháp không có khả năng không biết chuyện Xâm La Điện xuất thế. Chỉ là có lẽ bọn họ cũng không ngờ rằng, Xâm La Điện lại xuất thế đúng vào lúc này, đánh cho học viên vạn tượng tháp một trận trở tay không kịp. Thân phận thật sự của Linh Bảo Tháp chủ chính là Đại Công Chúa Thần Tấn Vương Triều, tỷ tỷ của Tấn Đế, trong hoàng tộc có địa vị cực kỳ cao. Vạn tượng tháp chính là thánh địa đệ nhất thiên hạ, thiên tài tuấn kiệt tụ tập, hoàng tộc không có khả năng không khống chế nó ở trong tay. Thần Vương và Linh Bảo Tháp chủ phân biệt quản lý Võ Tháp và Linh Bảo Tháp, hai tòa thần tháp quan trọng nhất của thánh địa. Từ đó có thể thấy được mức độ coi trọng của hoàng tộc đối với vạn tượng tháp. Đương nhiên, khẳng định còn có cường giả khác của hoàng tộc xếp vào trong vạn tượng tháp. Phong Phi Vân, ngươi vẫn là cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Linh Bảo Tháp chủ nghiêm túc đoan trang mà hỏi. Phong Phi Vân đối với Linh Bảo Tháp chủ có chút kính trọng, hắn đáp. Còn cách việc dẫn động địa kiếp một khoảng cách. Ngươi tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đánh bại dấu ấn của Nạp Lan Hồng Đào trên thánh bia. Linh Bảo Tháp chủ lại nói. Đây là nàng biết rõ mà vẫn cố hỏi, hiển nhiên còn có gì đó bên dưới. Phong Phi Vân gật đầu, yên lặng nghe nàng nêu những lời cần nói kế tiếp. Thần Vương cũng là mỉm cười không nói, nhìn chăm chú dáng người rắn giỏi của Phong Phi Vân đang đứng ở trong phòng. Ở trước mặt hai vị cường giả tuyệt đỉnh mà đều có thể đúng mức thỏa đáng như vậy, thật đúng là đã thu được một đồ đệ tốt. Trong lòng ngươi ghi hận La Phù sao? Âm thanh Linh Bảo Tháp chủ liền chuyển, bắt đầu trở nên có hơi uy nghiêm. Một vẻ sang trọng của hoàng gia đã xuất hiện không nghi ngờ gì nữa. Phong Phi Vân lắc đầu, đáp. Lưu danh thánh bia đối với ta mà nói cũng không quan trọng, ta càng quan tâm thực lực của bản thân hơn. Vì thánh bia số mệnh, chẳng qua là một loại biểu hiện không tự tin của người yếu mà thôi. Nụ cười của thần vương càng rạng rỡ hơn. Linh Bảo Tháp chủ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, trên mặt đất ngưng tụ một tầng hàn băng thật dày, tiện đà, lại nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất trên đời. Với thiên phú bẩm sinh của ngươi, căn bản là không cần thánh bia số mệnh. Thành tựu trong tương lai đã có chúng ta. Trong lòng Phong Phi Vân làm thế nào mà không biết ý đồ của thần vương và Linh Bảo Tháp chủ. Đây đều là đang làm người hòa giải cho công chúa La Phù, không muốn thấy hắn và công chúa La Phù bắt đầu tranh đấu. Điều này đối với hoàng tộc mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hai vị đại nhân vật hoàng tộc đều đã ra mặt, Phong Phi Vân coi như bất mãn đối với công chúa La Phù thì cũng không có khả năng nói ra đúng vào lúc này. Có điều La Phù nha đầu lần này cũng đích xác làm hơi quá mức một chút, sư phụ cũng không có cái gì để đền bù. Thôi thì đưa cho ngươi một kiện linh khí vậy. Thần vương xòe bàn tay ra, một mảnh linh mang vàng chói xuất hiện trong lòng bàn tay. Một viên hạt châu màu đen to chừng đầu ngón tay hiện lên trong lòng bàn tay. Hạt châu màu đen rơi xuống trong tay Phong Phi Vân, sau khi vào tay thì có vẻ đặc biệt nóng bỏng, thật giống như nắm một đám hỏa diễm. Đây là một viên lôi hỏa châu. Sinh ra trong nham thạch nóng chảy tại địa tâm tâm quả đất bên trong thai nghén hỏa diễm chi lực vô cùng. Nó vốn là một viên thạch châu, nhưng mà được tiền bối hoàng gia dùng lôi điện chi lực tế luyện trên 100 năm, lại đặt ở trong lôi chỉ thai nghén 800 năm, rồi mới thai nghén ra linh tính, biến thành một viên linh châu có tính năng hòa trộn lôi hỏa. Lúc trước tổng cộng chiếm được 172 viên thạch châu, nhưng mà có hơn phân nửa đều bị nổ tan ở trên đường tế luyện. Cuối cùng thực sự trở thành linh khí lôi hỏa châu cũng chỉ có 5 viên mà thôi. Đây là một viên trong đó, uy lực có thể so với nhị phẩm linh khí. Nếu như có thể thu được 5 viên lôi hỏa châu, uy lực có khả năng so sánh với tam phẩm linh khí. Phong Phi Vân thật cũng không khách khí. Lúc trước hắn nhìn công chúa La Phù nha đầu kia rất khó chịu, hiện tại có thể được nhận một kiện linh khí hoàng tộc đền bù, coi như là một chuyện không tồi. Miểu quỷ ban chỉ của Phong Phi Vân cũng gượng gạo xem như nhất phẩm linh khí thôi, uy lực trong linh khí xem như thấp nhất. Lôi hỏa châu này chính là nhị phẩm linh khí, uy lực so sánh miểu quỷ ban chỉ hiện tại thì không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Nó chính là cùng một cấp bậc linh khí với hạo thiên linh cảnh trong tay Đông Phương Tịnh Nguyệt. Về phần mấy món sát binh như huyết nhân thần quán, là phải bình luận cao thấp về linh khí. Bởi vì tu vi của Phong Phi Vân quá thấp, nên trái lại không có nhìn ra. Có điều đây chính là đệ nhất linh khí dương giới chi vương, uy lực khẳng định phi phàm, phỏng đoán chính là một trong vài món linh khí tối cao nhất của thần Tấn Vương Triều, có khả năng so sánh với thần tỷ trong tay Tấn Đế, ít nhất đều hẳn là loại cao hơn tứ phẩm linh khí. Hiện tại chúng ta có khả năng bắt đầu nói chuyện tránh sự.
Linh Bảo Tháp chủ nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Phong Phi Vân hỏi, còn chính sự gì nữa? Thần Vương đáp, đương nhiên là mang ngươi về tổ địa hoàng tộc, đón nhận khảo nghiệm của các vị hoàng tộc lão tổ. Chỉ cần vượt qua được khảo nghiệm của bọn họ, như vậy là ngươi có thể trở thành người kế thừa thế hệ sau của Thần Vương. Phong Phi Vân đang tu luyện Long Hoàng Đao Quyết đến nấc cuối cùng. Hắn cũng đã ngờ tới, Thần Vương gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn, muốn bồi dưỡng hắn thành Thần Vương thế hệ sau. Nhưng mà Phong Phi Vân chỉ một lòng cầu tiên đạo, đối cái địa vị Thần Vương gì đó thì thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ có tu vi đạt tới nhất định trình độ, tùy thời đều có thể rời khỏi Thần Tấn Vương triều. Nhưng mà hiện nay vây cánh không gió, lại bị vô số thế lực tu tiên coi là uy hiếp. Nếu như không có Thần Vương che chở, rất khó có thể sống sót tại Thần Tấn Vương triều. Nếu như có thể trở thành người kế thừa Thần Vương, lại được cả hoàng tộc bảo vệ, như vậy người phương nào còn dám hiển nhiên giết hắn? Cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chính là bây giờ còn trong lúc chinh chiến Bách Tháp Bảng. Phong Phi Vân nói, Thần Vương bảo, với tu vi hiện tại của ngươi, coi như mang ngươi đi thần đô thì ngươi cũng không vượt qua được Thần Vương Phong Thiện thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. Coi như muốn dẫn ngươi quay về hoàng tộc tổ địa, cũng phải chờ tới sau khi cuộc chiến Bách Tháp Bảng kết thúc. Trong thời gian 3 năm này, ngươi không chỉ cần phải cố gắng đột phá cảnh giới, càng phải đạt đến một vị trí xếp hạng vừa lòng trên Bách Tháp Bảng. Trong hoàng tộc có vô số thiên tài tuấn kiệt, rất nhiều người đều mơ ước vị trí người kế thừa Thần Vương. Người khác họ mà muốn được phong vương, đó là cực kỳ khó khăn. Nếu như ngươi có thể xếp hạng càng cao trên Bách Tháp Bảng, là có thể khiến cho rất nhiều người đều không còn lời nào để nói. Đồ nhi nhất định sẽ không khiến cho sư phụ thất vọng. Phong Phi Vân nói như chém đinh chặt sắt. Linh Bảo Tháp chủ kiêu ngạo nói. Vị trí người kế thừa Thần Vương, ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức. Với thiên tư của ngươi, sớm đã được nhóm hoàng tộc lão tổ biết, bọn họ đều rất xem trọng ngươi. Vẫn còn có một việc, ngươi trước tiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thần Vương lại nở nụ cười, sắc mặt trở nên có hơi kỳ dị cổ quái. Chuyện gì? Phong Phi Vân hỏi. Nếu muốn trở thành người kế thừa Thần Vương, vẫn còn nhất định phải kết hôn với một công chúa. Ta xem ngươi và La Phù coi như là trai tài gái sắc, càng là thiên tư tuyệt vời. Hai người các ngươi quả thực chính là trời sinh một đôi, ta đã hướng Tấn Đế dâng khải tấu về chuyện hôn sự của hai người các ngươi, hẳn là không lâu sau sẽ phê duyệt. Linh Bảo Tháp chủ nói. Trời ạ, trời sinh một đôi, mẹ ơi, điểm nào xem ra giống như trời sinh một đôi nhất. Trong lòng Phong Phi Vân có một loại xúc động muốn chửi má nó, coi như muốn kết hôn một công chúa nào đó thì cũng không nên Long La Phù a. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, đáp. Cái, này, ta cảm giác được. Chuyện này liền định ra như vậy rồi. Nhóm hoàng tộc lão tổ đều cực kỳ xem trọng hôn sự này, cảm giác hai người các ngươi cực kỳ xứng đôi, đế vương chiếu lệnh hẳn là sẽ nhanh chóng ban phát. Thần Vương cười híp mắt nhìn chăm chú Phong Phi Vân, nói thêm. La Phù nha đầu năm nay mới 18, còn là mỹ nhân thứ tư của Thần Tấn Vương triều, tin tưởng ngươi không sẽ cự tuyệt cửa hôn sự này chứ. Phong Phi Vân có thể cự tuyệt sao? Tấn Đế hạ chỉ, hắn nếu như không tuân theo thì chính là đối kháng chỉ không tôn trọng, đối mặt chính là thảo phạt của cả Thần Tấn Vương triều. Linh Bảo Tháp chủ có hơi không vui, nói nghiêm túc. Phong Phi Vân, từ nay về sau có lẽ bớt trêu hoa ghẹo nguyệt. Chuyện ngươi với mấy vị yêu nữ Xâm La Điện, huyên náo đến mọi người cả tu tiên giới đều biết, bản lãnh của ngươi đúng là không nhỏ a. Không sao, không sao, người không phong lưu uổng tuổi thiếu niên, vào lúc còn trẻ mà không phóng túng, chẳng lẽ còn phải đợi đến khi già lão mới hối hận. Thần Vương coi như là một lão lãng tử, vào lúc trẻ tuổi thiên tư kiêu căng, lại là hậu duệ quý tộc của hoàng tộc. Không biết bao nhiêu tuyệt đại giai nhân chủ động dâng lên tận miệng. Nữ nhân từng có tình một đêm quấn quýt với Thần Vương. Nói ít thì cũng có mấy chục vị, trong đó đương nhiên không thiếu yêu nữ tà đạo, tuyệt đại nữ truyền nhân đạo môn, nữ tiên tử tiên giáo, phong trần thiên nữ trong thanh lâu. Nói trình độ phong lưu, không biết so sánh Phong Phi Vân lợi hại hơn bao nhiêu lần. Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất của Thần Vương lúc tuổi còn trẻ, chính là không có cơ hội để lại tình cảm nam nữ với công chúa hoàng tộc. Không ngờ lại muốn kết hôn cùng công chúa La Phù Thông, chuyện này đích thật là có hơi ngoài dự liệu của Phong Phi Vân. Nhưng mà đã ở trong tình lý. Người hoàng tộc khôn khéo như thế nào,
nên sẽ không trơ mắt nhìn một thiên tài vô song đi tới chuyện đối lập với hoàng tộc. Khiến cho công chúa La Phù kết hôn với Phong Phi Vân, đối với bọn họ lợi ích quá lớn. Vào lúc Phong Phi Vân rời khỏi võ tháp, Linh Bảo Tháp chủ lại cảnh cáo hắn một lần nữa. Nhưng Phong Phi Vân không để ý quan tâm đến. Đúng như thần vương nói, người không phong lưu thì uổng thời thiếu niên. Người không phong lưu, chẳng lẽ để cho người khác giúp người phong lưu? Làm người không thể rất thành thật, người thành thật luôn dễ dàng có hại. Nếu như ở trước mặt nữ nhân đều rất thành thật, như vậy nữ nhân ở sau lưng ngươi, khẳng định cũng sẽ không rất thành thật. Thử hỏi kiêu hùng đương thời lại có mấy người không phải thuộc loại có tình phong lưu, hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ. Phong Phi Vân đời trước dùng tu luyện để thay thế cuộc sống, đây là bị cuộc sống lừa gạt. Nay đã có một lần cơ hội trọng sanh, như vậy vì sao không thể lừa gạt lại cuộc sống? Phong thiếu gia mặc dù là một người căn bã bại hoại, nhưng mà có một chút vẫn còn đáng học hỏi. Muốn làm cái gì, hắn liền dám đi làm cái đó, căn bản không bị truyền thống lễ giáo ràng buộc. Cái này có lẽ chính là tộc trưởng Phượng Hoàng đều không làm được. Phong Phi Vân đi ra khỏi võ tháp, đi về hướng Linh Bảo Tháp, trong miệng đang tự nói một mình. Tộc trưởng Phượng Hoàng Phượng Phi Vân cũng là thế hệ thiên kiêu, tính cách có lẽ tương đối giống như Lệnh Đông Lai. Nhưng mà cuối cùng lại chết ở trong tay nữ nhân chính mình yêu mến nhất. Đây không phải nói tộc trưởng Phượng Hoàng không đủ thông minh, mà là lão không đủ thông minh trước mặt nữ nhân. Năm đó tại sao ta lại ngốc như vậy? Rõ ràng bên người có 7 vị Phượng Hoàng yêu hậu, làm thế nào liền bỗng nhiên từ bỏ bọn họ, ngược lại quyết một lòng đối với Thủy Nguyệt Đình. Phong Phi Vân lắc đầu thở dài. Nếu như còn có thể lại quay về Phượng Hoàng Sơn, như vậy nhất định phải phổ cập thật tốt cho các nàng tri thức thông dụng vệ sinh sinh lý. Không lâu lắm, hắn đã đi tới dưới Linh Bảo Tháp. Có rất nhiều học viên Vạn Tượng Tháp đều đang quay về từ chinh chiến, mang theo xe ngựa xe đẩy chở bạch cốt thi cung. Có dị thú vận chuyển, có người hầu hỗ trợ mang vác. Cũng không phải mỗi người đều có được loại chữ vật linh thạch như giới linh thạch, cho nên vận chuyển trở nên cực kỳ phiền toái. Cứ cách một đoạn thời gian, đều sẽ vận chuyển bạch cốt thi cung quay về Vạn Tượng Tháp, dùng điểm tích lũy đổi linh bảo, sau đó lại, đi chém giết thi tà. Trong thời gian này đã có rất nhiều học viên Vạn Tượng Tháp phản hồi, đổi được rất nhiều báu vật. Dưới Linh Bảo Tháp, có một mảnh rừng trúc xanh tươi tốt. Bên trong màn khói linh dày đặc đang trôi nổi một linh đồ dài đến 18 trượng. Rất nhiều học viên Vạn Tượng Tháp đều đứng ở phía dưới linh đồ, nhìn đồ bảng mà sôi nổi bàn luận ồn ào. Thời gian mới nửa năm cũng đã tạo ra khoảng cách lớn như vậy. Có người lại đã tích lũy hơn 28.000 điểm tích lũy. Thế này phải chém giết bao nhiêu thi tà mới có thể làm được a? Người xếp hạng thứ nhất chính là Phổ Chi Hiên, đã từng đứng thứ 3 bách tháp bảng. Nghe nói Tu Vi lại có đột phá, đang sắp đuổi kịp Yến Tử Vũ. Hừ, Yến Tử Vũ chính là phải chạy đi quận Tam Thánh để đối phó với đám tà nhân kiêu ngạo của Sâm La Điện, cho nên mới tụt lại. Hiện nay thế hệ trẻ tuổi của Sâm La Điện đều đã lui bước, cuộc cạnh tranh bách tháp bảng kịch liệt nhất vừa mới bắt đầu. Phong Phi Vân quay sang nhìn thoáng qua linh đồ kia ở chỗ sâu trong rừng trúc, hắn phát hiện trên đó đã ghi chép mấy ngàn tên học viên, xếp hạng theo thứ tự. Có một số người đã đạt tới hơn 1 vạn điểm, mà có một số người mới là vài điểm. Đối với tu sĩ đạt tới cảnh giới thiên mệnh mà nói, chặn đánh giết chết đệ nhất biến thi tà tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà đối với học viên tiên căn đỉnh cao, thần cơ sơ kỳ mà nói, giết chết một thi tà đều phải trải qua cửu tử nhất sanh. Ánh sáng trắng trên linh đồ chợt lóe, bảng đồ lại xảy ra biến hóa khiến cho gây ra một trận xôn xao. Có người lại chen vào trong 10 người đứng đầu. Duy nhất một lần đã nộp về 4.000 cỗ thi cung. Ha ha, mất 80 điểm tích lũy, đổi được một gốc hồng long thảo 200 năm, cái này làm Tu Vi lại có khả năng bước thêm một bước dài về phía trước. Một học viên Vạn Tượng Tháp tay bưng hộp ngọc, hết sức phấn khởi đi ra từ trong Linh Bảo Tháp. Một học viên Vạn Tượng Tháp đi ra cùng lúc với hắn, khinh thường cười một tiếng. Vừa rồi ta tiêu hết 500 điểm tích lũy, đổi 5 viên chân diệu linh thạch. Không sai biệt lắm tương đương với nửa khối linh thạch, giá trị cao gần 15 vạn kim tệ, cũng đủ ta tăng tốc tu luyện 1 năm. Học viên Vạn Tượng Tháp đang xếp hàng, đổi bạch cốt thi cung đều hâm mộ không thôi. 500 điểm tích lũy, đây chính là phải chém chết 500 cỗ thi tà, đâu phải là người bình thường có khả năng làm được. Có linh thạch tu luyện, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, tự nhiên là làm cho người ta hâm mộ lẫn ghen tị.
Trong lòng Phong Phi Vân đã tính toán, một viên chân diệu linh thạch lạp giá trị không sai biệt lắm có thể bán được 3 vạn kim tệ, 10 viên linh thạch lạp, tương đương với một khối linh thạch, giá trị không sai biệt lắm 30 vạn kim tệ. Một cây linh thảo ngàn năm giá trị tương đương với 10 khối chân diệu linh thạch, giá trị 300 vạn kim tệ. Cũng chỉ có tại vùng đất xa xôi như phủ Nam Thái mới là dùng kim tệ làm đơn vị giao dịch. Còn bình thường tại các quận phủ tu tiên giới, đều là dùng linh thạch lạp và linh thạch để giao dịch, hoặc là dùng linh thảo như đơn vị tiền tệ. Bên ngoài linh bảo tháp đội ngũ xếp hàng rất dài, Phong Phi Vân đứng ở phía sau cùng. Đột nhiên phía sau vọng đến một âm thanh quen thuộc. Ca, ca còn sống, thật sự là quá tốt, chỗ thi cung kia mà muội gửi ca thì có bao nhiêu? Tiểu tà ma thân hình nho nhỏ, trên lưng lưng đeo một cái túi vải so sánh hắn thì lớn gấp hàng chục lần. Túi phình ra, bên trong chứa đầy bạch cốt thi cung, từ bên trong túi vẫn còn máu đang nhỏ giọt. Thân thể của nó thật sự quá nhỏ, thật giống như lưng cõng cả một quả núi lớn. Phong Phi Vân đều phải ngồi xổm xuống mới nhìn thấy cái đầu đầy mồ hôi với khuôn mặt nhỏ nhắn. Meo 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 meo. Phía sau nàng vẫn còn đi theo một con bạch miêu nhi, trên lưng miêu nhi cũng đè nặng một cái túi lớn, tất cả đều là thi cung. Rầm. Tiểu tà ma thả cái túi to như quả núi nhỏ ở trên mặt đất, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, xếp hàng phía sau Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên biết muội muội ngang đường này, đối với chính mình không có hảo ý. Nhưng mà hắn không muốn chiếm lấy lợi lộc từ nàng, nên dùng thần thức quét mắt một lần trong giới linh thạch rồi đáp. Người gửi thi cung tại ta đây tổng cộng có hơn 6.800 cỗ. Như vậy à? Tiểu tà ma mấp máy miệng, vẻ cực kỳ chăm chú, bắt đầu bấm đầu ngón tay. Hơn 6.800 cộng thêm 3.200 nữa, thêm 3 cỗ thi cung đệ nhị biến thi tà, lại thêm 1.200 cỗ trên người đạm đạm. Ca, tổng cộng vào là bao nhiêu? Hửm. Phong Phi Vân tỏ vẻ ngay cả miệng nàng đang lẩm bẩm những thứ gì cũng không có nghe rõ. Qua 3 canh giờ, rốt cục đến lượt Phong Phi Vân và tiểu tà ma. Đổi điểm tích lũy chính là một vị tôn sư linh bảo tháp, người mặc nho bào màu trắng sạch sẽ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, lão hỏi. Bỏ thi cung của ngươi ở trên bạch thạch linh đài, thi cung đệ nhất thứ thi biến đặt ở bên trái, thi cung đệ nhị thi biến đặt ở bên phải. Ở trong linh bảo tháp, đang đặt hai cái bạch thạch linh đài thật lớn, trên bề mặt khắc đầy hoa văn, lưu động được linh mang. Tác dụng của bạch thạch linh đài này, kỳ thật chính là để cân đo trọng lượng thi cung, căn cứ vào trọng lượng thi cung là có thể biết số lượng thi cung. Ông lão này nhìn thấy Phong Phi Vân lấy ra giới linh thạch, ánh mắt già nua có hơi nhíu lại. Học viên có thể có được giới linh thạch, nếu không phải tu vi cực cao, chính là thân phận đặc biệt không bình thường, không biết hắn đã chém giết bao nhiêu thi tà. Trong lòng ông lão này có hơi chờ mong. Rắc rắc rắc. Một vầng sáng trắng bay ra từ từ trong giới linh thạch, rơi vào trên bạch thạch linh đài bên trái, khiến cho bạch thạch linh đài rộng 10 thước vuông đều đã đầy đến một nửa. Hào quang trên bạch thạch linh đài bắt đầu thình thịch nhảy lên, hoa văn trên mặt di chuyển về hướng một cái bảng đá ở bên cạnh. Cuối cùng trên bảng đá xuất hiện một vài chữ số. 5864. Ông lão có hơi gật đầu, vài con số này đã rất không tồi rồi, có thể tạm thời chen vào trong 10 người đứng đầu. Ông lão vừa định lấy bút ra, ghi lại trên linh đồ thành tích này. Phong Phi Vân liền lại lấy ra 12 cỗ đệ nhị thi biến thi tà thi cung từ trong giới linh thạch, bỏ vào trên bạch thạch linh đài bên phải. Hàng nghi ông lão đều giật thột một cái, lại giết chết 12 cỗ đệ nhị thi biến thi tà, học viên này thật không đơn giản a. Một cỗ thi cung đệ nhị thi biến có khả năng đổi 1.000 điểm tích lũy, đối diện chặn giết đệ nhị thi biến thi tà. Khó khăn so sánh giết chết đệ nhất thứ thi biến thi tà lớn hơn đến hơn 1.000 lần. Đệ nhị thi biến thi tà yếu nhất, chiến lực đều sánh ngang tu sĩ thần cơ đại viên mãn đứng đầu, lực lượng mạnh nhất thì ngang ngửa với bán bộ cự kình. Nếu muốn giết chết đệ nhị thi biến thi tà, một khi gặp phải lão thi trong đó, rất dễ dàng liền bị mất tính mạng. Phong Phi Vân cũng là tu luyện luân hồi tật tốc, mới dám đi giết chết đệ nhị thứ thi biến thi tà. Nếu gặp phải lão thi cường đại trong đó thì liền trực tiếp chạy trối chết, gặp phải con yếu ớt trong đó thì mới chủ động đi giết. Tổng cộng 17.864 điểm tích lũy, tạm thời đứng hàng thứ 5 bách tháp bảng. Ông lão ghi chép vài con số này lên linh đồ đồng thời cũng thiết lập một cái ngọc bài rồi giao cho Phong Phi Vân, nói cho Phong Phi Vân có thể đi linh bảo tháp tầng thứ 6, dùng điểm tích lũy đổi báu vật. Kế tiếp đến phiên tiểu tà ma.
tiểu gia hỏa này vẫn còn đang kéo đám túi lớn túi nhở của nàng. Nó bị kẹt chết cứng ở ngoài cửa tháp, có làm thế nào cũng đều không kéo đi vào nổi. Nàng khẩn cấp xoay quanh, cuối cùng vẫn có lão già kia đi hỗ trợ, khiến cho phá vỡ cái túi to như quả núi nhỏ, sau đó lấy bạch cốt thi cung ở bên trong, rót vào trên bạch thạch linh đài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân cũng đổ ra số bạch cốt thi cung trong giới linh thạch, những bạch cốt thi cung này số lượng thật sự quá nhiều, cơ hồ chiếm hết cả bạch thạch linh đài. 10.376 điểm tích lũy. Ông lão cảm giác được khá kinh ngạc, bình thường coi như nửa tháng đều khó xuất hiện đồng thời học viên có trên vạn điểm tích lũy, hôm nay lại liên tục xuất hiện hai người. Tiểu tà ma lại lấy ra hai cỗ thi cung đệ nhị thi biến, lại có thêm 2.000 điểm tích lũy, tổng cộng vào chính là 10.376 điểm tích lũy, xếp hạng phía sau Phong Phi Vân, tạm thời đứng hàng thứ 6 trên bách tháp bảng. Sau khi làm xong tất cả điều này, Phong Phi Vân liền đi về hướng tầng thứ 6 linh bảo tháp, chuẩn bị dùng điểm tích lũy đổi linh thảo và linh thạch. Hiện tại hắn đã mở ra 346 tòa mệnh huyệt, cách thần cơ đại viên mãn đỉnh cao chỉ kém 16 tòa mệnh huyệt. 17.864 điểm tích lũy, cũng không biết có thể đổi bao nhiêu linh thạch, hẳn là sẽ không quá nhiều. Dù sao linh thạch và linh thảo đều quý giá dị thường, cực kỳ hiếm hoi, coi như vạn tượng tháp cũng sẽ không có quá nhiều dự trữ. Phong Phi Vân hiện tại bước thiết nhất chính là đột phá cảnh giới. Chỉ cần vượt qua địa kiếp, bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, liền có thể đi tranh hùng với những anh tài trẻ tuổi cấp bậc đứng đầu tà tông điện chủ, đối đầu với đối thủ như Lệnh Đông Lai thì cũng có nắm chắc giành thắng lợi. Linh bảo tháp tầng thứ 6, có rất nhiều học viên vạn tượng tháp cầm ngọc bài điểm tích lũy đi vào chỗ này. Sau đó lại hết sức phấn khởi ôm các loại báu vật đổi được rồi vội vã rời đi. Nơi này so sánh với chỗ đổi điểm tích lũy thì người xếp hàng còn nhiều hơn. Thủ tục cũng rườm rà hơn không ít. Dù sao những thứ muốn đổi đều là chân bảo, coi như là vạn tượng tháp tiền của như núi thì cũng khá thận trọng. Tiểu tà ma vẫn giống như một cái đuôi nhỏ, đi sát theo phía sau Phong Phi Vân. Bàn tay nhỏ bé túm thật chặt vạt áo sau lưng Phong Phi Vân. Đổi linh bảo, là một học muội mặc áo bào trắng của tầm bảo sư, vóc người thanh tú, dung mạo xinh xắn. Nàng vừa mới nhìn thấy Phong Phi Vân liền nhận ra được ngay nên có chút kinh ngạc. Không nhịn được kêu thất thanh. Yêu ma, tử. Phong Phi Vân đã từng đến linh bảo tháp thi kiểm tra linh giác, rất nhiều học viện linh bảo tháp đều nhận ra hắn. Hơn nữa hắn đã vượt qua vô lượng tháp tầng thứ 6, tiếng tăm tại vạn tượng tháp vốn cũng không nhỏ. Gần nhất tại quận Tam Thánh, Phong Phi Vân càng tự tạo ra cho mình một danh tiếng lớn. Không chỉ có là ngủ với yêu nữ Sâm La Điện, đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, trở thành thiên tài hàng đầu tu tiên giới. Mà quả thực đã trở thành danh nhân không người không biết ở tu tiên giới. Xuyệt. Phong Phi Vân làm một động tác nhắc nhở chớ có lên tiếng, quả thật há không muốn làm con khỉ bị người ta xúm lại vây xem. Chờ sau khi vị học muội linh bảo tháp này bình tĩnh trở lại, Phong Phi Vân mới cười híp mắt lấy ra ngọc bài điểm tích lũy, đưa cho nàng mà cười nói. Học muội, người nhìn những điểm tích lũy này có khả năng đổi được báu vật nào? Phong Phi Vân mặc dù là một người lãng tử, nhưng mà đích xác vóc người là tuấn tú lịch sự. Đặc biệt sau khi hoán huyết lần thứ tư, một cỗ khí chất trên người kia liền càng thêm tiêu sái tuấn tú hơn người, nữ nhân bình thường thật đúng là dễ dàng bị hắn mê hoặc. Học muội linh bảo tháp bị Phong Phi Vân nhìn đến đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, bối rối lấy ra một quyển thạch giản, hạ giọng nói nhỏ. Tiêu chuẩn những thứ đổi đều ghi ở trong đó. Phong Phi Vân tiếp nhận thạch giản. Chỉ thấy trong đó có ghi chép cực kỳ cặn kẽ rất nhiều phương thức đổi điểm tích lũy lấy báu vật. Ví dụ như, hàng chục điểm tích lũy có khả năng đổi một gốc cây dị thảo đã sống 100 năm. 80 điểm tích lũy, có khả năng đổi một gốc cây dị thảo thời hạn 200 năm. 100 điểm tích lũy, có khả năng đổi một viên chân diệu linh thạch lạp. 1.000 điểm tích lũy, có khả năng đổi một khối chân diệu linh thạch. 10.000 điểm tích lũy, có khả năng đổi một cây linh thảo ngàn năm. 10.000 điểm tích lũy, có khả năng đổi một viên tứ phẩm linh đan. 30.000 điểm tích lũy, có khả năng đổi một kiện linh khí. Chủng loại linh bảo có nhiều hơn 1.000 món, trong đó tối cao nhất cần phải 10.000 điểm tích lũy, có khả năng đổi một kiện trấn tháp chi bảo của vạn tượng tháp. Vì trấn tháp chi bảo, đều là báu vật cấp bậc tương tự như ẩn tàm sa la, cả vạn tượng tháp tích lũy trên vạn năm mà cũng chỉ có vài món như vậy.
Đương nhiên muốn thu được 1.000 vạn điểm tích lũy, quả thực cực kỳ khó khăn, tu sĩ thế hệ trẻ tuổi cơ hồ là không có khả năng làm được. Trừ phi có người thực lực có thể đủ sức giết chết đệ tam biến thi tà. Một cỗ thi cùng đệ tam biến thi tà, có khả năng đổi lấy 100 vạn điểm tích lũy. Nhưng mà đệ tam biến thi tà có tu vi đã là cấp bậc cự kình, thế hệ trẻ tuổi căn bản không có khả năng có người có thể làm được. Phong Phi Vân không có bất cứ suy nghĩ, trực tiếp thả Thạch Giản trở về rồi nói. Cho ta đổi một cây linh thảo, 6 miếng chân diệu linh thạch. Số điểm tích lũy còn thừa lại liền cứ để trong ngọc bài. Học muội Linh Bảo Tháp đã xem số lượng điểm tích lũy trong ngọc bài, tổng cộng là 1.7864 điểm tích lũy. Khấu trừ 1.6000 điểm tích lũy, vẫn còn lại 1.864 điểm tích lũy. Sau khi Phong Phi Vân lĩnh linh thạch và linh thảo, ngay lập tức rời khỏi Linh Bảo Tháp. Lần này cuối cùng cũng đã thoát khỏi tai họa mang tên tiểu tà ma này. Có một cây linh thảo ngàn năm này và 6 miếng chân diệu linh thạch. Phong Phi Vân có thể mở ra toàn bộ 360 tòa mệnh huyệt, hiện tại đây là chuyện lửa xém lông mày vô cùng cấp bách nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân lại cũng không lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Ra khỏi Linh Bảo Tháp, hắn liền đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng trúc, đi qua những chiếc động phủ mà tiền bối từng bế quan, đi tới một chỗ linh hồ. Dọc theo ven hồ, hắn đi về hướng động phủ chính mình đã mở. Cũng không biết Kỳ Thương Nguyệt phải đi giết chết thi tà hay là vẫn đang bế quan tu luyện. Phong Phi Vân đi tới bên ngoài động phủ, dễ dàng mở ra trận pháp ở ngoài cửa động phủ rồi đi vào. Hắn phát hiện trong động phủ đã phủ kín một tầng bụi bặm thật dày, hiển nhiên thật là lâu không ai ở lại. Phong Phi Vân có hơi thất vọng, xem ra lần này là không gặp được nàng. Liền vào lúc hắn đi ra khỏi động phủ, lại thấy có người chạy tới bên này. Người này toàn thân đều là vết thương, gầy yếu thân thể nghiêng ngả sắp ngã, bộ nho y trắng trên người đều đã bị máu me nhuộm đỏ. Nhưng là trong mắt của hắn lại vẫn tràn đầy kiên nghị và bất khuất. Hắn gian nan khó nhọc đi về hướng tới động phủ. Vô lượng tháp thật không phải là khó lòng xông qua một cách bình thường. Khi mà chưa đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, căn bản không có khả năng xông qua tầng thứ 6. Lúc ấy Phong Phi Vân làm được như thế nào? Nếu như ta không thể xông qua tầng thứ 6 tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn, như vậy lấy cái gì đi tranh đấu với Phong Phi Vân? Không được. Tuyệt đối không thể chịu thua. Mộ Dung Thác vốn đang tự nói một mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Phong Phi Vân đang cười híp mắt đứng ở cửa động phủ. Phong Phi Vân trực tiếp đi về phía hắn nghênh đón, bàn tay chụp trên vai gầy yếu của hắn, cười to mà bảo. Ta nghĩ tiểu tử ngươi đi giết chết thi tà, không gặp được ngươi. Không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, đúng lúc này thì ngươi đã trở về, duyên phận a. Một cái chụp này của Phong Phi Vân khiến cho từ trong miệng Mộ Dung Thác phun ra hai búng máu. Phong Phi Vân vội vàng thu tay lại, đỡ lấy hắn mà ân cần hỏi. Ngươi làm sao vậy, ai đả thương ngươi? Đừng đụng vào ta. Mộ Dung Thác trực tiếp hất tay Phong Phi Vân ra, sắc mặt khá là không vui. Hắn bước nhanh về phía động phủ. Trên mặt Phong Phi Vân hiện lên vài phần nụ cười suy tư, sau đó liền đuổi theo, bật thốt lên. Mộ Dung Thác. Chúng ta chính là bạn thân thiết, ngươi sao lại giận ta? Nếu như là có người đả thương ngươi, ta khẳng định giúp ngươi đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Phong Phi Vân vương bát đản này lại đúng vào lúc này quay về Vạn Tượng Tháp. Rốt cuộc hắn có biết ta chính là Kỳ Thương Nguyệt hay không, hẳn là không biết đi. Không, vương bát đản này cực kỳ thông minh gian trá, rất có thể đã biết thân phận chân thật của ta. Kỳ Thương Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy có vẻ mệt mỏi. Nàng thật sự quá mệt mỏi, đã vô lực lại tiếp tục suy nghĩ. Nửa năm thử xông vào vô lượng tháp, nhưng lại vẫn không xông qua nổi tầng thứ 6, mỗi lần đều trọng thương mà về. Một lần lâu nhất, nàng kiên trì nửa tháng tại tầng thứ 6, sức mạnh ý chí so sánh Thích Dạ Lai và Kỷ Phong đều phải mạnh hơn. Kỷ Thương Nguyệt chính là linh nhân trời sinh, nói về thiên tư, vẫn còn hơn cả Nguyệt Luân Thiên Nhãn của Kỷ Phong. Có Kỷ gia cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh thảo cho nàng. Nàng cũng sớm đã đạt tới thần cơ đại viên mãn đỉnh cao, mở ra 360 tòa mệnh huyệt. Vốn là nàng đã sớm có khả năng dẫn động địa kiếp, đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng. Nhưng mà trong lòng nàng chính là không phục Phong Phi Vân có thể tại thần cơ đại viên mãn xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, cho nên mới một mực chậm chạp không có đi độ địa kiếp. Trong lòng nàng là không chịu thua, đều đã xông 8 lần tại vô lượng tháp tầng thứ 6. Lần này đây thiếu chút nữa sẽ thành công.
cuối cùng vẫn bởi vì một cỗ lực lượng không thể kháng cự khiến cho nàng lại trọng thương lần nữa, bại lui trở về. Vào lúc Phong Phi Vân tiến vào động phủ, nàng đã ngủ thiếp đi. Xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6 là một chuyên tin tưởng hao phí tinh lực, 15 ngày không ngừng không nghỉ, tinh thần lúc nào cũng bị nằm trong trạng thái căng thẳng, nàng có thể kiên trì đi trở về động phủ, thế này đều đã là chuyện khá ngoan cường. Đến khi nàng tỉnh lại lần nữa, đã là ngày thứ 3. Những chỗ tổn thương trên người đã khỏi hẳn, trong động phủ không nhiễm một hạt bụi, trên người vẫn còn đắp một bộ nho bào trắng rộng rãi. Mà Phong Phi Vân cũng không ở trong động phủ. Năm ngón tay Kỳ Thương Nguyệt gắt gao nắm bộ nho bào trắng trên người, lúc này mới hồi tưởng lại lúc chính mình đang ngủ say tựa hồ nhìn thấy Phong Phi Vân kia hiện tại đi đâu. Sau khi Kỳ Thương Nguyệt nghĩ tới Phong Phi Vân, vội vàng ngồi dậy kiểm tra thân thể của mình. Hoàn hảo, vẫn mặc bộ y bào bị máu nhuộm đỏ, may là Phong Phi Vân không có thay quần áo hộ mình, nếu không liền thật sự bại lộ thân phận. Kỳ Thương Nguyệt cầm bộ nho bào trắng, đi ra khỏi động phủ. Giờ phút này đúng là sáng sớm, khói linh trong rừng trúc đã tan hết. Có đàn chim màu tím đang bay giữa tán lá trúc mà kêu to, xa xa ở ven hồ, có một ánh lửa vọng đến. Phong Phi Vân đang lúc châm một đám lửa, dùng cành trúc xuyên qua thân cá, trong miệng ngâm nga một khúc hí kịch. Nhìn thấy Kỳ Thương Nguyệt đi ra động phủ, hắn vội vàng thét to. Mộ Dung Thác, ta thật buồn bực, tại sao mỗi lần ngươi nướng cá liền thơm như vậy, ta cũng nướng thì mùi vị liền không giống. Có đúng là ngươi có phương pháp bí truyền hay không? Kỳ Thương Nguyệt liếc xéo một cái, rất không muốn để ý tới hắn. Nhưng mà nếu hắn không hề phát hiện thân phận của mình, như vậy trước hết cứ tiếp tục giả vờ cùng hắn. Sớm muộn có một ngày, mình sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Kỳ Thương Nguyệt vẫn là dung mạo Mộ Dung Thác, thân thể lùn yếu, da vàng như nghệ, hình dạng bình thường, tựa như một thiếu niên nghèo túng thường xuyên ăn đói mặc rách. Phong Phi Vân, ngươi biết tại sao ta lại giận ngươi không? Kỳ Thương Nguyệt đi tới, ngồi ở trên đệm lá trúc bên cạnh đống lửa. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân cứng đờ, hắn nói nghiêm túc. Mộ Dung Thác, chúng ta chính là bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu tốt nhất, hay thật, nếu là bằng hữu tốt nhất, vì sao ngươi một khi bị mất dấu tích chính là nửa năm? Kỳ Thương Nguyệt có hơi nghiêng người, ném bộ nho bào trắng đang cầm trong tay sang, trả lại cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đón lấy bộ nho bào, cười nói. Nửa năm nay ta đều tranh thủ tu luyện a, chờ lần này quay về Vạn Tượng Tháp, định báo thù cho ngươi. Báo thù cho ta? Kỳ Thương Nguyệt khinh thường nói. Phong Phi Vân đứng dậy, nói với vẻ nghiêm túc. Không nói gạt ngươi, tiến vào Vạn Tượng Tháp ngày thứ nhất, Kỳ Phong liền khởi xướng khiêu chiến sinh tử với ta, lúc ấy ta mới có tu vi thần cơ sơ kỳ. Nhờ ngươi dùng 4 cân linh nhân tiên huyết trên người đổi lấy linh chi ngàn năm, trợ giúp ta trong một đêm đột phá cảnh giới thần cơ trung kỳ, gió đó mới không bị chết ở trong tay Kỳ Phong. Ngươi lại còn nhớ rõ. Kỳ Thương Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, mặc dù biết rõ tất cả điều này đều là tiến hành vì tranh thủ tín nhiệm của Phong Phi Vân, nhưng mà sau khi Phong Phi Vân nói ra những lời này, thì vẫn khiến cho nàng có hơi xúc động. Làm sao ta có thể quên? Trên người Phong Phi Vân tản mát hiện ra một cỗ uy phong long hoàng khí phách, sát khí bức người mà nói. Ta đã sớm nói, kẻ đã lấy đi chỗ máu tươi từ trên người của ngươi, ta nhất định phải khiến cho hắn trả về gấp bội. Không phải là tiền bối linh bảo tháp, cao thủ cấp bậc thiên mệnh thì đã làm sao? Nếu hắn dám lấy máu ngươi, nhất định phải trả giá đắt. Lần này trở về, ta mang ngươi đi giết người. Kỳ Thương Nguyệt quay đầu. Có hơi không tin lời như thế là nói ra từ trong miệng Phong Phi Vân. Sau khi nàng kinh ngạc nhìn hắn thật lâu, mới có chút tức giận kêu lên. Cháy! Khí phách trên người Phong Phi Vân mất hết, hắn sửng sốt hỏi. Cái gì cháy? Ngu dốt, cá nướng cháy rồi. Kỳ Thương Nguyệt vội vàng đi tới, cầm lên con cá nướng đã nám đen trên đống lửa. Thịt cá vẫn còn bốc ra ngọn lửa xèo xèo, có khói đen tỏa ra. Bên ngoài linh bảo tháp là một mảnh rừng trúc, sinh trưởng ở đây đều là loại tụ linh lục trúc được trồng từ mấy vạn năm trước. Hiện nay một vùng ngàn dặm đều là loại linh trúc xanh biếc như ngọc bích. Sau khi trời tối, nơi này vẫn có khói linh như sương mù, có dị thảo sinh trưởng dưới khóm trúc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân dẫm trên lớp lá khô rất dày, ống tay áo trắng đong đưa nhẹ nhàng, dáng người như tiên dáng trần vượt qua đầm rộng. Đi qua một vùng cảnh tượng thần tiên. Xuyên qua không gian giữa rừng trúc, hắn đi ở phía trước.
Kỳ Thương Nguyệt đi theo phía sau hắn, trong mắt hiện lên vài phần tức giận. Nàng rất hoài nghi Phong Phi Vân đã biết thân phận của nàng, nhưng mà rồi lại không thể khẳng định. Điều đó khiến cho nàng muốn ra tay trực tiếp loại trừ hắn, nhưng mà lại có hơi không cam lòng. Dù sao đã làm nhiều bố trí như vậy, nếu như hiện tại ra tay thì chẳng khác nào thất bại trong gang tấc. Nhưng mà hiện tại ra tay như thế, cũng báo được mối thù khác, cũng không phải mệt. Phong Phi Vân chân đạp trên linh vụ, khóe môi hơi nhếch lên một vòng cung, rốt cục xuyên qua phiến rừng trúc lờ mờ này, đi tới trước một vách đá đen xì. Trên vách đá này những tảng đá nhô ra dày đặc, cài răng lược. Khi mà ánh trăng chiếu rọi bên trên mặt, còn thấy có một làn thi vụ nhàn nhạt đang dâng lên, rất giống là tà bích nhiễm thi huyết. Sau khi lại tới đây, nụ cười trên gương mặt Phong Phi Vân liền hoàn toàn biến mất. Hắn trở nên nghiêm túc. Có một cỗ sát khí nổi lên từ dưới chân, xuyên qua hai chân, bụng, lưng, thẳng đến đỉnh đầu. Sát khí cơ hồ cô đọng lại, biến thành một đám sương mù đen. Kỳ Thương Nguyệt đi tới, khuyên nhủ. Phong huynh, lão gia hỏa này tất nhiên đáng chết, nhưng mà tu vi của hắn thật sự rất cao, đã đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng, hơn nữa lại là tà linh tầm bảo sư. So sánh với tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng bình thường thì càng đáng sợ hơn. Trước khi trải qua địa kiếp, cho dù chúng ta liên thủ thì cũng không phải đối thủ của hắn, nếu không chờ thêm một thời gian. Phong Phi Vân ánh mắt lạnh buốt, nhìn chăm chú vách đá dựng đứng mà nói. Không thể đợi thêm nữa, hắn lấy đi một nửa linh nhân tiên huyết máu tươi trên người của ngươi, rất có thể chính là vì đột phá vào cảnh giới cao hơn. Nếu như đợi sau này, để cho hắn đột phá thiên mệnh đệ nhị trọng, hoặc là cảnh giới càng cao hơn, như vậy trừng trị hắn liền càng phiền toái hơn. Phong Phi Vân trực tiếp đi tới phía dưới vách đá dựng đứng, trên bàn tay bao bọc lấy một đám linh vụ. Hắn áp bàn tay vào vách đá dựng đứng, trên cả vách đá dựng đứng lập tức hiện ra trên trăm chủng loại trận đồ. Có cái hơi tỏa ra hỏa diễm, có loại chấp động điện mang, có thứ mang phi kiếm xuyên qua không gian. Trong nháy mắt liền biến cả vách đá thành một chốn sinh tử tuyệt sát chi địa. Kỳ Thương Nguyệt nhìn chăm chú bóng lưng Phong Phi Vân, trong mắt lóe lên một nụ cười tàn nhẫn. Phong Phi Vân đây là một mình ngươi muốn tìm chết, tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn liền dám đi giết tà linh tầm bảo sư cấp bậc thiên mệnh đệ nhất trọng, ngươi thực sự cho rằng tà linh tầm bảo sư là thứ gì dễ đối phó ư? Kỳ Thương Nguyệt trước kia là không muốn trực tiếp giết chết Phong Phi Vân như vậy. Dù sao Phong Phi Vân khiến cho nàng phải nếm trải sỉ nhục lớn nhất của nữ nhân. Nàng cũng muốn Phong Phi Vân trả lại gấp bội, không phải muốn hắn chết, mà là muốn hắn sống không bằng chết. Nhưng mà hiện tại cũng không như vậy. Phong Phi Vân hiện nay là được thần tấn vương triều công nhận thiên tài hàng đầu, không biết bao nhiêu người muốn lấy tánh mạng của hắn. Nếu như có thể giết chết hắn, chỉ là thu được tiền trả thù lao đủ để có thể làm cho một vị cự phách cũng phải động tâm. Kỳ Thương Nguyệt cảm giác được giữa lợi ích và trả thù Phong Phi Vân, lợi ích có tỷ trọng càng lớn hơn. Phong Phi Vân nện một chưởng khiến trên trăm trận đồ trên vách đá này đều bị nện vỡ, tất cả sát trận đều tan đi như mây khói. Thân thể hắn trực tiếp xuyên một mảnh rung động, đi vào trong vách đá. Thân hình Kỳ Thương Nguyệt chợt lóe, cũng đi theo rất nhanh. Bên trong một vách đá này chính là một động phủ khổng lồ, bên trong vô cùng tối om, cơ cấu giết chóc từ phía. Nó có những con lân giáp dị thú cao 7 thước bảo vệ, còn có những cỗ xác ướp cổ cầm trong tay chiến qua thương giáo. Phong Phi Vân nhẹ nhàng từng bước đi về chỗ sâu trong động phủ. Nơi nào đi qua, dị thú cao 7 thước liền biến thành tử thi, những khối xác ướp cổ kia cũng toàn thân nứt toác ra mà ngã trên mặt đất. Tất cả trận đồ đều bị một cước đạp vỡ nát, căn bản không ngăn được hắn dù chỉ một khoảnh khắc. Kỳ Thương Nguyệt đi theo phía sau hắn, trong lòng cực kỳ kinh động sợ hãi. Tu vi của Phong Phi Vân lại đáng sợ đến mức độ như thế, chẳng lẽ đã vượt qua địa kiếp, tiến vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng? Hẳn là vẫn chưa, nếu như hắn đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, trên người khẳng định sẽ có đại địa chi khí thêm vào, có thể điều động đại địa chi lực. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại lại vẫn còn không hề đạt tới cảnh giới này. Một tràng tiếng vang thật lớn, rung động khiến cả động phủ đều xuất hiện những lỗ hổng thật lớn, tựa hồ muốn sụp đổ. Một cơn gió lạnh từ chỗ sâu trong động phủ thổi ra, có xác ướp cổ gầm giống, có ác quỷ rít gào. Vẫn còn có những đạo bóng dáng không nhìn rõ xuyên qua không gian ở trong không khí, giống như đi tới âm minh địa phủ. Phong Phi Vân đứng ở trên bờ một tòa huyết trì,
huyết dịch trong ao tựa như nước sôi đang tỏa ra bọt khí màu xanh. Bên trong ao ngâm những khối bạch cốt, đầu khớp xương trắng ngần sáng bóng, tựa như cương ngọc ngàn năm. Mái tóc trên đầu những bạch cốt này vẫn còn dài ra được, có thể dùng mắt thường thấy những tia huyết nhục sinh trưởng trên bạch cốt, thật giống như mầm thịt. Một bà lão đầu đầy tóc bạc cũng ngâm mình ở trong huyết trì, ngâm mình chung một chỗ với đám bạch cốt. Làn da trên người đen xì tựa như vỏ cây bị cháy, nếp nhăn trên mặt tựa như vỏ hạt hắc đào. Một gương mặt khô quắt già nua kia quả thực so sánh ác quỷ còn đáng sợ hơn. Chính là bà ta, đây là bà ta muốn lợi dụng linh nhân tiên huyết để luyện hóa thi độc trong thân thể, muốn phản lão hoàn đồng. Kỳ Thương Nguyệt đi tới, nhìn huyết trì, ngón tay chỉ về hướng bà lão lưng còng kia trong huyết trì. Bà ta là một vị tầm bảo sư tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng tam phẩm, từng bị nhiễm phải thi độc trong một tòa đại mộ, khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Đây là thủ đoạn của tà linh tầm bảo sư tế huyết, làm sao ngươi biết? Phong Phi Vân đang nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Thương Nguyệt, khiến nàng kìm lòng không đậu mà chân lui về phía sau một bước. Nguy rồi, bị hắn vạch trần. Tiên hạ thủ vi cường. Hưu. Kỳ Thương Nguyệt ra tay trước, một lá đại kỳ đen ngòm quét ngang ra, đây là linh khí đại phong kỳ. Trên bề mặt ngưng tụ uy năng linh khí ngập trời, có khả năng trấn áp một chốn xứ sở. Phong Phi Vân vốn là tính toán sau khi giúp nàng giết chết bà lão này, trả hết nợ ân tình với nàng, cũng không lại giả vờ quanh có với nàng nữa, giải quyết ân oán với nàng. Nhưng mà thật không ngờ, còn chưa giết chết bà lão này thì nàng liền sớm đã bại lộ thân phận của mình, đồng thời đoạt tiên cơ, ra tay đối với Phong Phi Vân trước. Xèo xèo. Phong Phi Vân cước đạp luân hồi, hóa thân thành một mảng sương mù, nhảy lên tránh thoát uy lực chết chóc của Đại Phong Kỳ, rơi xuống phía sau Kỳ Thương Nguyệt. Hắn cũng không xoay người, có chút cay đắng nói. Ta vốn nhiều hy vọng ngươi lại làm Mộ Dung Thác thêm được vài ngày, bằng hữu của ta thật sự không nhiều lắm a. Kỳ Thương Nguyệt thân hình biến hóa, thân thể cao lớn không ít, hai chân trở nên càng thêm thon thả, da cũng bắt đầu mất đi sự khô vàng, một gương mặt xanh sao vàng vọt kia cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng từ một thiếu niên nhu nhược, chỉ thoáng chớp mắt liền biến thành một mỹ nữ cao rong ròng động lòng. Hàng mi như liễu diệp, mắt như sóng tiên hằng hà, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hiếm có, dáng người thướt tha động lòng người. Những đường cong u nhã vẽ ở bề ngoài, có rất ít nữ nhân có khả năng so sánh được với nàng. Ngón trỏ và ngón giữa thon thả của Kỳ Thương Nguyệt nặn ra linh quyết, phất cao lá đại phong kỳ. Nàng lạnh nhạt hầm hừ nói. Phong Phi Vân, xem ra ngươi đã sớm biết rõ thân phận chân thật của ta. Mộ Dung Thác đích thực ở đâu? Phong Phi Vân vẫn quay lưng lại phía nàng. Sớm đã chết ở trong tay của ta. Kỳ Thương Nguyệt cười lạnh nói. Có chết hay không thì cảm giác rất thương tâm. Hắn chính là đứa con của người bạn độc nhất của người. Cái này đã xong, một nhà bọn họ có thể đoàn tụ trên Hoàng Tuyền Lộ. Trong miệng Phong Phi Vân phát ra một tiếng thở dài. Kỳ Thương Nguyệt đã muốn nhìn thấy dạng này của Phong Phi Vân, có một loại niềm vui trả thù, nàng cười lạnh nói. Vào lúc ngươi lăng nhục ta, nên biết rõ ràng sẽ có kết quả như vậy. Có đúng ngươi cảm giác rất hối hận không? Phong Phi Vân nở nụ cười, đáp. Ban đầu là ngươi muốn giết ta, ta thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay của ngươi. Mặc dù cuối cùng ta thắng, lúc ấy ta hoàn toàn có khả năng một đao chặt ngươi. Nhưng mà như vậy đối với ta mà nói thì không có chút xíu chỗ tốt. Ta thiếu chút nữa sẽ chết trong tay của ngươi, từ trên người của ngươi tìm lấy một chút vui vẻ gì đó, coi như là đền bù về tinh thần, ngươi thử nói đúng không? Việc này, đến bây giờ, ta cũng không cho rằng ta làm sai. Vô sỉ! Kỳ Thương Nguyệt lại lần nữa tế xuất đại phong kỳ, vô số trận pháp chìm nổi trên mặt lá cờ. Một cơn sóng đỏ thổi quét lại đây. Làm cho vô số dụng cụ trong động phủ đều bị chèn ép thành phấn vụn. Phong Phi Vân xòe bàn tay ra, linh quang lao ra từ trên thủ trưởng, một viên lôi hỏa châu hiện lên từ lòng bàn tay, trôi nổi trong không khí. Nó bộc phát ra ngàn đạo lôi đình, lại có một mảnh hỏa diễm lao ra, tràn ngập cả động phủ, biến nơi này thành biển lửa. Ầm, 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 ầm. Đại Phong Kỳ thiếu chút nữa bị lôi hỏa châu đánh nát rách ra. Kỳ Thương Nguyệt mặc dù là linh nhân trời sinh, nhưng mà thiên tư so với Phong Phi Vân đã có chênh lệch không nhỏ. Mà nay Phong Phi Vân xuất ra lại là nhị phẩm linh khí, nên đã trực tiếp đánh cho nàng bị quẳng đi ra ngoài, thân thể đâm vào trên vách đá động phủ. Phong Phi Vân thu hồi lôi hỏa châu, nhặt lên đại phong kỳ trên mặt đất,
không khách khí thu vào trong giới linh thạch, sau đó đi tới trước mặt Kỳ Thương Nguyệt, ngồi xổm xuống. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt bất khuất của nàng mà nói. Giết người là phải đền mạng. Kỳ Thương Nguyệt dựa vào vách đá, ngồi dưới đất, nàng cắn hàm răng, từ đôi môi thơm ngát bắn ra một tia huyết dịch. Ở trong huyết dịch quay vòng khói linh, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị. Nó tản mát ra mùi vị hương thơm, đây là linh nhân tiên huyết máu tươi, một giọt đều giá trị 10 vạn kim. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự quật khởi và không phục, một cỗ khí lạnh không thay đổi kia ở trên người. Thua ở trong tay bất luận kẻ nào, cũng không thể thua ở trong tay Phong Phi Vân. Huyết chỉ phía sau Phong Phi Vân bắt đầu điên cuồng sôi sục. Bà lão ngâm trong huyết chỉ bỗng nhiên mở ánh mắt già nua ra, đồng tử tựa như hai cái giếng cổ tử vong, hai tia sáng màu đen bay ra từ trong đồng tử, biến thành hai đạo điện mang. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cả huyết chỉ đều nổ tung, những bạch cốt ngâm trong huyết chỉ đều bắt đầu quay cuồng. Một nửa huyết nhục đã sinh trưởng trên người bọn chúng, kéo theo mái tóc dài trên đầu liền đua nhau lao ra từ bên trong với vẻ cực kỳ hung ác, đánh về phía Kỳ Thương Nguyệt ở bên bờ. Huyết dịch của trời sinh linh nhân, đối với chúng có sự dụ dỗ chí mạng. Dám quấy phá ở trước mặt ta, muốn chết. Phong Phi Vân vung tay lên, một con trường long trắng tinh bay ra từ lòng bàn tay. Đây là hắn lấy bàn tay hóa đao khí, có uy lực phá núi xẻ đồi. Chừng 7 cỗ bạch cốt xông lên kia, trên người đều dính đầy huyết nhục mới sinh trưởng ra, những đường kinh lạc đều rõ ràng có thể thấy được. Linh nhân tiên huyết máu tươi, dung luyện trong huyết chỉ lại khiến cho bạch cốt của bọn chúng sinh cơ bắp, biến thành huyết thi. Phong Phi Vân đánh ra một đạo long hoàng đao khí này, chém một cỗ bạch cốt xông vào trước nhất thành hai đoạn, huyết nhục trên người biến thành huyết thủy. Trên mặt đất chỉ còn hai con bạch cốt. Thủ đoạn của Tà Linh Tầm Bảo Sư thật sự quỷ dị, quả thực so sánh người cản thi ở Bắc Cương thì còn đáng sợ hơn. Những bạch cốt này khi còn sống đều là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh, xương cốt trải qua địa kiếp rèn luyện nên cứng rắn như ngọc. Mặc dù là long hoàng đao quyết, thì lực phá hoại đối với bọn chúng cũng có hạn. Phong Phi Vân xuất ra bạch thạch cự đao, thân đao dài 7 thước mang theo một cỗ khí phách long hoàng với uy năng vô cùng. Hắn hoành đao lập tức bổ ra, đao lãng điên cuồng cứ thế chém chúng 3 cỗ bạch cốt khiến chúng đều biến thành bột phấn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đầu khớp xương và khí tức tà thi đều bị chém nát, bị long hoàng đao khí xử chạm thành khói bay đi. Những bạch cốt có chiến lực kinh người này đều đã rèn luyện ở huyết trì, hấp thu huyết dịch linh nhân bẩm sinh, nhưng mà vẫn không ngăn được một đao của Phong Phi Vân. Trong 2 ngày Kỳ Thương Nguyệt ngủ say kia, Phong Phi Vân đã luyện hóa xong một cây linh thảo ngàn năm. Trong thân thể mở ra 356 tòa mệnh huyệt, cách cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng đã càng ngày càng gần. Soạt, một đạo nhân ảnh bay vút qua bên người Phong Phi Vân, tốc độ nhanh như quỷ mị. Sau đó, phù phù một tiếng nhảy vào huyết trì. Phong Phi Vân vươn tay, một hư ảnh bàn tay chộp tới, muốn kéo người kia quay về. Bà lão tóm được Kỳ Thương Nguyệt, trở tay về hướng phía sau mà đánh ra một mảnh linh mang. Nó biến thành một tòa kim quang trận đồ, trên bề mặt có từng đạo hoa văn như mai rùa. Nó tựa như một guồng nước thật lớn quay tít, với ánh vàng rực rỡ đột ngột đánh về hướng Phong Phi Vân. Cạc cạc! Trong miệng bà lão phát ra tiếng cười khô khan, tay nắm Kỳ Thương Nguyệt mà trực tiếp nhảy vào huyết trì. Bà hé miệng một cái táp vào trên cần cổ trắng như tuyết của Kỳ Thương Nguyệt. Xích! Máu của linh nhân bẩm sinh chảy ra, trôi vào trong miệng bà lão. Huyết dịch kia tựa như một loại thuốc bổ thần tiên, trong nháy mắt liền bị hấp thu. Trên người bà lão này bộc phát ra huyết mang chói mắt. Huyết thủy trong huyết chỉ kia cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển, nhưng chữ viết bằng máu trên bề mặt nó đang chìm nổi, biến thành một tòa trận đồ ở thể lòng. Vô số tiên huyết chảy về hướng vào trong thân thể của bà lão. Ta muốn đoạt huyết khí của linh nhân bẩm sinh, ngưng tụ vô cùng vô tận lực lượng sinh mệnh, phản lão hoàn đồng, làm lại thanh xuân. Những đường hoa văn linh thiêng hiện lên dày đặc trên người bà lão này, làn da già nua khô vàng cùng các nếp nhăn bắt đầu trở nên nhỏ đi, màu sắc cũng bắt đầu biến thành trắng. Mái tóc bạc trên đầu từ trên đỉnh bắt đầu chậm rãi biến thành đen, mà ngay cả hàng lông mi trắng đều bắt đầu trở nên đen nhánh. Bà bắt đầu trở nên trẻ ra, từ 8, 90 tuổi, đến 60 tuổi, đến 50 tuổi, đến 40 tuổi, đến 20 tuổi. Lão thái bà lúc đầu xấu xí già nua lập tức biến thành một nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi như hoa như ngọc. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân đánh nát trận đồ màu vàng kia.
hắn phá vỡ trận đồ bay ra, hạ xuống bên bờ huyết trì rồi nhìn chăm chú một màn trước mắt này. Điều ấy thật sự làm cho người ta có loại cảm giác vô phương đón nhận. Một người nữ nhân tuổi còn trẻ biến thành một lão bà, đó là cả một quá trình thong thả. Cả quá trình này đối với nữ nhân mà nói tất nhiên đáng sợ. Nhưng mà đến khi một bà lão xấu xí đột nhiên biến thành một thiếu nữ như hoa như ngọc, điều này đối với nam nhân mà nói thì cũng là một chuyện đáng sợ. Đây là đang khảo nghiệm năng lực chấp nhận của lòng người. Bỗng dưng, bà lão kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan, dung mạo lại thay đổi trở về như cũ. Làn da trơn bóng như ngọc trở nên càng khô héo hơn, thân thể trở nên càng còng lưng hơn, mái đầu đầy tóc xanh trở nên trắng như tuyết, tóc thậm chí đều bắt đầu rơi rụng. Ngươi lại cũng là tà linh tầm bảo sư. Bà lão hoảng sợ nhìn chăm chú Kỷ Thương Nguyệt, muốn tránh khỏi nàng càng xa càng tốt. Nhưng mà căn bản là bà ta lại không đẩy được Kỷ Thương Nguyệt. Bộ nho bào màu trắng trên người Kỷ Thương Nguyệt đều đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, da thịt nhẵn mịn trắng như tuyết bị phủ kín một tầng vảy huyết thật dày. Nàng đứng ở trong huyết trì, tựa như một gốc cây bạch liên mọc ra từ trong huyết thủy, trên đỉnh đầu ngưng tụ một loại thánh quang thuần khiết. Bà lão tu luyện chính là đạo tà linh tầm bảo sư, muốn cướp lấy linh nhân thể trời sinh của Kỷ Thương Nguyệt để cải lão hoàn đồng. Nhưng mà lại thật không ngờ Kỷ Thương Nguyệt tu luyện đúng là mộ phủ tầm bảo lục, cũng là đi theo đạo tà linh tầm bảo sư. Răng rắc, thân thể bà lão trở nên càng già nua hơn, bị Kỷ Thương Nguyệt hút ngược mà biến thành xương khô. Đến cuối cùng ngay cả đầu khớp xương cũng không còn lại, biến thành một đám cốt phấn. Mái tóc đen trên đầu Kỷ Thương Nguyệt khẽ phất phơ, đôi mắt đen nhánh tựa như hai đầm nước lặng. Bởi vì huyết thủy làm ướt đẫm quần áo, dáng người uyển chuyển hoàn mỹ không tì vết liền hiện hết ra bên ngoài. Tà linh chi khí thật mạnh mẽ, linh nhân chi huyết bẩm sinh trên người nàng đã bắt đầu biến y đổi thành tà linh chi huyết. Phong Phi Vân không có do dự chút nào, trực tiếp xuất ra lôi hỏa châu. Ngàn vạn đạo lôi điện sấm chớp bay ra từ trong hạt châu màu đen. Uy lực của linh khí nhị phẩm so sánh nhất phẩm linh khí phải cao hơn mấy lần. Bất kể là linh tính hay uy lực thì đều cực kỳ đáng sợ. Một tòa động phủ này cứ như thế bị phá hủy một nửa, vô số đất đá đều sụp xuống. Ầm. Mặt đất nứt ra một khe hở, một cỗ sóng nhiệt cháy bỏng thiêu đốt phun lên từ dưới mặt đất. Nham tương đỏ quạch phun trào đã bao trùm kín cả lôi hỏa châu. Không tốt, Kỷ Thương Nguyệt cướp được đạo cơ của bà lão, lại dẫn động địa kiếp. Phong Phi Vân cảm giác được dưới mặt đất có một luồng khí mãnh liệt đang ngưng tụ, bốn phương tám hướng cũng có đáng sợ kiếp khí truyền đến, làm cho người ta cảm giác bất an. Phong Phi Vân giờ phút này đã không dám ở lại trong động phủ. Dù sao hắn cũng sắp sửa đến kỳ địa kiếp, nếu như bị kiếp khí địa kiếp của Kỷ Thương Nguyệt khiến cho chính mình cũng địa kiếp, như vậy hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Phong Phi Vân thiên tư cao như thế nào? Thiên tư càng cao, địa kiếp cũng lại càng mạnh mẽ. Coi như Phong Phi Vân lấy tu vi hiện tại, cũng không có nắm chắc có thể vượt qua địa kiếp. Trong lịch sử rất nhiều thiên tài cấp bậc sử thi, đều là bởi vì độ địa kiếp mà chết, đó cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Thu hồi lôi hỏa châu, thân thể Phong Phi Vân bay dựng lên, phá tan tầng đất đá thật dày, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh mà bay thẳng lên trời cao, rồi rơi xuống trên vách đá ở một chỗ lưng chừng núi cách đó 200 dặm. Đứng ở trên vách đá dựng đứng, đón gió đứng thẳng. Hắn nhìn về phương hướng ở chỗ sâu trong rừng trúc kia. Rất nhiều chỗ trên mặt đất đều bắt đầu xuất hiện vết rạn, dưới lòng đất có nham hỏa khí đang bắt đầu khởi động. Từ tám phương hướng cũng có nham thạch nóng chảy trào lên từ địa tâm, chúng ập về hướng tới Kỷ Thương Nguyệt. Nhiệt độ nham thạch nóng chảy đáng sợ như thế nào, coi như là khối sắt đều phải bị hòa tan, huống chi là thân thể người. Kỷ Thương Nguyệt không hổ là trời sinh linh nhân, không ngờ đưa tới tám dòng nham thạch nóng chảy. Thế này đã kém thiên tài cấp bậc sử thi chỉ có một bước. Không biết vào lúc ta độ địa kiếp thì có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy để tôi thể. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn về phương xa. Vào lúc độ địa kiếp, số lượng dòng nham thạch nóng chảy kéo đến càng nhiều, như vậy đã nói rõ người này có tiềm lực càng lớn, thiên tư càng cao. Ví dụ như thiên tài cấp bậc sử thi có thể đưa tới 9 dòng nham thạch nóng chảy, đương nhiên đây chỉ là người yếu nhất trong số thiên tài cấp bậc sử thi. Ví dụ như, khi Thích Dạ Lai độ địa kiếp, đưa tới 9 dòng nham thạch nóng chảy, Tô Quân vào lúc độ địa kiếp liền đưa tới 11 dòng nham thạch nóng chảy. Đồng dạng là thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng mà trong đó chênh lệch cũng vẫn rất lớn.
Đó cũng là vì sao uy danh thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa, khác rất xa so với một số tu sĩ sau này trở thành thiên tài cấp bậc sử thi. Những vị tiên hiền vào lúc lưu danh trên thánh bia, phần lớn khi độ địa kiếp đều đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy. Trong lịch sử thần Tấn Vương Triều đã từng xuất hiện kỳ nhân khi độ địa kiếp đưa tới 13 dòng nham thạch nóng chảy. Đây đã là thiên tài cấp bậc sử thi có thiên tư tối cao từ trước tới nay ở thần Tấn Vương Triều. Nhưng mà Phong Phi Vân biết, thế giới này to lớn vô biên vô tận, còn có một số nhân tài khủng bố mà thiên tư so sánh thiên tài cấp bậc sử thi thì càng đáng sợ hơn, được xưng là thiên tài cấp truyền kỳ, thiên tài cấp thần thoại. Chỉ có điều là thần Tấn Vương Triều từ trước tới nay đều không hề xuất hiện qua cấp bậc thiên tài truyền kỳ. Có lẽ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, căn bản là không biết có chuyện về cấp bậc thiên tài truyền kỳ này. Một đời trước của Phong Phi Vân chính là một vị thiên tài cấp bậc truyền kỳ, vẻn vẹn tu luyện ngàn năm liền đạt tới vũ hóa đệ cửu trọng. Nếu như có thể thu được dương thần thánh thai, ta có lẽ có thể lấy thân thể nhân loại đột phá vào thiên tài cấp bậc truyền kỳ, thậm chí cao hơn. Nhưng mà hiện tại còn cách thiên tài cấp bậc truyền kỳ xa đến vạn dặm. Trong lòng Phong Phi Vân âm thầm suy đoán, chính mình hiện tại nếu như độ địa kiếp, phỏng đoán cũng có thể dẫn động 12 dòng nham thạch nóng chảy. Bởi vì giới hạn bẩm sinh của thể chất, đã rất khó lại đột phá đến cao hơn. Trừ phi, xông vào vô lượng tháp, có lẽ có khả năng lại lần nữa nâng cao thể chất thân thể lên một bước. Yến Tử Vũ chính là xông vào vô lượng tháp, thể chất càng tiến thêm một bước, khiến cho chính mình phá tan cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Địa kiếp tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn, làm cho rất nhiều tu sĩ trong vạn tượng tháp đều bị kinh động. Từng đạo thần thức đều quét về hướng bên này, thậm chí có người lại còn giáng xuống chân thân, đứng ở trong đám mây. Hiu, hiu, hiu. Vô số bóng người bay tới. Đối với tu sĩ bình thường đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, căn bản là không sẽ tạo thành chấn động lớn như vậy, nhưng mà đối với một anh tài nghịch thiên có khả năng dẫn động 8 dòng nham thạch nóng chảy mà nói, cái này không phải chuyện đùa. Một khi đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, là có thể vượt cảnh giới mà chiến, trở thành một vị cường giả đích thực có khả năng chống lại tu sĩ tiền bối. Dẫn động 8 dòng sông nham thạch nóng chảy lớn, đều đã là nhân vật đứng đầu anh tài nghịch thiên, có được lực lượng giết chết tu sĩ thiên mệnh đệ nhị trọng, thậm chí chống lại một số tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng. Linh giác của linh nhân bẩm sinh đương thời có 102, thiên tư lại cách thiên tài cấp bậc sử thi có lẽ chỉ một chút. Nhưng mà nói chiến lược đích thực, so với một số thiên tài cấp bậc sử thi khi địa kiếp có 9 dòng nham thạch nóng chảy đều phải mạnh hơn. Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra một cơn ớn lạnh, trên đỉnh đầu chợt lạnh toát không sao diễn tả nổi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời đêm bên ngoài màn sao còn có một điểm đen đang lao về hướng mặt đất rất nhanh. Một cỗ uy áp phô thiên cái địa kia làm cho lòng người kinh động sợ hãi không thôi. Đây là thiên bản địa kiếp, tinh hà giáng xuống. Phong Phi Vân cả kinh, kỳ thương nguyệt độ địa kiếp, không ngờ lại đưa tới một tia thiên kiếp. Đây chính là chỉ có cự kình thiên mệnh đệ cửu trọng độ thiên kiếp, mới có thể đưa tới uy lực thiên kiếp như thế. Mặc dù chỉ có một tia thiên kiếp, nhưng mà lại vẫn vô cùng dọa người. Trời sao rung động, giáng xuống thiên uy thẳng đánh tới trên mặt đất, hỏa diễm bao vây lấy tảng thiên thạch nện cho mặt đất vốn đã bị đào xới tơi tả tạo ra một cái hố thật lớn. Ầm, 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 ầm. Hiện ra một cái hố to đường kính 300 thước, bên trong hỏa diễm hừng hực, khói đen cuồn cuộn, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Mà ngay cả 8 dòng nham thạch nóng chảy trong lòng đất đều bị đánh tan, phải hoàn toàn rút đi. Thiên bản địa kiếp rất ít phát sinh, một vạn tu sĩ độ địa kiếp cũng không chắc có một người sẽ gặp phải thiên bản địa kiếp. Cái này bình thường đều có ý nghĩa thiên địa bất dung yêu nghiệt xuất thế, sẽ gặp phải sự loại trừ của trời cao. Tu sĩ có thể vượt qua thiên bản địa kiếp ít đến đáng thương, trong 1000 người mới có thể có một người đủ sức vượt qua. Nhưng mà một khi vượt qua thiên bản địa kiếp, thì thành tựu tương lai cũng không thấp, đều sẽ đón nhận khảo nghiệm thiên kiếp cũng chính là có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ cửu trọng. Xoạt, xoạt, xoạt. Tu sĩ bị kinh động chạy ra ngày càng nhiều, thiên bản địa kiếp đã thật lâu cũng không hề phát sinh, rốt cuộc là ai đang độ địa kiếp? Chẳng lẽ đã chết ở trong uy lực thiên kiếp? Một ông lão đầu đầy tóc bạc bay đến phía trên cái hố thật lớn do vẫn thạch khoét thành, trong đôi mắt đột ngột xuất ra hai tia sáng màu sắc rực rỡ. Ầm, 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 ầm.
Một cánh tay màu đen thật lớn vươn ra từ trong cái hố thật lớn do vẫn thạch khoét thành, trực tiếp túm chặt ông lão này, kéo lão đi xuống. Lão bị một bóng đen hút khô huyết dịch, sau đó ném thi thể lên trên. Ông lão này chính là một vị tôn sư cấp bậc thiên mệnh, giờ phút này cũng đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Thân thể Phong Phi Vân chấn động, hắn cũng xuất hiện đến phía trên cái hố thật lớn do vẫn thạch khoét thành, bồng bềnh đứng thẳng trong không trung, trong tay mang theo thanh cự đao, trên người vắn vẻo đường nét của một con long ảnh màu trắng. Hỏa diễm thiêu đốt trong đôi mắt, bỗng nhiên hắn bổ ra một đao. Ánh đao như cuồng long. Bàn tay vươn ra từ trong cái hố thật lớn do vẫn thạch khoét thành, trực tiếp bị đao mang chém vỡ. Phong Phi Vân khí thế như cầu vồng, thân thể biến thành một tia sáng trắng lao đi xuống. Thân còn đang giữa không trung nhưng hắn lại liên tiếp bổ ra 9 đạo đao lãng, long hoàng bốc lên 9 tầng trời, đạo nọ so với đạo kia đều dũng mãnh hơn. Đó không phải yêu ma chi tử sao, hắn trở lại vạn tượng tháp khi nào vậy? Nghe nói chuyện mấy ngày nay, những thiên tài thế hệ trẻ tuổi này thật sự là càng ngày càng đáng sợ, khiến cho tu sĩ thế hệ trước đều phải e ngại. Tà linh trong cái hố do vẫn thạch khoét này lại đã vượt qua thiên bản địa kiếp, giết tu sĩ thế hệ trước đều giống như sắt thức ăn. Yêu ma chi tử không hổ là đương thời thiên tài hàng đầu, cũng dám nhảy vào lòng đất đi đánh một trận với tà linh kia. Đây là một hồi đại chiến rung động rất lớn, vô số đao long trắng xóa lẫn hao. Có những cổ trận đen tuyền nện ra tầng tầng lớp lớp, khiến cho một mảnh xứ sở linh bảo tháp này đều bị đánh cho khắp nơi rạn nứt. Một tiếng kêu thảm vang lên. Một bóng đen uyển chuyển bay ra từ trong hố, nó phóng thẳng lên trời cao. Phong Phi Vân, hôm nay coi như mạng ngươi lớn. Chờ ta củng cố cảnh giới, tu luyện ra pháp khí bổn mạng, nhất định sẽ đến đây gặp ngươi. Yêu tà phương nào, giết tu sĩ vạn tượng tháp chúng ta lại còn muốn rời khỏi đây ư? Ba học viên chấp pháp đội cưỡi trên lưng dị điểu màu bạc cản đường, họ cầm ngân thương trong tay, chặn đường đi của Kỳ Thương Nguyệt. Phốc, phốc, phốc. Ba tên học viên chấp pháp đội này bị bóp nát, thân thể nổ tung, biến thành huyết phụ. Kỳ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân bổ trúng lưng một đao, bị long hoàng đao khí xâm lấn nên bị thương không nhẹ. Giờ phút này không muốn ở lâu liền hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, phá không bay đi. Phong Phi Vân từ trong hố do vẫn thạch khoét đuổi theo ra, Kỳ Thương Nguyệt đã bay xa, ánh mắt nheo nheo lại. Lực lượng thật đáng sợ, lại có thể nuốt chửng tu vi và huyết dịch của người khác, biến thành lực lượng của bản thân. Đây cũng là tu luyện thuật tà linh trong Mộ Phủ Tầm Bảo Lục. Mộ Phủ Tầm Bảo Lục tổng cộng chia làm 3 quyển, trong đó Linh Bảo Quyển liền nắm giữ ở trong tay Kỳ gia. Phong Phi Vân cũng tu luyện bát thuật quyển trong Mộ Phủ Tầm Bảo Lục. Vẻn vẹn chỉ là tu luyện sơ qua 8 thuật trong đại diễn thuật, cũng đã luyện ra 3 loại vô thượng thần thông chu thiên hám tiên trùy, thiên đấu linh đài, luân hồi tật tốc này. Mặc dù, đó cũng là nhờ Phong Phi Vân có được 40 đạo linh cảm giác, mới có thể phát huy ra được lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng mà cũng có thể thấy được Mộ Phủ Tầm Bảo Lục đáng sợ như thế nào. Nuốt chửng lực lượng và huyết dịch người khác, phương thức tu luyện như thế quả thực giống như là cướp đoạt. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định lọt vào cả tu tiên giới vây công. May là nàng vừa mới vượt qua địa kiếp, bị trọng thương, hơn nữa tu vi còn chưa kịp củng cố. Bằng không ta không có khả năng dễ dàng đánh bại nàng như vậy. Phong Phi Vân mơ hồ cảm giác được, một kẻ địch đáng sợ chính là đang cấp tốc trưởng thành, cuối cùng có một ngày sẽ làm cho cả thần tấn vương triều đều phải run rẩy. Nữ nhân Kỳ gia, quả nhiên không đụng vào được. Bất kể là Lệnh Đông Lai, hay là Kỳ Thương Nguyệt, hai người kia hiện tại đều khiến cho Phong Phi Vân rất đau đầu. Nếu muốn không đau đầu, nhất định phải mau chóng đột phá cảnh giới. Mà trước khi đột phá cảnh giới, Phong Phi Vân tính toán lại sấm vô lượng tháp. Mỗi khi xông qua một tầng vô lượng tháp, đều sẽ nhận được bản thân phần thưởng của vô lượng tháp, đồng thời lực lượng tăng lên. Đó chính là cảnh giới tăng lên, hoặc là thiên tư tăng lên. Hơn nữa cảnh giới càng thấp, sau khi xông qua lại được phần thưởng cũng càng lớn. Bên ngoài vô lượng tháp có vẻ tương đối yên tĩnh, chỉ có ông lão mặc đạo bào kia vẫn còn đang canh chừng. Học viên vạn tượng tháp đều đã vội vàng đi giết chết thi tà, đổi điểm tích lũy. Rất nhiều người đều là đi ra ngoài mấy tháng đều không trở lại, số người xông vào vô lượng tháp tự nhiên ít đi. Lần trước Phong Phi Vân lấy tu vi thần cơ đỉnh cao xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, tạo thành chấn động lớn lao. Ông lão mặc đạo bào kia đối với Phong Phi Vân có trí nhớ đặc biệt sâu sắc.
nhìn thấy Phong Phi Vân lại xuất hiện lần nữa bên ngoài tháp, lão mở mắt ra, mỉm cười. Phong Phi Vân, ngươi lại tới xông vào vô lượng tháp. Phong Phi Vân cười gật đầu. Vẫn chưa đột phá thiên mệnh đệ nhất trọng à. Ông lão mặc đạo bào vô phương nhìn ra tu vi của Phong Phi Vân, cho nên mới hỏi như vậy. Vẫn chưa. Phong Phi Vân đáp. Ông lão mặc đạo bào nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở. Trước khi vượt qua địa kiếp, đạt tới tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng, có lẽ không nên xông vào tầng thứ bảy. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao lại như vậy? Chưa từng có người có thể dưới thiên mệnh mà xông qua vô lượng tháp tầng thứ bảy. Coi như là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, từ xưa đến nay số người xông qua tầng thứ bảy cũng cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Ông lão mặc đạo bào rất xem trọng Phong Phi Vân, sợ hắn cậy mạnh quá đáng rồi ngã xuống ở trong vô lượng tháp thì liền rất đáng tiếc. Lão lại nói, với thiên tư của ngươi, nếu như đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, có lẽ có xông qua vô lượng tháp tầng thứ bảy thì vẫn có thể. Phong Phi Vân suy nghĩ một chút, sau đó vẫn kiên trì mà bảo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta chỉ là muốn nhanh chóng đến xem chính mình còn kém bao nhiêu mới có thể xông qua được. Nếu như thật sự xông không qua, tự nhiên sẽ lui về. Ông lão mặc đạo bào gật đầu, sau đó liền lại nhắm hai mắt, tĩnh tâm tu luyện, đạo khí trên người chìm nổi, giống như cây tùng xanh trên đỉnh núi, cực kỳ tự nhiên linh động. Phong Phi Vân cũng trực tiếp đi vào khe núi, chỉ chờ cửa tháp mở ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Không lâu lắm, đại môn vô lượng tháp liền mở ra. Một cỗ khí tức thần bí từ thuở xa xưa tuôn trào ra từ trong cửa tháp, làm cho linh hồn người ta đều bắt đầu đập dồn, giống như đi vào một cái cửa này là có thể một bước bước vào vùng đất thượng cổ cao chót vót. Vô lượng tháp, 6 tầng đầu thì Phong Phi Vân đều đã xông qua. Nên lần này đây có vẻ dễ dàng không ít, chỉ có vào lúc xông qua tầng thứ 6 thì tốn hao thời gian một canh giờ, còn mấy cửa ải khác đều là vượt qua trong nháy mắt. Một mảnh linh mang đang hiện lên trước mắt, rốt cục bước chân vào vô lượng tháp tầng thứ 7. Đây là một thế giới mênh mông vô biên vô tận, lớn đến ngay cả thần thức đều không khuếch trương hết nổi. Nơi này có cây phồn thịnh, những cây cổ thụ chọc trời cao chót vót. Ở giữa những dải núi xa xa có mọc một cây đại thụ đỏ đập, so sánh quả núi đều phải cao gấp 3. Nhìn từ rất xa lại đây, những quả núi cao mấy ngàn thước này ở trước mặt cây đại thụ đỏ đậm kia thì nhỏ thấp tựa như khe rãnh trên mặt đất. Cũng giống như mấy tầng phía trước, nơi này cũng chứa đầy tử khí. Ngoại trừ thực vật, không có bất cứ sinh vật nào còn sống. Phong Phi Vân ngẩng đầu, nhìn về hướng trên bầu trời. Chỉ thấy trên màn trời có một biển mây, giữa một biển mây trôi nổi một dãy núi thật lớn, tựa như một con hắc long khổng lồ nằm ngang trên trời cao. Tiêu Nặc Lan vì đoạt lại bổn tôn nên đã mang theo Phong Phi Vân đi tới vô lượng tháp tầng thứ 7, chính là xuất hiện ở trên dãy núi kia. Trên dãy núi đều có vài chỗ chiến địa cổ xưa, còn có một con phượng hoàng đã ngã xuống ở nơi này. Hưu! Phong Phi Vân phi thân lên, nghĩ muốn bay đến không trung trên dãy núi kia, nhưng mà mới bay đến một nửa liền bị một cỗ lực lượng không nhìn thấy ngăn cản, căn bản vô phương lại tiến thêm một bước. Cuối cùng hắn chỉ có thể lại lui trở về. Vô lượng tháp không hổ là dụng cụ thượng cổ thánh linh, nơi này cũng không biết đã che giấu những bí ẩn lớn lao như thế nào. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, bay nhanh về hướng cây đại thụ đỏ đậm kia. Hắn cũng không biết làm thế nào mới xem như xông qua tầng thứ 7. Nhưng mà nếu đã xuất hiện ở tầng thứ 7, như vậy có lẽ nhìn cẩn thận khắp nơi là được, tránh khỏi do không chú ý mà chết ở tại nơi này. Rốt cục cây đại thụ đỏ đậm cao lớn càng ngày càng gần, phỏng đoán cao trên vạn thước, thân cây to đến có thể ngăn cản tầm mắt của người. Trên bầu trời có những chiếc lá to hơn một thước đang tung bay. Nương theo một đám hỏa diễm này mà hạ xuống. Trên thân cây mọc ra hoa văn giống như lông chim, có sương mù quay vòng quanh thân, có những đám hỏa diễm sinh ra từ thân cây, lá cây. Quả nhiên là Tê Phượng Ngô Đồng, nơi này làm thế nào lại có một cây phượng hoàng thụ. Phong Phi Vân nhìn chăm chú gốc cây thật lớn đỏ đậm trước mắt này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không giải thích được. Phượng hoàng số lượng rất cực kỳ thưa thớt, tổ của nó nhất định là phải làm trên cây Tê Phượng Ngô Đồng. Nơi có Tê Phượng Ngô Đồng liền nhất định có Phượng Hoàng, cho nên Tê Phượng Ngô Đồng mới được xưng là Phượng Hoàng Thụ. Hoan nghênh đi tới vô lượng tháp tầng thứ 7, chỉ cần chiến thắng Phượng Hoàng con, coi như là xông qua được tầng thứ 7. Một âm thanh truyền vào trong óc của Phong Phi Vân.
Âm thanh này hẳn là chính là do khí linh vô lượng tháp phát ra. Vô lượng tháp mặc dù bị đánh thành hai đoạn, nhưng mà khí linh lại ở trong nửa đoạn bên này. Một tiếng phượng hót từ trên đỉnh cây Tê Phượng Ngô Đồng truyền đến, một ánh lửa lớn từ trên trời rơi xuống. Nhiệt độ hỏa diễm tựa như trong lò đồng lô, trong nháy mắt đã khiến cho mặt đất biến thành sa mạc. Một con phượng hoàng dài đến 9 thước bay ra, trên người tất cả đều là màu đỏ hỏa diễm. Trên người lông chim đủ sắc màu đẹp lộng lẫy, mỏ chim trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ giống như đao kiếm, đôi mắt tựa như hồng bảo thạch thật lớn, móng vuốt tựa như thần câu. Một cỗ uy năng phượng hoàng kia quả thực đã nện cho mặt đất chấn động đến run rẩy. Không ai hiểu rõ hơn so với Phong Phi Vân về lực lượng của phượng hoàng con. Chỉ là cường độ thân thể liền có khả năng so sánh với Phong Phi Vân sau lần hoán huyết thứ tư. Mà tu vi của nó càng là có thể so với thiên mệnh đệ nhất trọng. Thánh uy phượng hoàng mặc dù khiếp người, nhưng mà đối với Phong Phi Vân vốn có được phượng hoàng linh hồn mà nói, lại không coi là cái gì. Khó trách không ai tại thần cơ đại viên mãn xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7. Chỉ là uy áp phượng hoàng này là có thể đè cho tu sĩ dưới cấp thiên mệnh phải gục xuống. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, trên người có một cỗ phượng hoàng chi khí càng thêm hào hùng lao ra. Một con phượng hoàng hư ảnh tràn ra từ trong thân thể, hai mắt hếch lên trời, ngước nhìn chăm chú. Phượng hoàng con bay xuống từ trên Tê Phượng Ngô Đồng, lông chim toàn thân đều dựng đứng lên. Nó đã cảm nhận được một cỗ khí tức của kẻ ngồi trên cao. Thân hình vừa động, Phong Phi Vân liền đã đứng ở trên lưng phượng hoàng con, miểu quỷ ban chỉ và lôi hỏa châu đồng thời xuất ra. 6 bước vẽ cổ trong khoảnh khắc liền bay ra, ngàn vạn điện mang cũng bổ ra theo. Một tiếng phượng hót. Phượng hoàng con trực tiếp bay đi từ dưới thân Phong Phi Vân, tốc độ quả thực có thể so với luân hồi tật tốc. Chỉ thoáng chớp mắt, liền bay ra khỏi tầm công phạt của miểu quỷ ban chỉ và lôi hỏa châu. Tốc độ của phượng hoàng có thể nói đệ nhất thiên hạ. Mặc dù chỉ là phượng hoàng con, cũng không có được tu sĩ nhân loại có khả năng đem đuổi kịp và vượt. Phượng hoàng con dương cánh một cái, hai mảnh hỏa lãng liền cuốn lại đây. Hỏa diễm này cũng không phải hỏa diễm bình thường, đã có khả năng bằng được nhị muội minh hỏa, biến một quả núi cao thành biển lửa. Phong Phi Vân xòe bàn tay ra, lôi hỏa châu liền trôi nổi phía trên lòng bàn tay. Cũng có hỏa diễm phun ra từ bên trong, biến thành một mảnh hỏa vân rồi tranh chấp cùng phượng hoàng con. Xích hỏa thuật. Một tay kia của hắn điểm ra. Một đạo chỉ quang màu đỏ thẫm bay đi ra ngoài, không ngờ nó lại bắt đầu điều động tất cả hỏa diễm chi lực, làm cho toàn bộ đều cuốn trở về, công kích về hướng phượng hoàng con. Lại đùa hỏa diễm cùng ta, tiểu tử kia, lại đi tu luyện thêm mấy trăm năm đi. Dưới chân Phong Phi Vân sinh ra một mảnh linh vân, thân thể bay lên trên không, cơ hồ vị trí ngang nhau cùng phượng hoàng con, đứng ở trên trời cao giống nhau. Từ trong đôi mắt hắn lao ra 40 đạo quang điểm, ngưng tụ thành một thanh chu thiên hám tiên chùy thật lớn mà nện thẳng về phía trước. Nó đánh cho trên lưng phượng hoàng con đều xuất hiện một mảnh đẫm máu, lông chim nhuộm đỏ bầm rớt xuống. Gào thét một tiếng. Phượng hoàng con xoay người bỏ chạy. Nó đã nhìn ra Phong Phi Vân không dễ chọc, không giống với các học viên khác đến đây vượt ải. Hắn không chỉ có không sợ hãi uy áp phượng hoàng chi khí của nó, ngược lại còn muốn phản áp chế lại nó. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc mà đuổi theo. Lôi hỏa châu và miểu quỷ ban chỉ không ngừng đánh ra, mỗi một lần đều đánh cho hào quang trên người phượng hoàng con lờ mờ đi một phần. Một mực đuổi theo hơn 500 dặm, thân thể phượng hoàng con ít nhất bị oanh kích chúng 20 lần, cuối cùng thân thể bùng nổ tung, biến thành hư vô, làm rơi vãi một trận quang ngọc. Phong Phi Vân lúc này mới ngừng lại được, thu hồi lôi hỏa châu và miểu quỷ ban chỉ. Quả nhiên lại là một đạo ảo ảnh, vô lượng tháp lại có thể bắt chước xuất ra phượng hoàng hư ảnh. Phong Phi Vân vươn tay, một giọt dung dịch đỏ hồng trong suốt rơi xuống từ trên bầu trời, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Phượng hoàng huyết. Mặc dù chỉ có một giọt phượng hoàng huyết, nhưng mà năng lượng thai nghén trong đó lại vô cùng khủng bố. Trên đó có linh khí đan xen. Có những đạo hình thái rất giống khí lưu của Phượng Hoàng chảy trên bề mặt. Căn cứ suy đoán của Phong Phi Vân, đây là một giọt huyết dịch Phượng Hoàng đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Nếu như con Phượng Hoàng này còn sống, một giọt huyết dịch bay ra từ trong thân thể nó có nhiệt độ nóng bỏng và năng lượng thai nghén trong đó, có khả năng trực tiếp giết chết một vị cự kình.
nhưng mà hiện tại một giọt huyết dịch này đã làm lạnh, coi như ẩn chứa uy lực khó có thể tin nổi thì tất cả cũng ngưng tụ vào bên trong huyết dịch, lực sát thương đối với người ta là có hạn. Phượng Hoàng Tiên Huyết sau khi rơi vào lòng bàn tay của Phong Phi Vân liền nhanh chóng kết làm tinh thể, biến thành một viên tinh thể huyết hồng sắc lớn như đầu ngón tay vậy, khói linh ẩn tán, hỏa diễm trôi nổi. Không nghĩ tới xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7, lại có thể thu được một giọt Phượng Hoàng Huyết. Xem ra nơi này đã thật sự ngã xuống một con Phượng Hoàng. Trong lòng Phong Phi Vân mừng như điên, có một giọt Phượng Hoàng Huyết này, là hắn có thể bắt đầu tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân giai đoạn thứ 2 luyện cốt. Giai đoạn thứ nhất hoán huyết, 4 lần hoán huyết đều đã hoàn thành. Giai đoạn thứ 2 là tu luyện Phượng Cốt, tổng cộng phải tu luyện 1.000 khối Phượng Cốt mới xem như đạt tới bất tử Phượng Hoàng thân đại thừa, có thể sống được 9 vạn năm. Lúc trước muốn tu luyện Phượng Cốt, nhất định phải chờ tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Nhưng mà hiện tại sau khi có một giọt Phượng Hoàng huyết này, Phong Phi Vân liền có khả năng trước tiên bắt đầu luyện cốt. Mặc dù hắn vẫn vô phương tu luyện ra Phượng Cốt, nhưng mà cũng đã có khả năng rèn luyện một lần toàn bộ đầu khớp xương trong thân thể, là tiến hành chuẩn bị tu luyện Phượng Cốt. Phong Phi Vân cũng thu Phượng Hoàng huyết lại, chỉ chờ ra khỏi vô lượng tháp là lại bắt đầu rèn luyện đầu khớp xương toàn thân. Hoan nghênh tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 8. Phong Phi Vân bước vào thông đạo đi thông vô lượng tháp tầng thứ 8, tiến vào một thế giới quỷ dị. Trong thế giới này lại có sinh vật, chỉ có điều là sinh vật nơi này đều cực kỳ cường đại, tu vi thấp nhất đều là thiên mệnh đệ nhất trọng. Phong Phi Vân mới đi vào, kiên trì vẻn vẹn nửa canh giờ, cũng còn chưa đi ra khỏi một hẻm núi nhỏ, liền cảm giác được có sinh vật cấp bậc bán bộ cự kình chạy tới, vì vậy vội vàng bại lui trở về. May là trốn thoát kịp thời, nếu như bị bán bộ cự kình nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương vươn một ngón tay, là có thể coi như dí mình thành mảnh thịt vụn. Vô lượng tháp quả nhiên không phải dễ xông vào như vậy. Coi như ta đột phá đến thiên mệnh đệ nhất trọng cũng tuyệt đối xông không qua nổi tầng thứ 8. Phong Phi Vân đi ra đại môn vô lượng tháp, lại gặp được ông lão trông tháp thân mặc đạo bào kia, ông lão này dùng ánh mắt kích động nhìn chăm chú Phong Phi Vân, lão đã biết được Phong Phi Vân xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7, trong miệng không ngừng thì thầm. Không hổ là thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều, không phụ danh là thiên tài hàng đầu, yêu ma chi tử sáng tạo kỳ tích. Phong Phi Vân cười cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải có được linh hồn Phượng Hoàng, có thể có lực áp chế nhất định đối với Phượng Hoàng con, bằng không coi như Phong Phi Vân có thiên tư vô địch thì cũng vẫn không xông qua nổi vô lượng tháp tầng thứ 7. Lần này tạo thành chấn động tự nhiên cũng không nhỏ, nhưng mà trước khi những tu sĩ này chạy tới thì Phong Phi Vân liền đã nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người mất công ùa đến, chỉ là từ lão đạo trông tháp mà biết được, người xông qua tầng thứ 7 chính là yêu ma chi tử. Danh tiếng thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều càng tăng lên. Sư đệ, đã tìm được ngươi. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp thần vương tìm được Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười hỏi. Sư huynh, tìm ta có chuyện gì? Thần vương lão nhân kia muốn ta nhắn lại một câu nói cho ngươi, bảo ngươi trước không nên độ địa kiếp. Cảnh giới thần cơ, chính là một cảnh giới quan trọng nhất của tu tiên giả. Trụ cột nền móng càng đắp vững chắc càng tốt, thì trên con đường tu tiên mới có thể đi được càng xa. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp cười nói. Phong Phi Vân gật đầu, đáp. Cảnh giới thần cơ đích xác cần phải kết tinh nhiều hơn, rất nhiều tu sĩ chính là rất hay chỉ bởi vì cái trước mắt, cho nên sau khi đột phá đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng liền lại cũng không cách nào tiến thêm một bước. Ngươi có thể rõ ràng đạo lý này là tốt rồi, hiện tại ngươi mới tu luyện tại cảnh giới thần cơ nửa năm. Thông thường thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, cơ hồ đều kết tinh ở cảnh giới thần cơ 10 năm rồi mới đột phá đến thiên mệnh đệ nhất trọng. Thần vương cảm giác được ngươi thiên tư hơn người, hơn nữa cường độ thân thể cũng hơn xa người cùng cảnh giới, căn bản không cần kết tinh 10 năm. Có điều ít nhất cũng phải ngưng tụ luyện ra trong thời gian 2 năm, không ngừng đè ép và rèn luyện thần cơ. Tu luyện thần cơ tới trình độ tối cao nhất. Phong Phi Vân dẫu đã từng có tu vi vô địch thiên hạ, nhưng mà bắt đầu tu luyện từ thiên mệnh đệ nhất trọng, thì hắn căn bản không có đi qua cả quá trình linh dẫn, tiên căn, thần cơ này. Cho nên hiểu biết tại phương diện này ngược lại không bằng thần vương. Nếu thần vương bảo chính mình lại kết tinh thêm 2 năm, như vậy nhất định không có sai, đối với độ địa kiếp trong tương lai thì mức độ nguy hiểm cũng không lớn lắm. Sư phụ có gì an bài? Phong Phi Vân hỏi. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp nói. Sư phụ muốn ngươi cầm thần vương lệnh đi ngự thú tháp,
xin ngự thú tháp chủ mở, dị thú hồn cảnh, ra. Muốn ngươi đến trong dị thú hồn cảnh rèn luyện 2 năm, thuận tiện luyện hóa dị thú chiến hồn vào trong thân thể, lại vẫn còn tăng lên thực lực của mình và tư chất một lần nữa. Dị thú hồn cảnh. Phong Phi Vân hỏi. Dị thú hồn cảnh, chính là một trong số lượng không nhiều lắm mấy cái tu luyện bí cảnh đứng đầu ở Vạn Tượng Tháp. Chỉ có học viên có cống hiến đặc thù đối với Vạn Tượng Tháp, hoặc là học viên nòng cốt nhất mới có tư cách tiến vào bên trong tu luyện. Đại đệ tử tháp chủ Võ Tháp cười nói. Như vậy ta có khả năng vào trong dị thú hồn cảnh mà luyện hóa dị thú chiến hồn vào thân thể huyết dịch. Phong Phi Vân đã sớm hâm mộ đệ tử đại gia tộc như thế, có khả năng luyện hóa dị thú chiến hồn nhập vào trong thân thể, cường hóa thể chất, tăng chiến lực lên. Đại đệ tử tháp chủ Võ Tháp cười thoải mái nói. Đương nhiên có khả năng, người muốn luyện hóa bao nhiêu con dị thú chiến hồn, liền có khả năng luyện hóa bấy nhiêu dị thú chiến hồn, càng nhiều càng tốt. Đại đệ tử tháp chủ Võ Tháp thầm nghĩ, dị thú chiến hồn điên cuồng mãnh liệt như thế nào? Coi như một số nhân tài có thiên tư cực cao đều không thể luyện hóa một con dị thú chiến hồn, có thể luyện hóa hai con dị thú chiến hồn đều chính là nhân vật nghịch thiên. Còn về phần tu sĩ luyện hóa được ba con dị thú chiến hồn, bốn con dị thú chiến hồn liền càng ít. Luyện hóa dị thú chiến hồn khó khăn, muốn luyện hóa dị thú chiến hồn cường đại lại càng khó. Sư đệ, ta biết ngươi thiên tư độc nhất vô nhị, nhưng mà cũng còn chưa có luyện nhập dị thú chiến hồn nào vào trong thân thể. Dị thú chiến hồn tốt ở chỗ cường đại, mà không phải về số lượng. Đại đệ tử tháp chủ Võ Tháp lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Phong Phi Vân tự nhiên cũng hiểu rõ ràng đạo lý này. Phong Phi Vân bế quan một tháng trong Võ Tháp, luyện hóa một giọt huyết dịch phượng hoàng kia vào trong thân thể, toàn thân xương cốt đều được rèn luyện. Các đầu khớp xương trắng mọc ra từng đạo sợi tơ màu đỏ, tựa như kinh mạch trong huyết thịt, nhưng mà tính dai kia lại căn bản không phải kinh mạch có khả năng bằng được. Phong Phi Vân hiện tại thân thể đã ưu việt, cho dù có người có thể dùng thần binh chém làm tổn thương huyết nhục của hắn, thì cũng tuyệt đối vô phương gây tổn thương đầu khớp xương hắn. Coi như là đứng trên mặt đất, để cho tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng tu sĩ khác nện ầm ầm thì cũng không có khả năng gây tổn thương đến mảy may xương cốt của hắn. Trên da lưu động một mảnh ánh lửa lấp lánh, phủ kín một tầng linh mang nhàn nhạt, thể chất lại vẫn còn tăng lên một bước nữa. Nếu như hiện tại độ địa kiếp, chỉ sợ sẽ đưa tới 13 dòng nham thạch nóng chảy. Hai tỷ muội quý gia kia không phải đang tu luyện tại ngự thú tháp, từ sau khi đi tới Vạn Tượng Tháp vẫn còn chưa từng gặp qua bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại đạt tới tu vi như thế nào. Phong Phi Vân cũng không vội đi chém giết thi tà, tranh đoạt xếp hạng bách tháp bảng. Dù sao lệnh Đông Lai đang rình ở bên ngoài, trước khi đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, một khi đi ra khỏi Vạn Tượng Tháp, liền nhất định gặp mặt bộ đôi lệnh Đông Lai và Kỳ Thương Nguyệt. Hai kẻ này chính là nhân vật làm đau đầu nhất. Phong Phi Vân chạy về hướng đến ngự thú tháp. Ngự thú tháp ở chính giữa Vạn Tượng Tháp, bên cạnh phía tây dãy núi Thiên Kỳ. Chính là một tòa tháp có diện tích rộng nhất trong bách tháp thánh địa. Một vùng 1.300 dặm, đều là xứ sở ngự thú tháp. Trong xứ sở này sinh sống vô số dị thú và dị cầm, có loài thạch tượng mọc 6 chân, có những con dị thú rất lớn cao hơn 20 thước, còn có loại chim tước sẻ, mọc 4 cánh, còn có con ngốc thú kên kên, mọc 3 đầu. Phong Phi Vân và Vương Mãnh cứ đi một mạch. Trên đường thấy vô số khí tức của các loại sinh vật kỳ dị cổ quái. Nghe được rất nhiều những điều chưa từng nghe, nhìn thấy những điều chưa hề thấy. Đối với Vương Mãnh mà nói tự nhiên là mới lạ không thôi, nhưng mà đối với Phong Phi Vân mà nói cũng đã lấy làm bình thường. Sư thúc, ngươi nhìn đó là một con thao thiết tu vi 200 năm. Qua, bên này có con kim sư tu vi 500 năm, hình thể quả thực tựa như một quả núi nhỏ. Sư thúc. Trên người những dị thú này và dị cầm này, vì sao đều có treo một cái bạch linh chuông trắng? Vương Mãnh đi theo phía sau Phong Phi Vân, trên vai vác một cây phương thiên hỏa kích to bắn miệng bát. Là tháp chủ Võ Tháp gọi hắn đến, sai bảo hắn đi theo Phong Phi Vân cùng đến dị thú hồn cảnh tu luyện. Không có gì ngạc nhiên, số lượng dị thú ở ngự thú tháp gần bằng ngự thú trai của thánh địa Phật Môn. Những chiếc bạch linh này giống như là thêm vào lệnh triệu tập trên người bọn chúng. Một khi có người lắc lư chủ linh, thì những con dị thú đang bôn ba chạy nhảy giữa dãy đồi núi liền đều phải chịu người đó quản lý. Phong Phi Vân chân đạp mây mù, bước đi khoan thai nhẹ nhàng nhưng mà tốc độ lại cực kỳ nhanh. Vương Mãnh chỉ có thể bước dài hấp tấp chạy ở phía sau mới có thể gượng gạo đuổi kịp và vượt. Không lâu lắm,
liền đã có thể thấy ngự thú tháp cao ngất trong mây. Chung quanh thân tháp có linh hạc bay lượn vòng, xương trắng lảng bảng, có một loại cảm giác đất lành thần tiên. Một người nữ nhân linh hoạt mặc áo trắng, bay ra từ cửa sổ trên tháp ở giữa không trung, cứ như thế cưỡi lên trên người một con linh hạc trắng tinh mà lao xuống phía dưới. Học viên của một tòa thần tháp thánh địa nào đây, chẳng lẽ không biết rằng nếu không phải học viên của ngự thú tháp thì không thể đi vào phiến xứ sở này à? Phong Phi Vân ngừng bước chân lại, tác phong nhanh nhẹn, ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng. Phong Phi Vân, lại là ngươi. Nữ nhân áo trắng này lại chính là Quý Tâm Nô. Thời gian đã gần một năm không hề nhìn thấy nàng, vốn là cô nương hái thuốc ở trấn nhỏ, thay bộ nho bào màu trắng đúng là linh hoạt kỳ ảo vượt khỏi đời thường, có một loại khí chất gần như là thanh nhã thánh khiết. Con gái đến 18 tuổi sẽ thay đổi, quả là không sai chút nào. Quý Tâm Nô dáng người cao rong ròng, áo quần trắng tinh, cầm trong tay một cái bạch linh chuông trắng. Nàng tao nhã lướt xuống từ trên lưng linh hạc, tựa như bông tuyết bay trốn quan ải. Quý cô nương, đã lâu không gặp. Phong Phi Vân rất có thiện cảm đối với quý gia tỷ tỷ này. Mặc dù nàng không phải nhân loại, nhưng mà so với rất nhiều người cũng có nhân tính, cũng có tình yêu, lại rất lương thiện. Quý Tâm Nô có hơi ân cần hỏi. Bát thuật quyển của ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi? Mới nhập môn một thuật trong đó. Phong Phi Vân và nàng có ước định, chiếm được bát thuật quyển thì hắn sẽ giúp nàng làm một chuyện, về phần là chuyện gì, chờ hắn tu luyện tới cảnh giới thượng khuy thiên, hạ khuy địa trên thấy trời, dưới ngó đất thì mới có thể nói cho hắn. Phong Phi Vân thông minh như thế nào? Mặc dù nàng cũng không nói gì, nhưng mà cũng đoán được chuyện này nếu không phải có liên quan đến một vị đại nhân vật nào đó của dương giới, thì chính là có liên quan tới Kỷ gia. Phong Phi Vân mặc dù có tính lưu manh khá nặng, cũng không xem như người tốt. Nhưng mà loại chuẩn tắc nói là làm, thì vẫn có thể làm được. Quý Tâm Nô gật đầu, nàng cũng biết bát thuật quyển cực kỳ khó tu luyện, có thể nhập môn đã rất khá rồi. Trầm tư chỉ chốc lát, lúc này nàng mới lại hỏi. Phong Phi Vân, người hôm nay đến ngự thú tháp chính là muốn tìm ta nói chuyện cũ. Vương Mãnh muốn nói gì đó, nhưng mà lại bị Phong Phi Vân một cước đạp bay trở về. Hắn cười nói, quý cô nương nói không sai, ta đích thật là tới tìm ngươi nói chuyện cũ, nhiều ngày không gặp nên rất là nhớ mong a. Chà, đúng rồi, tại sao không thấy muội muội Quý Tiểu Nô của ngươi? Quý Tâm Nô vẻ mặt cao nhã thanh khiết, sóng vai mà đi với Phong Phi Vân, trên người mang theo một mùi vị hương thơm hoa lan, nàng nói. Làm sao nó có thể nhàn được, đã sớm đi tranh đoạt xếp hạng bách tháp bảng với Tiểu Bạch Quy. Nó đã đi ra ngoài nửa năm, đến nay vẫn chưa về. Quý Tâm Nô nhăn chán, có hơi lo lắng. Dù sao bách tháp bảng cạnh tranh hung hiểm, nàng rất sợ hãi muội muội của mình bị hại. Phong Phi Vân thì lại là cũng không lo lắng chút xíu. Có một lão vương bát Mao Ô Quy đã sống mấy ngàn năm ở chung một chỗ với nàng, kẻ không may nhất định là người khác. Hai người coi như là kết giao tình cảm thâm hậu, hàn huyên với nhau không ít. Phong Phi Vân cũng biết tình trạng gần đây của nàng. Thì ra nàng bái vào làm môn hạ cho một vị thái thượng tôn sư của ngự thú tháp, địa vị khá cao. Hơn nữa nàng chính là dị hình dị, cùng với dị thú có năng lực bắt chuyện cực mạnh, đã có được quyền lực quản lý 3 vạn con dị thú. Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô là hai tính cách hoàn toàn không giống nhau. Quý Tâm Nô thích im lặng, đi theo đại đạo, nghe thấy tự nhiên, tâm tình trong sáng, hiện nay là càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo làm cho người ta một loại cảm giác như bồng bềnh ở ngoài thiên địa. Ta có một việc, một mực nghĩ muốn hỏi quý cô nương, về dương thần thánh thai. Tà nhãn của Phong Phi Vân có hơi liếc xéo sang một cái, không lưu dấu vết mà hỏi. Đuôi hồ ly của hắn rốt cục lộ ra, đây mới là mục đích thật sự của hắn. Nghe được 4 chữ dương thần thánh thai này, gương mặt trắng nuột của Quý Tâm Nô lập tức có hơi đỏ lên, trong mắt nhung lóe lên một tia bối rối, rồi nói. Ta không biết rõ ngươi nói có ý tứ gì. Trong lòng Phong Phi Vân cười thầm, nếu không phải bởi vì dương thần thánh thai, Kỷ gia và dương giới sẽ phái người đến bắt 2 tỷ muội các ngươi làm chi? Muốn giấu giếm ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ lấy dương thần thánh thai từ trong tay các ngươi. Dương thần thánh thai là loại thần bảo hiếm có trên đời. Phong Phi Vân bất kể phải trả giá đến đâu thì đều phải đoạt cho bằng được. Đây tuyệt đối là một thứ độc nhất vô nhị đương thời, so sánh với các báu vật khác gì đó thì nó có giá trị đều phải cao hơn. Tâm Nô, người kia là ai a? Làm thế nào mà ngươi lại đi cùng một chỗ cùng hắn?
Một nam nhân có vóc người coi như khôi ngô tuấn tú, sắc mặt có hơi khó chịu đang lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Trong mắt mang theo một vẻ khinh thường và thù địch. Quý Tâm Nô vội vàng bước ra vài bước, nghênh đón, khom người vái một cái rồi nói. Lục Vân Sư Thúc, đây là một người bạn tốt của ta, cũng là học viên Vạn Tượng Tháp, có ý tới thăm ta. Bạn tốt, làm thế nào ta chưa từng có nghe nói qua ngươi có bằng hữu tại Vạn Tượng Tháp? Lục Vân chắp hai tay sau lưng, trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân mà hỏi. Chẳng lẽ không biết đạo lý nhìn thấy trưởng bối là phải hành lễ sao? Rốt cuộc ngươi có quy củ hay không? Ánh mắt của Lục Vân nhìn Quý Tâm Nô hoàn toàn không giống, đó là một loại trắng trợn muốn chiếm giữ. Chỉ cần là người có con mắt quan sát thì đều nhìn ra được. Nữ nhân giống như Quý Tâm Nô vậy, bất cứ nam nhân nào đều muốn chiếm giữ nàng. Nhưng mà có được hay không thì phải nhìn vào thực lực. Phong Phi Vân cảm giác có hơi buồn cười, hắn khịt mũi, cười nói. Tại Vạn Tượng Tháp, người khiến cho ta phải hành lễ với họ thật đúng là không có mấy người. Ngươi, Lục Vân gắt gao siết chặt quyền, mà nói. Tâm Nô, bằng hữu này của ngươi rất không có giáo dục. Cái tên kia, cũng dám nói chuyện như thế cùng sư thúc của ta, có tin lão tử nện một quyền đập nát đầu ngươi hay không? Vương Mãnh huy động cánh tay to như thùng nước, quyền nắm lại làm các khớp xương phát ra âm thanh rốp rốp. Vương Mãnh chính là một người cao lớn không ít, áng chừng 2 thước rưỡi. Hắn trực tiếp đứng ở trước mặt Lục Vân, quả thực giống như là lão ưng nhìn chằm chằm con gà con. Quý Tâm Nô hiểu rõ tu vi của Lục Vân, dù sao cũng là sư thúc cấp bậc thái thượng tôn sư. Nàng sợ Phong Phi Vân và Vương Mãnh bị hắn gây tổn thương, vội vàng khuyên nhủ. Lục sư thúc chớ trách, bằng hữu của ta chỉ là chỉ đùa một chút với ngươi. Bọn họ mới vào Vạn Tượng Tháp 1 năm thôi, nào dám đối địch với sư thúc ngươi. Ngự thú tháp bị ngăn cách khá chặt chẽ với bên ngoài, rất nhiều tin tức cũng không có truyền tới nơi này. Nếu như Quý Tâm Nô biết tu vi hiện tại của Phong Phi Vân, chỉ sợ nàng nên lo lắng chính là cho Lục Vân. Hừ, hôm nay nể mặt Tâm Nô, ta tạm bỏ qua cho hai người các ngươi. Sắc mặt Lục Vân trở nên êm dịu không ít, lại nói. Tâm Nô, tối nay đến tầng thứ 11 tầng ngự thú tháp, sư thúc truyền cho ngươi một chiêu ngự. Thú đạo pháp, hắc hắc. Lục Vân trên mặt mang theo vài phần nụ cười kín đáo, nhưng rồi lại là lạnh lùng trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân và Vương Mãnh, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Chết tiệt, báu vật chó gì? Sư thúc, nếu không phải ngươi ngăn ta, ta khẳng định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Vương Mãnh thấy sắc mặt kia của Lục Vân, thì cũng tức đến đấm vào không khí một cái. Trong mắt Quý Tâm Nô cũng mang theo vài phần cảm giác lạnh buốt, trong mắt Nhung, đồng tử đều biến thành màu lam, nàng nói. Các ngươi có lẽ không nên trêu chọc vào hắn. Phụ thân Lục Vân chính là một vị phó tháp chủ ngự thú tháp, hơn nữa tu vi của bản thân cũng khá cường đại, đã đạt tới cảnh giới thiên mệnh. Phong Phi Vân cũng nhìn ra Quý Tâm Nô bất mãn đối với Lục Vân. Nàng chính là dị hình dị, chứ tịnh không phải nhân loại. Mặc dù tâm địa lương thiện, nhưng nếu mà bức nàng đến mức quá khẩn cấp, thì nàng cũng sẽ đành giết người đoạt mệnh. Tối nay, ta đi cùng ngươi. Phong Phi Vân trầm tư chỉ chốc lát rồi nói. Hắn sẽ giết ngươi. Quý Tâm Nô muốn cự tuyệt ý tốt của Phong Phi Vân, nhưng mà lại phát hiện Phong Phi Vân đã trực tiếp đi vào ngự thú tháp. Cảnh đêm giáng xuống, chung quanh ngự thú tháp vẫn có thể nghe được dị thú chu lên âm thanh. Đến khi Phong Phi Vân cùng đi Quý Tâm Nô đồng thời xuất hiện ở tầng thứ 11, Lục Vân lập tức giận dữ. Hắn trực tiếp vô án đứng lên. Tâm Nô, ta chỉ muốn một mình ngươi đến. Làm thế nào ngươi cũng mang đến tiểu tử này. Phong Phi Vân bước ra một bước, hắn nói. Nàng dẫn ta tới, tự nhiên là để giết ngươi. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không ngâm nước tiểu mà đi soi chính mình có bộ dáng gì nữa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lục Vân tức đến đỉnh đầu đều bắt đầu bốc khói, trực tiếp liền tấn công về hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trực tiếp nghênh đón, tốc độ nhanh đến đã không còn thấy bóng dáng. Một ánh đao từ trong tay bay ra, bóng dáng bạch long xuyên qua không gian, trực tiếp cắt đứt đầu Lục Vân rơi xuống. Bịch một tiếng, nó rơi trên mặt đất. Phong Phi Vân một cước đá bay thân thể của hắn đi ra ngoài. Tất cả điều này đều phát sinh trong lúc nhanh như chớp giật, Phong Phi Vân liền lại đã đứng trở về chỗ cũ, trên người vẫn không nhiễm một hạt bụi. Ầm. Một cỗ khí tức khổng lồ vô biên vô tận từ trên trời giáng xuống. Mang theo uy phong lôi đình,
làm cho người ta vô cùng vô tận cảm giác bị đè nén. Trong khoảnh khắc, liền có một ông lão uy nghiêm xuất hiện ở trong tầng thứ 11 tầng. Đôi mắt già nua của lão phát lạnh, nhìn chăm chú thi thể không đầu của Lục Vân trên mặt đất, lại nhìn về phía Phong Phi Vân. Cũng dám giết con ta. Lửa giận trên người ông lão này so sánh Lục Vân thì cường thịnh hơn, quả thực tức thì phải nhanh chóng bao phủ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng nổi bật ở nơi này, vui vẻ không sợ sệt lấy ra thần vương lệnh. Hắn nắm ở trong tay, vươn tay ra, lệnh bài cơ hồ dí sát đến trên mặt lão già kia. Thần vương lệnh. Lão già này trong lòng kinh động sợ hãi, tựa như quả bóng cao su bị xì hơi. Bịch, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Bái kiến thần vương. Ông lão này không dám nửa phần lỗ mãng, cung kính quỳ gối trước mặt Phong Phi Vân, thấy thần vương lệnh như thấy thần vương. Thần vương lệnh vô phương làm giả, đương thời chỉ có một khối như vậy. Phong Phi Vân thu lại thần vương lệnh rồi nói. Phó tháp chủ, con của ngươi đáng chết, ta giết hắn chính là thay trời hành đạo. Hắn tự nhiên là đáng chết, Phong công tử, giết được là tốt. Ông lão này đã đoán ra thân phận của Phong Phi Vân. Người có thể cầm thần vương lệnh trong tay, trừ thần vương ra thì cũng chỉ có là yêu ma chi tử. Ngươi không có cầu oán hận. Phong Phi Vân hỏi, nghịch tử kia gieo gió gặt bão, bị chết làm hả hê lòng người, ta làm sao có câu oán hận. Ông lão đều đã tu luyện hơn 200 năm tại Vạn Tượng Tháp. Thần vương là cỡ nhân vật ra sao thì so với ai khác lão đều rõ ràng hơn. Đắc tội với truyền nhân của thần vương, như vậy cách cái chết cũng không xa. Nếu như thần vương muốn giết lão, coi như cách mấy ngàn dặm đều có thể một kích diệt bỏ lão. Nếu muốn giữ được mạng sống, phải nén giận. Mướng vị tôn sư của ngự thú tháp đều bị kinh động, mà ngay cả thái thượng tôn sư đều có mấy vị đi đến đây. Nhưng ông lão này nhìn qua một chút thi thể của Lục Vân trên mặt đất, lại nhìn một chút phó điện chủ quỳ ở trên mặt đất, đều là hai mặt nhìn nhau. Mà ngay cả tháp chủ ngự thú tháp đều bị kinh động, lấy phân thân giáng xuống. Ngàn vạn ánh hào quang bay đi vào, thân thể hư ảnh ngưng tụ thành một hình người xinh đẹp. Tháp chủ ngự thú tháp giáng xuống, đó là một người nữ nhân mặc áo đỏ. Dung mạo tuyệt vời, uy nghiêm khiếp người. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng đã làm kinh động sợ hãi mọi người có mặt ở đây. Tất cả tu sĩ đều quỳ ở trên mặt đất, mà ngay cả phó điện chủ, nhân vật cấp bậc thái thượng tôn sư cũng không ngoại lệ. Phong Phi Vân đứng ở vị trí chính giữa, đứng thẳng lưng. Mặc dù là tháp chủ ngự thú tháp có được tu vi bán bộ cự kình thì cũng không thể đè được hắn quỳ xuống đất. Hắn nói đúng mức thỏa đáng. Phong Phi Vân phụng lệnh của thần vương tiến vào dị thú hồn cảnh tu luyện. Tháp chủ ngự thú tháp thản nhiên hỏi. Ngươi chính là yêu ma chi tử xưa nay chưa từng thấy. Tên tuổi của Phong Phi Vân đã sớm truyền khắp tu tiên giới, mà ngay cả nhân vật tuyệt đỉnh thế hệ trước, dân chúng bình dân thế giới phàm tục cũng biết có một người như thế. Thần tấn vương triều có hơn 1.000 ức dân cư, hơn 1.000 ức người này cơ hồ cũng biết danh hiệu yêu ma chi tử. Đúng là tiểu tử. Phong Phi Vân đáp. Tháp chủ ngự thú tháp gật đầu, rồi nói. Ta đã nhận được thông báo của thần vương lệnh ta cũng đã xem. Tâm nô, ngươi mang hai người bọn họ đi dị thú hồn cảnh. Quý tâm nô có hơi liếc mắt nhìn Phong Phi Vân, trong mắt hiện ra một vẻ tán thưởng khen ngợi. Hỗn khất nhi trước đây chỉ có thể trốn ở trong kho củi, hiện nay đã lại trở thành yêu ma chi tử mà thiên hạ đều biết tiếng. Phong Phi Vân và Vương Mãnh cùng với quý tâm nô đi về hướng tầng trên của ngự thú tháp. Không lâu lắm liền đi tới tầng thứ 66, nơi này có hai vị bà lão bảo vệ. Muốn tiến vào bên trong cần tổng cộng hai chiếc chìa khóa, chia ra nắm giữ ở trong tay hai người bọn họ. Hai bà lão này ngồi xếp bằng giữa không trung, thân thể tựa như biến thành hai khối cổ thạch, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đã ngồi xếp bằng ở chỗ này bao nhiêu năm. Đến lúc ba người Phong Phi Vân đi tới phía trước đại môn, hai bà lão cơ hồ mở mắt trong cùng một lúc. Ánh mắt mênh mông như bầu trời sao, mang theo một cỗ thần uy khiếp người, làm cho lòng người sinh khiếp đảm. Còn những kẻ nhát gan sẽ trực tiếp bị ánh mắt của bọn họ hù dọa đến vỡ mật. Quý tâm nô tiến lên giao thiệp một lúc với hai bà lão. Hai bà lão này mới thu hồi ánh mắt, nhưng mà lại đều mang theo một vẻ khác thường mà nhìn Phong Phi Vân. Trong ánh mắt đó có bừng tỉnh, khen ngợi, chờ mong. Vào đi thôi. Hai vị bà lão vẫn không nhúc nhích như trước. Trong mắt đều tự phóng ra một đạo ánh vàng rực rỡ bao vây lấy một cái chìa khóa, nó mở ra đại môn đến đi thông dị thú hồn cảnh.
Quý Tâm Nô nói. Phong Phi Vân, ngươi cần phải bế quan 2 năm trong dị thú hồn cảnh. Cứ mỗi nửa tháng ta sẽ đưa thức ăn một lần đến cho ngươi. Cảm ơn, quý cô nương. Phong Phi Vân cười nói. Ta đây đúng là lúc thân thể đang cần cao hơn, tốt nhất có thịt kỳ ngưu, càng nhiều càng tốt. Ta thích ăn cả cái chân con kỳ ngưu. Vương Mãnh cười to mà bảo. Phong Phi Vân đã đi trước một bước tiến vào trong đại môn. Sau khi tiến vào trong đó giống như là vượt qua một màn nước, tiến vào một không gian hoàn toàn độc lập. Dị thú hồn cảnh. Hắn đứng ở trên một khối đá vuông vức mỗi chiều 3 trượng, trước mắt là hoàn toàn đen kịt, chỉ có thể mơ hồ thấy, có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau đang trôi nổi ở trong không khí. Có tảng chỉ lớn như nắm tay, có tảng so với vài quả núi vẫn còn lớn hơn. Nơi này lạnh như băng mà cô quạnh, giống như là vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn. Mà sự thực bố cục nơi này cùng vũ trụ cực kỳ tương tự, chỉ là bị thu nhỏ vô số lần. Đây là một tòa bí cảnh cấp thấp tồn tại trong kẽ hở không gian. Mà ngự thú tháp chính là đầu mối then chốt nối liền nguyên thế giới và dị thú hồn cảnh. Không nghĩ tới tại thần tấn vương triều cũng xuất hiện bậc đại hiền như thế, lại có thể đả thông bí cảnh thông đạo. Phong Phi Vân kiến thức rộng rãi. Đừng nói là bí cảnh cấp thấp, coi như là bí cảnh trung cấp, bí cảnh cao cấp, tiểu thiên thế giới, đại thiên vị diện. Thì hắn đều đã tùng đi qua không ít nơi. Loại thế giới tồn tại trong không gian kẽ hở là quá nhiều, căn bản vô phương làm công tác thống kê. Bí cảnh cấp thấp này là một trong số đó. Bí cảnh, tựa như một cái bọt khí nhỏ trong biển khơi, chỉ cần người có đủ tu vi hoặc là mượn dụng cụ đặc thù nào đó là có thể mở ra vách bọt khí, tiến vào trong không gian bọt khí. Dị thú hồn cảnh, liền tương đương với một mảnh đại lục ở trong không gian của một cái bọt khí. Mặc dù cái này chỉ là một bí cảnh cấp thấp, nhưng mà nó vẫn rộng lớn vô biên vô hạn, có xứ sở trên vạn dặm, những tảng đá trôi nổi bên trong thật sự quá nhiều, tính ra có đến ngàn vạn cái, tựa như một tiểu vũ trụ. Ở trong bí cảnh đều không có thành hình mặt đất và bầu trời, mà rơi vào trạng thái không ổn định, lúc nào cũng đều có thể sụp đổ, căn bản không thích hợp cho nhân loại ở lại. Nó chỉ có thể dùng để lưu đày tù phạm, trang bị làm nơi tu luyện, thành lập thị trường ngầm không thể lộ ra, v.v. Chỉ có tiểu thiên thế giới và đại thiên vị diện mới thành hình, thì có được bầu trời và mặt đất, ánh mặt trời và đại dương, có thể có sinh mệnh đặc thù do chính mình sinh ra. Thân thể Phong Phi Vân vừa động, liền xuất hiện ở trên một tảng vẫn thạch thật lớn trôi nổi cách đó xa hơn 10 dặm. Một khối vẫn thạch trôi nổi cao gần vạn trượng, dài đến 50 dặm, có thể so với một dãy núi nhỏ. Không có linh khí, không có phép tắc của đạo để ngăn cách khí tức. Trong miệng Phong Phi Vân đang tự nói một mình. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu, hằng hà gột rửa một mảnh mây mù từ chân trời lao nhanh mà đến. Hào quang vạn đạo, dị thú chu lên, phô bày ra một cảnh tượng hào hùng của thời thái cổ hồng hoang. Có trên vạn con dị thú chiến hồn đang vút ngang trời, biến thành một nước lũ được tạo thành từ dị thú, cực kỳ rung động lòng người. Trông rất giống như trong khoảng không vũ trụ, khi mà hai dải thiên hà đâm vào nhau. Dẫn đầu chính là một con tù ngưu cao 300 thước, so sánh với thú chiến kỳ ngưu thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trên người nó phát tán ra ngoài một cỗ lực lượng kia làm cho tất cả đá tảng trôi nổi chung quanh đều đua nhau vỡ nát, biến thành phấn vụn. Linh thú hồn ngàn năm. Trong lòng Phong Phi Vân cả kinh, hắn nhìn chăm chú con tù ngưu kia đang lao ở phía trước nhất vạn thú. Rồi hắn vội vàng che giấu khí tức trên người, bay đến phía sau tảng đá mà ẩn giấu đi. Dị thú tu vi 600 năm, chiến lực có thể so với thần cơ đại viên mãn đứng đầu. Dị thú tu vi 700 năm, chiến lực có thể so với thiên mệnh đệ nhất trọng, thiên mệnh đệ nhị trọng. Dị thú tu vi 800 năm, chiến lực có thể so với thiên mệnh đệ tam trọng, thiên mệnh đệ tứ trọng. Dị thú tu vi 900 năm, chiến lực có thể so với thiên mệnh đệ ngũ trọng, thiên mệnh đệ lục trọng. Tu vi ngàn năm, liền được xưng là linh thú, chiến lực có thể so với cự kình. Đương nhiên, đây đều là chỉ những con dị thú bình thường. Nếu như một số dị thú có được thái cổ thánh thú huyết mạch, như vậy chiến lực phải tính toán khác đi. Đương nhiên ở nơi này huyết nhục thân thể của dị thú đều đã bị hủy diệt, còn lại vẻn vẹn chỉ là dị thú chiến hồn, lực lượng so sánh với dị thú đích thực thì yếu hơn đến 1/3. Một dòng nước lũ dị thú chiến hồn này liền nhanh chóng bay đi, biến mất ở trong không gian đen ngòm của bí cảnh loạn thạch. Phong Phi Vân lúc này mới bay ra từ phía sau tảng đá lớn,
rung động trong lòng vẫn cực kỳ lớn. Khó trách ngự thú tháp lại cấm chỉ người ngoài đột nhập vào bên trong, chỉ là một tòa dị thú hồn cảnh thì giá trị liền không phải chuyện đùa. Không ngờ có được nhiều dị thú chiến hồn như vậy, nhưng lại còn có cả linh thú chiến hồn. Nếu như là bị người đoạt đi, tổn thất nặng nề a. Vạn tượng tháp không hổ là thánh địa đệ nhất thiên hạ, nội tình thật sự thâm hậu, căn bản không phải thế lực tu tiên khác có khả năng bằng được. Với tu vi hiện tại của ta, gặp phải dị thú chiến hồn tu vi 800 năm có lẽ còn có thể chạy thoát. Nhưng mà gặp phải dị thú chiến hồn tu vi 900 năm, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dị thú hồn cảnh mặc dù là một chỗ thánh địa tu luyện, nhưng mà lại bất kỳ lúc nào cũng đều có thể mất mạng ở chỗ này. Trong lòng Phong Phi Vân suy tính như thế. Ầm. Đột nhiên, tảng đá dưới chân bắt đầu di động, một dòng khí lạnh từ phía đông lan tràn đến đây. Khí lạnh đi qua nơi nào, trên bề mặt tảng đá liền đóng lại một tầng băng tinh thật dày. Ngao! Một con dị thú chiến hồn dài 5 thước bay ra từ trong một cái hang động trên tảng đá. Đây là một con băng vân thử tu vi 500 năm, trên người bao phủ một tầng ánh sáng lạnh lạnh màu lam. Nó há ngoác cái miệng, lộ ra một loạt hàm răng sắc bén. Phong Phi Vân một cước đạp trên tảng đá, nện vỡ lớp băng tinh trên bề mặt tảng đá. Vô số tảng băng lạnh giá như lưỡi dao sắc bén bay ngược trở về, đánh lên băng vân thử chiến hồn. Dầm! Chiến hồn thật lớn trực tiếp bị chấn nát, biến thành một từng đợt khói rồi mất đi trong bí cảnh. Vạn tượng tháp tích lũy trên vạn năm, dị thú chiến hồn trong dị thú hồn cảnh quá nhiều. Coi như một ngày chỉ thả một con dị thú chiến hồn vào trong chỗ này, thì đến hiện tại ít nhất cũng là có mấy trăm vạn con dị thú chiến hồn ở đây. Chết một con dị thú chiến hồn, căn bản là không coi là cái gì. Những đại gia tộc cũng có chỗ để nhốt dị thú chiến hồn, nhưng mà số lượng còn kém rất xa Vô Phương so sánh với vạn tượng tháp. Dù sao bọn họ không có bí cảnh khổng lồ vô biên vô tận để lưu đầy dị thú chiến hồn. Nếu có thể cầm giữ khoảng 1.000 con dị thú chiến hồn cũng rất không tồi rồi. Ầm. Tảng đá dài mấy chục dặm này bắt đầu chấn động mãnh liệt. Khí lạnh hết đạo nọ tiếp đến đạo kia thổi tới, có trên trăm con dị thú chiến hồn bay ra từ trong hang động. Đều là băng vân thử, một mảnh linh mang tràn ngập trong không gian. Toàn bộ bọn chúng đều mang theo định ý nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Cả tảng đá đều đã bị một lớp băng tinh thật dày bao phủ, biến thành một tòa băng thạch thật lớn. Mẹ ơi, chọc phải hang ổ lão thử rồi. Phong Phi Vân vội vàng triển khai luân hồi tật tốc, bay đi từ trên tảng đá, hóa thành một luồng sáng trắng lóa rồi nhảy tới trên một tảng đá khác trôi nổi ở ngoài vài trăm thước. Thân hình lại mờ đi, hắn lại đã đến trên một tảng đá khác trôi nổi ở ngoài ngàn thước. Trên trăm con băng vân thử đều điên cuồng đuổi theo, tựa như một cơn sóng đỏ. Bí cảnh đen ngòm mà lại lạnh như băng, bên trong trôi nổi những tảng đá lớn tựa như các vì sao trong vũ trụ, căn bản không rõ số lượng. Tốc độ của Phong Phi Vân, há là những con băng vân thử này có khả năng đuổi kịp và vượt. Chả mấy chốc hắn liền bay đến một xứ sở khác, nơi này những tảng đá trôi nổi lại càng to lớn hơn, có tảng quả thực đường kính đạt tới trên trăm dặm. Tựa như những tảng thiên thạch trôi nổi trong khoảng không vũ trụ. Một cỗ khí tức nguy hiểm, từ phía sau tảng đá trôi nổi kia truyền đến, một cái đầu huyết hồng sắc nhô lên, hình dáng rất giống một con sư tử. Chỉ có điều là cái đầu đã cao đến 10 thước, một đôi mắt màu vàng tựa như hai ngọn đèn lồng trong đêm tối, rất là khiếp người. Tiếng kêu của nó đặc biệt to, tựa như thiên lôi giáng xuống. Tức thì làm ngoài 10 dặm một tảng đá lớn to đến vạn khoảnh đều bị vỡ vụn, khoảnh là diện tích rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hecta. Phong Phi Vân bị chấn khí khi nó rít lên thổi đến phải rút lui, bay đi ra ngoài. Khí tức thật cường đại, chẳng lẽ là một con dị thú chiến hồn tu vi 800 năm? Không, có lẽ nó còn kém dị thú chiến hồn tu vi 800 năm một chút. Ầm ầm ầm. Một nửa thân thể của con dị thú chiến hồn này đều xuất hiện ra, đầy người đều là ánh vàng rực rỡ. Một vùng mấy chục dặm đều biến thành đại dương màu vàng. Dưới cái đầu sư tử lại là cái cổ như long lân. Từ cổ trở xuống đều lớp đại lân phiến bao trùm như mái ngói, thân thể cực lớn, vừa giống như rồng, vừa giống như sư tử. Mới là một con dị thú chiến hồn tu luyện 700 năm, tại sao lại đáng sợ như thế? Đây là Kim Nghê, đời sau của thái cổ thánh thú Toan Nghê. Nó có được thần long huyết mạch, khó trách lại đáng sợ như thế.
Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận coi chừng, hắn lui xa đến ngoài trăm dặm rồi mới đứng nhìn con dị chiến thú hồn to như quả núi nhỏ kia. Thời kỳ thái cổ hồng hoang đã trở thành quá khứ quá lâu rồi. Thái cổ thánh thú đều đã tuyệt diệt, chết ở trong thời đại kia. Cho dù hiện tại có một số dị thú cùng tên với thái cổ thánh thú, thì căn bản cũng không có lực lượng cường đại như thái cổ thánh thú. Ví dụ như Thao Thiết, Tù Ngưu, v.v. tại thái cổ đều là hung danh hiển hách, có khả năng diệt gọn thánh linh. Nhưng mà những đời sau đó lại nhỏ yếu đi quá nhiều, căn bản không thể kế thừa huyết mạch tổ tiên của chúng, nên biến thành vật cưỡi hoặc là chiến thú cho tu sĩ nhân loại. Toàn nghề cũng là một trong những loại thái cổ thánh thú, huyết mạch cực kỳ cường đại. Nó gọn một cái là có thể nuốt Bắc Hải, nhưng mà những đời sau của nó thì tất cả cũng xuống dốc ghê gớm, chiến uy không bao giờ có thể so sánh với tổ tiên của chúng. Đương nhiên cũng có một số cực nhỏ toan nghê, trong thân thể có một tia huyết mạch tổ tiên thức tỉnh. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng mà lại có thể cường đại gấp hàng chục lần trở lên so sánh với các toan nghê khác. Loại toan nghê mà huyết mạch tổ tiên đã thức tỉnh rồi, toàn thân đều phát ra ánh vàng rực rỡ, cũng liền trở thành kim nghê. Con kim nghê này để lộ ra toàn bộ thân thể, nó tựa như một quả núi cao màu vàng đang đổ nước cuồn cuộn, cao ngất hung dữ. Nó ngồi ở trên tảng đá đang trôi nổi kia, đôi mắt ngưng tụ ra một đạo ánh vàng rực rỡ, nện về hướng Phong Phi Vân. Một cỗ uy năng công phạt khổng lồ của thánh thú phóng ra, khiến cho một tảng đá đang trôi nổi đều bị nát bấy. Hay cho một con kim nghê, nếu như có thể luyện nhập ngươi vào trong thân thể của ta, thì nhất định có thể khiến cho thể chất của ta càng tiến thêm một bước, lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Phượng Hoàng linh hồn ẩn giấu trong thân thể Phong Phi Vân tản mát hiện ra. Một hư ảnh thật lớn Phượng Hoàng bao vây lấy thân thể Phong Phi Vân, hai cánh triển khai liền che kín trời, trên đôi cánh còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Kim nghê cũng không phải dị thú đích thực, là một chiến hồn thôi. Mà linh hồn Phượng Hoàng của Phong Phi Vân cũng chỉ là một đạo khí tức thôi. Phượng Hoàng chính là một cấp bậc tồn tại sánh ngang với thần long, chính là một trong bốn loại yêu thú trong thiên địa mà có được thần thú huyết mạch, so sánh huyết mạch của thượng cổ thánh thú thì còn cường đại hơn. Tác dụng làm kinh động sợ hãi đối với kim nghê đều rất lớn. Xác thực mà nói thì đúng là nó cũng có tác dụng làm kinh động sợ hãi với dị thú. Chỉ là kim nghê mà cũng dám giễu võ dương oai trước mặt Phượng Hoàng. Hôm nay liền lấy chiến hồn của ngươi làm chủ đạo, đúc ra vạn thú chiến thể của ta. Phong Phi Vân đứng ở trên tảng đá lớn, dáng người rắn giỏi, có một loại uy nghiêm vô hình làm kinh động sợ hãi trời cao. Lúc trước rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Đều nhất định phải đợi đến sau khi Phong Phi Vân đạt tới cấp bậc thiên mệnh đệ nhất trọng mới có thể tu luyện. Nhưng mà sau khi dùng Phượng Hoàng huyết làm vỡ vụn đầu khớp xương toàn thân, Phong Phi Vân liền đã có khả năng dùng trí nhớ của kiếp trước, tu luyện một số thứ khủng bố vô biên vô tận, nằm ngoài sự tưởng tượng của tu sĩ nhân loại bình thường. Ví dụ như nói, hắn hiện tại tính toán tu luyện vạn thú chiến thể. Tại Phượng Hoàng yêu tộc, cũng có các loại cung cách tu luyện Phượng Hoàng. Nuốt chừng một vạn chủng loại linh thú chiến hồn để đúc luyện vạn thú chiến thể. Phong Phi Vân hiện tại đã là thân thể con người, nhưng lại đã tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân tới lần hoán huyết thứ tư, càng là lấy Phượng Hoàng huyết để rèn luyện xương cốt toàn thân. Mặc dù không thể luyện hóa một vạn chủng loại linh thú chiến hồn nhập thể, nhưng mà luyện hóa một vạn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể lại chưa chắc không thể làm được. Thân thể nhân loại, có thể dung luyện một con dị thú chiến hồn đã là việc khá không dễ dàng. Có thể dung luyện bốn con dị thú chiến hồn, đã là tư chất tột đỉnh. Nhưng mà Phong Phi Vân lại muốn dung luyện một vạn con dị thú chiến hồn, điều này nếu như bị tu sĩ khác nghe được thì không thể không mở miệng chê cười hắn là đồ điên. Từ lúc trước khi tiến vào dị thú hồn cảnh, Phong Phi Vân liền đã có tính toán như vậy. Nhưng mà bởi vì số lượng một vạn con dị thú thật sự quá nhiều, rất khó áp dụng khiến cho hắn chỉ có thể nghĩ đến mà thôi. Sau khi tới được dị thú hồn cảnh, sau khi phát hiện nơi này có vô số dị thú chiến hồn đã khiến cho hắn thấy được hy vọng, bắt đầu mừng như điên. Ầm. Miểu quỷ ban chỉ đánh đi ra ngoài, sáu bức thần đồ bao bọc một mảnh trời cao, chặn đứng lực lượng công kích của kim nghê. Phong Phi Vân cước đạp luân hồi tật tốc, chủ động xông lên phía trước. Hắn hạ xuống trên lưng kim nghê, xòe bàn tay ra mà lập tức phóng lôi hỏa châu. Uy năng của nhị phẩm linh khí đã phát động ra vạn đạo lôi điện sấm chớp. 3, 3, 3, 3. Lôi điện sấm chớp như đàn trường xà tràn ngập cả không gian, toàn bộ đều đánh về hướng con kim nghê bên dưới hắn.
Kim Nghê giống dài một tiếng, nó trợn mắt nhìn trời, trong miệng lại cũng phun ra vạn đạo lôi hà, biến thành một mảnh lôi hải để chặn công kích của lôi hỏa châu. Tiếng giống thật lớn kia càng là như thiên trung quả chuông trời, vang dội, đập cho đôi tai Phong Phi Vân tuôn đầy huyết, thân thể lắc lư mãnh liệt, thiếu chút nữa ngã xuống từ trên lưng Kim Nghê. Không hổ có được thượng cổ thánh thú huyết mạch, lại cường đại như thế, chiến lực quả thực có thể so với tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng. Phong Phi Vân vội vàng lui xa, thu hồi miểu quỷ ban chỉ và lôi hỏa châu mà bỏ chạy đi thật xa. Kim Nghê bị chọc giận, trước kia cũng có học viên trung tâm vạn tượng tháp đến đây rèn luyện, nhưng mà đều tránh né nó từ rất xa, không dám nửa phần đắc tội nó. Học viên này ngược lại, không ngờ chủ động khởi xướng công kích đối với nó, quả thực vô pháp vô thiên. Nó đuổi theo. Kim Nghê có hình thể khổng lồ. Nó đi qua nơi nào liền như long trời lở đất, những tảng đá lớn vỡ vụn bay loạn khắp mọi nơi. Từ rất xa nhìn lại thì giống như là một cơn sóng lớn màu vàng đang cuốn đi qua đây. Tốc độ của Phong Phi Vân mặc dù nhanh chóng, nhưng mà so với hắn thì Kim Nghê cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nó đuổi theo không bỏ, trong miệng vẫn còn phun ra từng đạo lôi điện sấm chớp vàng rực, đánh cho Phong Phi Vân chật vật không chịu nổi. Xèo xèo. Phía trước, một mảnh quang ảnh màu lam bay tới, khí lạnh ngút trời, băng tinh bay đầy trời. Đúng là một đàn băng vân thử kia, có chừng trên trăm con. Toàn bộ đều đằng đằng sát khí, sau khi nhìn thấy Phong Phi Vân thì tốc độ của bọn chúng càng là nhanh hơn, toàn bộ đều rít lên. Tới hay lắm. Phong Phi Vân không chỉ là không sợ hãi, ngược lại trong lòng vui vẻ chạy thẳng về phía trước mặt. Những con băng vân thử này lúc trước chính là đến đây để truy theo hắn. Giờ phút này thấy hắn chủ động nghênh đón thì toàn bộ thân thể đều phát sáng tăng vọt, bắt đầu công kích. Soạt. Phong Phi Vân mang theo bạch thạch cự đao, vung lên chém nát 4-5 con băng vân thử chiến hồn, rồi nhanh chóng chạy xuyên qua đàn chuột này. Kim Nghê ở phía sau cũng đuổi kịp, vừa lúc lọt vào trong công kích của băng vân thử. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vô số khí lạnh đều đánh vào trên người Kim Nghê. Mặc dù một con băng vân thử có lực lượng còn kém rất xa Kim Nghê, nhưng mà trên trăm con băng vân thử đồng thời công kích, đó chính là một chuyện khác hẳn. Đây là một cỗ lực lượng có tính hủy diệt. Kim Nghê bị đánh cho trở tay không kịp, trên trăm đạo lực lượng đánh cho ánh vàng rực rỡ trên người nó đều bị tối sầm lại, thân thể bị ngăn chặn, vô phương tiến thêm một bước về phía trước. Nó càng tức giận, một đám băng vân thử cấp thấp hơn mà cũng dám khởi xướng công kích đối với nó, quả thực không thể tha thứ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Liền tại lúc Kim Nghê bị băng vân thử vây khốn, có một cái thuyền cổ thật lớn màu xanh từ phía trên trấn áp đè xuống. Chiếc thuyền này to lớn như thế nào, nó mang theo lực lượng càng là không gì sánh kịp, trực tiếp đánh cho ánh vàng rực rỡ trên người Kim Nghê bị lờ mờ đi một phần. Kim Nghê nổi cơn thịnh nộ rồi, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần hoa vàng chói, lập tức liền có mấy chục con băng vân thử biến thành hư vô. Bị một cỗ hào quang vàng chói kia chấn vỡ. Dầm, dầm, dầm. Nó chạy ra khỏi vòng chiến của băng vân thử, đánh ra một chảo nện về hướng thanh đồng linh chu xa xa. Phong Phi Vân đứng ở trên thanh đồng linh chu. Hắn vừa khống chế thanh đồng linh chu trốn thật xa, vừa đánh ra miểu quỷ ban chỉ. Sáu bức thần đồ chắn trước người, chống đỡ ngăn chặn công kích của Kim Nghê. Kim Nghê có lực lượng quá cường đại, nếu muốn chấn áp nó thật sự quá khó khăn. Phong Phi Vân lại bắt đầu trốn xa. Kim Nghê vẫn điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một dòng sông dài từ dị thú chiến hồn xuất hiện ở trước mắt. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn nối đuôi nhau đi chung một chỗ. Chúng đang chạy vội về một phương hướng nào đó, dẫn đầu đàn dị thú chiến hồn chính là một con thạch tượng chiến hồn tu vi 900 năm. Thạch tượng chiến hồn có khí thức khổng lồ vô biên vô tận, cuốn lên tận trời cao. Có một loại khí thế như Thái Dương thần thánh giữa trời. Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ, hắn nảy ra ý hay liền trực tiếp bay về hướng đàn thú kia. Hắn nâng luân hồi tật tốc đến mức độ cao nhất, Kim Nghê thì theo đuổi không bỏ, tốc độ của cả hai đều nhanh tới cực điểm. Liều mạng. Chỉ thoáng chớp mắt, Phong Phi Vân cũng đã bay vào giữa dòng sông dài của mấy ngàn con dị thú. Hắn vừa xông đi vào, dị thú chiến hồn bên trong đó đều phát hiện ra người này là từ bên ngoài đến. Toàn bộ đều khởi xướng công kích đối với Phong Phi Vân. Lực lượng đạo trồng chất, biến thành nước lũ. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn đồng thời công kích, đây là sức mạnh khủng bố vo song như thế nào.
không biết bao nhiêu tảng đá lớn trôi nổi bị đánh cho thành phấn vụn. Phong Phi Vân cước đạp luân hồi tật tốc, thân thể tựa như con cá trong nước, thân pháp cực kỳ quỷ dị. Những bước tiến của hắn có cái giống độ cung, cũng có cái giống như vòng tròn, giúp cho hắn né tránh được hơn phân nửa công kích của những dị thú cấp thấp khác. Đương nhiên cũng có lực lượng rơi trên người của hắn, nhưng mà lại đều được thể chất mạnh mẽ của hắn gánh chịu, cứ thế mà hắn xông qua vòng công kích. Nhưng Kim Nghê không có thân pháp tốt như hắn. Sau khi thấy mấy ngàn con dị thú công kích, nó liền dừng phát lại, rồi chạy trốn về phía sau. Có điều vẫn có mấy trăm đạo công kích đánh vào trên người nó, khiến chiến hồn của nó đều bị đánh cho trọng thương, ánh sáng vô cùng lờ mờ. Nếu không phải thoát được nhanh chân, chỉ sợ lúc này đều tan thành cho bụi. Kim Nghê bị thương, chật vật chạy trốn, không dám đối đầu với đàn những con dị thú chiến hồn này. Thạch Tượng tiếp tục bay về hướng phía trước, mấy ngàn con dị thú chiến hồn kia cũng bay đi theo, cũng không có đi đuổi giết Kim Nghê. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không bỏ qua Kim Nghê, hắn cưỡi thanh đồng linh chu mạnh mẽ giáng xuống, lại lần nữa rơi xuống trên lưng Kim Nghê. Ầm một tiếng, hắn chấn áp được thân thể Kim Nghê phải sa xuống, phát ra một tiếng rên rỉ. Phong Phi Vân lại lần nữa xuất ra lôi hỏa châu, một mảnh biển lửa lao ra từ trong lôi hỏa châu, bao bọc lấy toàn thân Kim Nghê vào bên trong. Lần này đây ta xem ngươi vẫn còn chống lại linh khí chấn áp như thế nào. Phong Phi Vân hành động toàn lực, linh khí toàn thân đều đánh ra. Kim Nghê vốn đang giãy giụa mãnh liệt, nhưng mà lại căn bản không thoát được nổi vòng chiến của linh khí. Ầm, 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 ầm. Miểu quỷ ban chỉ cũng bay ra. Sáu bức thần đồ bay ra, tựa như sáu thế giới lớn chấn áp đè về hướng Kim Nghê, lập tức chúng ép tới Kim Nghê không thể nhúc nhích, thân thể đều trở nên càng ngày càng nhỏ. Kết hợp hai kiện linh khí mới chấn áp được nổi Kim Nghê, nó biến thành Kim Nghê chiến hồn chỉ lớn như một nắm tay rồi rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Ánh sáng lóng lánh, đặc biệt chói mắt, vẫn đang dập dờn mãnh liệt. Hiện tại phải dung luyện nhập thể ngươi. Phong Phi Vân bay đến trên một tảng đá đen nhánh trôi nổi. Chung quanh yên tĩnh trống trải, không có dấu vết dị thú chiến hồn đã từng hoạt động. Đúng là một nơi thật là tốt để bế quan. Ầm, 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 ầm. Một quyền nện xuống khoét thành một cái hang động trên tảng đá lớn đang trôi nổi. Tại cửa hang động hắn bố trí tầng tầng trận pháp, để phòng ngừa vào lúc chính mình đang dung luyện dị thú chiến hồn thì bị người khác quấy rầy. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong hang động, nắm Kim Nghê chiến hồn trong lòng bàn tay của hai tay. Từ trong đôi mắt bay ra 40 đạo thần thức bao bọc kín mít Kim Nghê chiến hồn, rồi lấy thần thức của bản thân bắt đầu luyện hóa Kim Nghê chiến hồn. Hao phí thời gian suốt 10 ngày, Phong Phi Vân mới hoàn toàn nấu chảy dung luyện Kim Nghê chiến hồn vào trong thân thể, biến thành một bộ phận của thân thể. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân phá thạch ra, hắn huyền không đứng thẳng, trên người tỏa ra ánh vàng rực rỡ lấp lánh. Một con Kim Nghê hồn ảnh hiện lên từ sau lưng của hắn, cao như quả núi lớn, đồ sộ hung dữ. Sau khi bị Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện nhập thể, Kim Nghê cũng đã hoàn toàn bị thuần phục, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phong Phi Vân. Một quyền nện ra. Một quyền ảnh thật lớn màu vàng bay đi ra ngoài, có một long hổ chi khí, khí thế long hổ, ngưng tụ bên trên bề mặt, một mực bay ra hơn 1.000 thước mới tiêu tan. Nơi nào nó đi qua, những tảng đá trôi nổi toàn bộ vỡ tan. Đây chính là lực lượng. Dị thú chiến hồn của Kim Nghê không ngờ cường đại như thế, lực lượng ít nhất tăng lên 2 thành. Trong lòng Phong Phi Vân kinh ngạc không sao diễn tả nổi. Lúc trước hắn cho là đạt đến tu vi hiện tại, trừ phi là cảnh giới tăng lên, nếu không lực lượng thật là khó khăn lại gia tăng. Nhưng lại thật không ngờ sau khi dung luyện dị thú chiến hồn thì lực lượng lại có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Kim Nghê có được thượng cổ thánh thú huyết mạch quả nhiên không có khiến cho chính mình thất vọng. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm chờ mong đối với vạn thú chiến thể. Nếu như đều nấu chảy dung luyện một vạn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, như vậy lực lượng sẽ bành trướng đến tình trạng như thế nào? Phong Phi Vân bắt đầu bước lên con đường khổ tu trấn áp dị thú chiến hồn. Phần lớn hắn chọn đều là dị thú chiến hồn tu vi 600 năm, đương nhiên còn có chút ít dị thú chiến hồn tu vi 700 năm. Qua 3 tháng, Phong Phi Vân đã nấu chảy dung luyện 274 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Trong đó có 269 con đều là dị thú chiến hồn tu vi 600 năm, chỉ có 5 con là dị thú chiến hồn tu vi 700 năm. Không được, tốc độ có lẽ quá chậm. Nếu như cứ theo đà này,
sau 2 năm ta cũng chỉ có thể nấu chảy dung luyện 2000 con dị thú chiến hồn, so với 1 vạn con dị thú chiến hồn cần thiết thì chênh lệch thật sự quá lớn. Phong Phi Vân giảm bớt yêu cầu, coi như là dị thú chiến hồn tu vi 500 năm thì hắn cũng bắt đầu trấn áp, bắt lấy. Dị thú chiến hồn tu vi 500 năm mặc dù lực lượng yếu hơn một chút, nhưng mà tốc độ nấu chảy dung luyện lại nhanh hơn, hơn nữa càng dễ dàng tìm kiếm hơn. Tốc độ Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện dị thú chiến hồn trở nên nhanh hơn, thân thể cũng trở nên càng cường đại hơn. Mỗi nấu chảy dung luyện một con dị thú chiến hồn vào trong thân thể liền sẽ phát sinh một lần tẩy trừ biến đổi, huyết nhục và xương cốt đều phải cố nén một phân, lực lượng cũng được tăng lên một phân. Đến sau khi Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện 1000 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, cả người đều trở nên điên cuồng hẳn lên, mà ngay cả yêu ma chi huyết ở chỗ sâu trong huyết dịch đều bắt đầu dục dịch, tựa hồ bị lực lượng của dị thú chiến hồn kích thích, muốn thức tỉnh từ trong huyết mạch. Phong Phi Vân hoàn toàn dựa vào 40 đạo thần thức cùng với linh hồn phượng hoàng khổng lồ, mới có thể trấn áp trên 1000 con dị thú chiến hồn. Nếu như đổi là một người khác, đừng nói là 1000 con dị thú chiến hồn, coi như là 10 con dị thú chiến hồn đã đều có thể làm cho thân thể của hắn căng phồng sắp sửa bùng nổ, dồn ép linh hồn của hắn sắp vỡ. Cũng chỉ có linh hồn cường đại của Phượng Hoàng mới có thể tu luyện vạn thú thánh thể. Còn linh hồn các sinh vật khác căn bản không có khả năng trấn áp được vạn con dị thú chiến hồn. Trong dị thú hồn cảnh, thời gian trôi qua cực nhanh, chả mấy chốc chính là 1 năm đã qua. Phong Phi Vân đã nấu chảy dung luyện 4478 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Hiện nay thân thể của hắn trở nên rắn chắc mấy lần, vẻn vẹn chỉ là đứng ở một chỗ cũng đã thấy huyết khí như cầu vồng, khí tức nồng đậm, tràn ngập một chốn xứ sở. Chỉ cần hắn triển khai linh hồn, 4478 con dị thú liền bay ra từ trong thân thể của hắn, giống như là một mảnh đại dương dị thú chiến hồn, làm cho những dị thú chiến hồn ở chung quanh đều bị sợ đến chạy trốn. Có mấy người học viên vạn tượng tháp rèn luyện trong dị thú hồn cảnh, cũng bị khí tức trên người Phong Phi Vân làm cho kinh sợ chỉ dám nhìn từ rất xa. Đến khi nhìn thấy một cảnh rung động lòng người trên những tảng đá lớn đang trôi nổi kia, quả thực khiến cho bọn họ trọn đời khó quên. Trời ạ, ta rốt cuộc nhìn thấy gì? Một học viên vạn tượng tháp trẻ tuổi hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác được sự rung động vô bờ. Ta nhận ra được hắn, kia không phải là yêu ma chi tử sao? Hắn lại đã rèn luyện ở trong dị thú hồn cảnh, mấy ngàn con dị thú chiến hồn bên cạnh hắn kia là xảy ra chuyện gì? Không ai tin tưởng Phong Phi Vân có thể nấu chảy dung luyện mấy ngàn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, đều cho là hắn là lấy phương pháp nghịch thiên để thuần phục dị thú chiến hồn. Không hổ là yêu ma chi tử, thủ đoạn quả thực rất đáng sợ. Ngay cả chiến hồn trong dị thú hồn cảnh đều có thể thuần phục. Thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều danh bất hư truyền. Lại có thể khiến cho mấy ngàn con dị thú chiến hồn đi cùng ở phía sau. Loại ngự thú thuật pháp này có thể so với thái thượng tôn sư của ngự thú tháp. Số lượng dung luyện dị thú chiến hồn cũng không phải lấy thể chất quyết định, mà là lấy linh hồn cường đại quyết định. Linh hồn càng mạnh, tự nhiên có thể trấn áp càng nhiều dị thú chiến hồn. Mỗi lần dung luyện một con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, thể chất sẽ tăng lên một tia, lực lượng cũng gia tăng một phần. Nhưng mà loại lực lượng gia tăng cũng là có cực hạn, không có khả năng một mực vĩnh viễn gia tăng tiếp được. Đến khi đạt tới một điểm tới hạn, lực lượng tăng lên cũng càng ngày càng thong thả. 1 vạn con dị thú chiến hồn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mà sau khi dung luyện vào trong thân thể thì không phải liền thật sự có 1 vạn con dị thú chiến hồn thêm vào cho lực lượng. Ngược lại bởi vì giữa các dị thú chiến hồn có sự bài xích lẫn nhau, cho nên lực lượng phát huy ra được kỳ thật cũng khá có hạn. Phong Phi Vân hiện nay đều đã dung luyện hơn 9000 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, nhưng mà lại cũng không có hoàn toàn kế thừa lực lượng của hơn 9000 con dị thú chiến hồn. Lực lượng tăng lên kỳ thật là có hạn, đại khái là chỉ khoảng gấp 3 ban đầu. Nói cách khác, sau khi Phong Phi Vân dung luyện hơn 9000 con dị thú chiến hồn, vẻn vẹn chỉ là lực lượng tăng lên gấp 3 thôi, thể chất cũng tăng lên một nấc. Nếu như đích thực kế thừa toàn bộ lực lượng của hơn 9000 con dị thú chiến hồn, như vậy quả thực hắn sẽ có khả năng một quyền đều giết chết cự kình. Có điều đó chỉ là lý luận thôi, căn bản không có khả năng thực hiện. Bất cứ lực lượng gì, một khi có nhiều chủng loại thì sẽ bài xích lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Lực lượng càng nhiều chủng loại, mức độ bài xích và triệt tiêu cũng lại càng lớn. 9876 con dị thú chiến hồn.
Phong Phi Vân bóp vỡ một đám dị thú chiến hồn cuối cùng, thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, vô phương lại dung hợp bất cứ dị thú chiến hồn nào. Nếu muốn lại lần nữa nấu chảy dung luyện dị thú chiến hồn, đạt tới vạn thú chiến thể đích thực, nhất định phải đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng mới được. Cuối cùng bởi vì là cảnh giới quá thấp, hắn không thể hoàn toàn tu luyện thành công vạn thú chiến thể. Cũng tốt, chờ sau khi tu vi của ta đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, ta sẽ lại đi tìm một số dị thú chiến hồn cường đại, dùng để trấn áp vạn thú chiến hồn. Chỉ là dựa vào một con kim nghê có lẽ thật xa không đủ, vô phương phát huy ra được uy năng của vạn thú chiến thể. Phong Phi Vân có hơi suy tính một chút, hắn phát hiện trong bất chi bất giác thì thời gian 2 năm đều đã trở thành quá khứ rồi, cũng nên đến lúc xuất quan. Phong Phi Vân lại lần nữa thu hơn 9.000 đầu dị thú chiến hồn vào trong thân thể, khí thế trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ khẽ động chân tay đều không thể che giấu một cỗ khí tức cường giả kia. Trước khi đi ra khỏi dị thú hồn cảnh, Phong Phi Vân lại gặp được Vương Mãnh, hắn cũng đang rèn luyện ở chỗ này. 2 năm không gặp, tên này lại cao hơn một mảng lớn, thân thể đều sắp sửa đạt đến chiều cao 3 thước. Chòm râu trên mặt, túm lông ở lồng ngực, lông trên đùi đều dài ra không ít. Trông hắn tựa như một dã nhân còn sống sờ sờ. Sư thúc, không phải người ăn linh chân nào đó trong dị thú hồn cảnh, tại sao khí tức trên người lại trở nên điên cuồng mãnh liệt như thế? Vương Mãnh nện xuống cây phương thiên hỏa kích máu chảy đầm đìa, hắn bị một cỗ khí tức kia trên người Phong Phi Vân làm kinh động sợ hãi. Nó cực kỳ hùng mạnh mà điên cuồng thịnh nộ, quả thực tựa như một con thần thú đang đứng ở trước mặt mình. Phong Phi Vân chỉ cười mà không nói, hắn hỏi. Rèn luyện 2 năm liệu có thu hoạch? Ha ha, thu hoạch không ít, thu phục 8 con dị thú chiến hồn, nấu chảy dung luyện vào trong thân thể ta. Ta cảm giác hiện tại ta có thể một quyền đánh vỡ đầu một tu sĩ tiền bối. Vương Mãnh phá lên cười. Phong Phi Vân cũng là có hơi ngạc nhiên một chút. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Mãnh một phen, quả nhiên đã nấu chảy dung luyện 8 con dị thú chiến hồn, hơn nữa mỗi một con đều là mãnh thú, thuộc về loại có lực lượng mạnh. Tộc người cổ cương quả nhiên có thể chất dũng mãnh, Vương Mãnh lúc trước đã có thần lực trời sinh, hiện nay lực lượng càng đáng sợ hơn, thành tựu trong tương lai tuyệt đối không nhỏ. Lại là một kẻ ngoại tộc a. Đi thôi, ra khỏi dị thú hồn cảnh còn có một trận đánh ác liệt cần phải đánh. Phong Phi Vân khí thế bức người mà lên tiếng. Hôm nay cả vạn tượng tháp nhất định sẽ chấn động ghê gớm. Phong Phi Vân một khi đi ra dị thú hồn cảnh, khẳng định sẽ đưa tới địa kiếp. Phong Phi Vân hiện nay đã vô phương khống chế được cảnh giới, cũng căn bản không cần áp chế nữa. Khổ tu 2 năm, cũng nên là lúc độ địa kiếp, đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng rồi. Không biết khi địa kiếp đó có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy. Vào lúc giữa trưa, thái dương rực rỡ. Mặt trời tựa như một hỏa lò sấy cho không khí đều phải vặn vẹo, những con dị thú ở khu vực ngự thú tháp đều phủ phục nghỉ ngơi trên mặt đất, khói trắng bốc ra từ trong lỗ mũi mà hắt xì hơi.